Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 78. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, có thể uy hiếp ta Diệp Thần, chỉ có người chết. Người Thái Thượng trưởng lão tới cũng như vì sao? Hôm nay, ta Diệp Thần liền đem Độc Cô gia tộc từ Linh Võ Đại Lục xóa đi. Một giây kế tiếp, Diệp Thần không có bất kỳ do dự. Trực tiếp bóp vỡ Độc Cô Vinh cổ. Hợp đạo cảnh bát trọng thiên Độc Cô Vinh, chết. Độc Cô Vinh chết, vậy đại biểu Diệp Thần thái độ, và Độc Cô gia không chết không thôi. À, tiểu tạp chủng. Thái thượng trưởng lão Độc Cô Ngạo lửa giận công tâm, nếu như không phải là chiếu cố đến Diệp Thần trên tay vậy đạo ánh sáng tím đã sớm ra tay. Mới vừa rồi hắn một mực núp trong bóng tối, vậy đạo ánh sáng tím, cũng để cho hắn cảm nhận được chết uy hiếp. Cho nên hắn không dám ra tay, sợ trực tiếp bị Diệp Thần cho trong nháy mắt giết. Hắn không hiểu nổi, Diệp Thần từ nơi nào có thủ đoạn. Để cho người nhìn mà sợ. Diệp Thần, người thật cho là ngươi lá bài tẩy, có thể tiêu diệt Độc Cô gia, ta Độc Cô gia nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Cái này hai ngày Độc Cô Ngạo tâm thần không yên, vì để ngừa vạn nhất, liên lạc hơn năm trước bạn cũ. Bạn già đang ở trên đường chạy tới, hắn cũng không tin, Diệp Thần thủ đoạn, có thể uy hiếp được tạo hóa cảnh. Núp trong bóng tối thế lực, các ngươi nghe, đừng quên, Diệp Thần giết chết các ngươi tông môn bao nhiêu người, chẳng lẽ các ngươi cũng không dự định trả thù. Giờ khắc này, Độc Cô Ngạo muốn mượn đao giết người. Chính hắn mặc dù không dám ra tay, nhưng có thể để cho người khác động thủ. Hắn không tin, Diệp Thần lá bài tẩy có thể vô số lần dùng, luôn có lực kiệt thời điểm. Đây là từng đạo bóng người từ âm thầm đi ra, những người này, không một ngoại lệ. Toàn bộ đều là hợp đạo cảnh võ giả. Diệp Thần nhướng mày một cái, ban đầu Nguyên Thủy Đại Sơn sự việc, hắn tự nhiên rõ ràng, căn bản không có tàn sát Triệu. Hôm nay, ta chỉ đối với Độc Cô gia tộc ra tay, các ngươi như ngăn trở, chỉ cần ta ngày hôm nay không chết, hậu quả chính các ngươi tưởng tượng. Diệp Thần một câu nói, để cho vốn là muốn xuất thủ người, dừng lại nhịp bước, bây giờ ai dám cầm Diệp Thần làm một cái thần vương cảnh. Vạn nhất Diệp Thần chạy trốn, bọn họ tông môn có thể hay không ngăn cản Diệp Thần trả thù. Độc Cô Ngạo, người thực lực, đơn độc đánh chết Diệp Thần, tự nhiên không có vấn đề, chúng ta ở một bên cho ngươi áp trận. Đúng đúng đúng, lấy Độc Cô gia tộc Thái Thượng trưởng lão thủ đoạn, đối phó một cái Diệp Thần tự nhiên bắt vào tay. Một đám người mồm năm miệng mười, bất quá đại khái ý nghĩa, không cần nói cũng biết, chính là để cho Độc Cô Ngạo ra tay. Nếu như Độc Cô Ngạo có thể tiêu diệt Diệp Thần, tự nhiên tất cả lớn vui mừng, nếu như không thể nói, bọn họ cũng sẽ không đắc tội Diệp Thần. Dẫu sao Diệp Thần đứng ở nơi đó, chính là một loại uy hiếp. Độc Cô Ngạo khóe miệng hung hăng co quắp, những lão hồ ly này, từng cái tính toán điều gì, hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng là hắn muốn xuất thủ, nhưng sợ Diệp Thần chỉ một cái trực tiếp trong nháy mắt giết hắn. Hắn đến bây giờ cũng không nghĩ thông, thế gian có cái gì võ học. Chỉ một cái có thể hoàn toàn vượt xa hết thảy lực lượng. Thậm chí, mới vừa rồi Diệp Thần chỉ một cái lực lượng thật giống như có chút và hôm đó trong trận pháp thiên đạo lôi có chút tương tự. Độc Cô lão cẩu, cho ta chết. Diệp Thần không dám lãng phí nữa thời gian, đưa ra chỉ một cái, hướng về phía Độc Cô Ngạo, hủy diệt kinh khủng hơi thở, bỗng nhiên bây giờ, ở không khí chung quanh bùng nổ. T. Tất cả mọi người đều lui về phía sau ba bước. Cách xa Diệp Thần, dù là cũng không phải là công kích bọn họ, nhưng vậy làm cho lòng người sợ hãi. Độc Cô Ngạo sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Diệp Thần nói động thủ liền động thủ. Cực hạn cảm giác nguy cơ, để cho Độc Cô Ngạo cả người lông tơ cũng lực đứng lên. Diệp Thần, người trước dừng tay có lời tốt không dám. Độc Cô Ngạo vội vàng hô đến, nhưng mà Diệp Thần căn bản không để ý hắn, hắn và Độc Cô gia tộc cừu hận, phải dùng máu tươi tới tẩy rửa. Oanh! Ánh sáng tím nháy mắt bây giờ rơi xuống, Độc Cô Ngạo sắc mặt dữ tợn, cầm ra Hỗn Nguyên Tiên Khí, một kiếm chém ra. Làm xong hết thảy các thứ này, Độc Cô Ngạo cũng không có kết thúc, bắt Độc Cô gia tộc cuối cùng hai người hợp đạo cảnh, trực tiếp ném ra. Hai người hợp đạo cảnh trưởng lão làm sao vậy không nghĩ tới, trực tiếp để cho nhà mình Thái Thượng trưởng lão từ bỏ. Không thể không nói, cực kỳ thật đáng buồn. Ở ánh sáng tím và kiếm mang đụng vào nhau trong nháy mắt, kiếm mang trực tiếp bể tan tành, hai người hợp đạo cảnh dùng mình thân xác,
ngăn cản ánh sáng tím bộ phận tổn thương, bỗng nhiên một phần hai nửa. Độc Cô Ngạo cầm trong tay mình Hỗn Nguyên tiên khí trực tiếp ném ra, nhưng còn có chút không yên lòng, cầm ra Hợp Đạo thần khí, một khối ném ra. Âm, phịch, phịch, hư không bên trong từng tiếng rên, nhưng ánh sáng tím dư âm, đánh vào Độc Cô Ngạo trên mình. Độc Cô Ngạo cả người thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, một búng máu phún ra ngoài. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, uy lực này quá đáng sợ. Độc Cô Ngạo nhưng mà Độc Cô gia tộc cao cấp cường giả, nếu như đổi thành bọn họ những thứ này Hợp Đạo cảnh tầng 6, tầng 7, sợ rằng ngay tức thì tử vong. Độc Cô Ngạo chật vật đứng lên, cả người sắc mặt quá mức mệt lả, cái này hai ngày hắn khôi phục thương thế, hoàn toàn hóa thành hư không. Các ngươi những người này, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này xem kịch vui? Độc Cô Ngạo chật vật nhìn về phía mọi người. Hắn hy vọng đám người này có thể ra tay. Nhưng mà, từ đầu đến cuối không có ai ra tay. Bởi vì Diệp Thần tay chỉ mọi người, làm mọi người thấy một màn này, cuống quýt né tránh. Ai cũng không dám đánh cuộc, Diệp Thần rốt cuộc có thể hay không đánh ra lực lượng kinh khủng. Bây giờ bỏ mặc là cấp bậc gì cường giả, đều sợ Diệp Thần chỉ một cái à. Chỉ một cái chấn nhiếp mọi người. Nếu là bị người truyền đi, một cái thần vương cảnh ngón tay có thể chấn nhiếp như thế nhiều võ giả. Sợ rằng không ai dám tin. Không đi nữa, các ngươi liền toàn bộ ở lại chỗ này. Mọi người nghe gặp Diệp Thần mà nói một câu cáo từ, vội vàng rời đi, đợi tiếp nữa, đảm bảo không cho phép Diệp Thần sẽ đại khai sát giới. Đại khai sát giới loại chuyện này, Diệp Thần làm cũng không phải một lần hai lần. Toàn bộ Tây Vực Tông Môn cũng dám giết. Chẳng lẽ còn sẽ kém bọn họ mấy cái? Tất cả mọi người, không có can đảm lại tiếp tục đợi tiếp, ai cũng sợ chết, không cần phải vì xem náo nhiệt, đem mạng của mình, giao phó ở chỗ này. Mọi người ồ một cái mà tán, mà Độc Cô gia tộc bên này, chỉ còn lại Độc Cô Ngạo một người. Giờ phút này Độc Cô Ngạo trong nội tâm hận ý và bực bội, đã không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nếu như gia tộc bọn họ cường giả không có đi ma vực mà nói, nơi nào sẽ để cho một cái thần vương cảnh con kiến hôi, ở chỗ này càn rỡ. Diệp Thần, ta nguyện ý giao ra Độc Cô gia tộc tất cả tài sản, người tha ta một mạng như thế nào? Độc Cô Ngạo vốn là thương thế liền không tốt, nếu như ánh sáng tím một lần nữa mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn chỉ có thể tìm kiếm còn sống. Chỉ phải còn sống, sau đó đi ma vực thông báo những cái kia Độc Cô gia cường giả. Diệp Thần vẫn là phải chết. Ngươi cho rằng có thể sao? Diệp Thần khóe miệng cười lạnh một tiếng, ban đầu Độc Cô Ngạo, đuổi giết hắn ở Nguyên Thủy Đại Sơn, thiếu chút nữa để cho Kỳ Lâm không có vượt qua lôi kiếp. Những chuyện này, đủ để cho Độc Cô Ngạo chết 100 lần. Độc Cô lão cẩu, ở ngươi thời điểm chết, ta sẽ để cho ngươi thể sẽ cái gì gọi là thống khổ. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, nhìn một cái Lương Tuyết Nguyệt. Lúc này Lương Tuyết Nguyệt nhỏ nhẹ gật đầu một cái. Ở Diệp Thần đánh nhau thời điểm, nàng trong bóng tối đã đem độc bố trí ở toàn bộ Độc Cô gia tộc chính giữa. Đây là Độc Cô gia tộc, không ngừng phát sinh kêu thảm thiết, từng cái Độc Cô gia tộc đệ tử, toàn thân phát ra thối giữa hơi thở. Toàn bộ trên thân thể người mặt, không có một nơi hoàn hảo địa phương. Máu thịt đang không ngừng rơi xuống, bọn họ căn bản không khống chế được. À, chuyện gì xảy ra? Tại sao máu ta thịt điên cuồng đánh mất? Trưởng lão, nhanh lên một chút mau cứu chúng ta còn không muốn chết. À, thật là đau. Ở phía dưới, tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng, toàn bộ Độc Cô gia tộc tựa như biến thành địa ngục nhân gian. Hơi thở máu tanh, bồng bềnh trên không trung, không ngừng có đệ tử tử vong, tựa như một tràng ôn dịch như nhau. Độc Cô gia tộc mấy chục ngàn đệ tử, khoảnh khắc bây giờ hóa thành hư không. Đây chính là hậu thiên độc thể chỗ kinh khủng, cũng là tại sao, ban đầu vô số thế lực muốn giết chết Lương Tuyết Nguyệt ra ra. Một ít đệ tử muốn ngăn cản, chỉ bất quá đây chính là Hợp Đạo cảnh cường giả bố trí độc tố, há là những thứ này thần vương cảnh và Hỗn Nguyên cảnh có thể ngăn cản. Bọn họ hối hận, bọn họ thậm chí trong đầu hiện lên từng tờ một mình đã từng giữ tợn mặt mày vui vẻ. Bọn họ dựa vào mình và Độc Cô gia tộc quan hệ. Không biết bắt cóc liền nhiều ít phụ nữ đàng hoàng. Không biết giết nhiều ít người vô tội. Mà ngày nay,
chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết báo ứng sao? À, ngươi cái tiểu súc sinh. Những thứ này nhập thần cảnh võ giả, thái thượng trưởng lão mặc dù không quan tâm, nhưng mà thần vương cảnh và hỗn nguyên cảnh, những võ giả này đều là bọn họ hao phí vô số tài nguyên. Nhưng bây giờ hết thảy các thứ này, toàn bộ đều đã phế, hoàn toàn hóa thành hư không. Dù là có thể giết chết Diệp Thần, nhưng là Độc Cô gia tộc hoàn toàn xong rồi. Một gia tộc cường thịnh, trừ cường giả đứng đầu, chủ yếu nhất còn cần liên tục không ngừng thiên tài đệ tử. Những đệ tử này, mới có thể bảo đảm một gia tộc sẽ không xuất hiện đứt đoạn. Thái thượng trưởng lão máu đỏ hai tròng mắt, hận giết không được chết Diệp Thần, nhưng mà hắn không dám. Hắn mặc dù tức giận, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Năm tháng như thoi đưa. Diệp Thần đưa ngón tay ra, hướng về phía Độc Cô Ngạo một chút, bây giờ Độc Cô Ngạo chiến lực, căn bản không đỡ được năm tháng lực lượng. Nhận ngươi một khối cường giả, ngươi như bị thương, vậy cuối cùng không phải năm tháng đối thủ. Năm tháng lực lượng xông về Độc Cô Ngạo. Giờ phút này Độc Cô Ngạo vạn niệm câu hôi, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nho nhỏ thần vương cảnh con kiến hôi, từ cho là có chút bản lãnh, liền có thể diễu võ dương oai. Vốn là tuyệt vọng Độc Cô Ngạo, nghe gặp nguồn thanh âm, đảo mắt mở mắt ra, thay vào đó là mừng như điên. Giờ khắc này, bạn hắn rốt cuộc đã tới. Diệp Thần, người cái tiểu tạp chủng, người lấy là chỉ có bản thân có hậu thủ. Độc Cô Ngạo chậm rãi đứng lên, nhìn một cái hư không bên trong người. Giờ phút này Diệp Thần nhướng mày một cái, phát hiện hư không chi một người trong ông già, thân mặc áo đen bào, trong tay ôm một chuôi trường thương. Ông già trên mặt có một đạo đao sẹo, hơi có vẻ dữ tợn. Một người tạo hóa cảnh, tiên tôn cấp cường giả khác. Ông già mặc dù không có tản mát ra uy thế, nhưng nhìn Diệp Thần một mắt. Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người cũng bước vào trong vực sâu mặt. Dù là đứng đầu thần quân, vậy không cho được Diệp Thần loại cảm giác này, chỉ có tiên tôn mới có thể. Thương hỏa tiên tôn, ngươi lại không tới, lão phu sợ rằng phải chết. Độc Cô Ngạo chật vật đi tới Thương Hỏa Tiên Tôn trước mặt. Ban đầu Thương Hỏa Tiên Tôn còn không có đạt tới tạo hóa cảnh, Độc Cô Ngạo liền và hắn kết giao. Mặc dù Thương Hỏa Tiên Tôn là một cái tán tu, nhưng không ai dám coi thường hắn thực lực. Diệp Thần, người cái tiểu tạp chủng không nghĩ tới chứ, sẽ có tiên tôn cấp cường giả khác, hôm nay ta để cho ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Ngạo mặc dù bị thương, nhưng vẫn còn ở dữ tợn gầm thét. Phát tiết nội tâm lửa giận. Chỉ có để cho Diệp Thần chết, hắn mới có thể an tâm. Diệp Thần, gần đây xích mích toàn bộ Tây Vực, thật lấy là không người có thể đối phó ngươi, cho ngươi cơ hội, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Một câu nói trực tiếp đoạn Diệp Thần sống chết. Phách lối bá đạo, căn bản cũng không có cầm một cái Diệp Thần coi ra gì. Thương Hỏa Tiên Tôn có đầy đủ phách lối vốn, thân là một đời tiên tôn. Làm sao đem một cái thần vương cảnh con kiến hôi, coi ra gì? Diệp Thần, bây giờ như thế nào cho phải? Lương Tuyết Nguyệt lo lắng nhìn một cái Diệp Thần, đừng nói bọn họ hai cái, dù là lại tới 10, cũng không phải một cái tiên tôn đối thủ. Tạo hóa cảnh tiên tôn, một người có thể tiêu diệt trăm vị đứng đầu hợp đạo cảnh thần quân à? Mặc dù Thương Hỏa tiên tôn, chỉ bất quá tạo hóa cảnh một trọng thiên, có thể đó cũng là tiên tôn. Chiến. Diệp Thần chỉ nói ra một chữ, đại biểu mình ý nghĩa. Hắn hiện ở trong tay còn có hai đạo diệt thế lực, mặc dù đánh không chết Thương Hỏa Tiên Tôn, nhưng là cũng có thể để cho hắn bị thương. Lại phối hợp Lương Tuyết Nguyệt độc, vậy không phải là không có cơ hội giết Thương Hỏa Tiên Tôn. Con kiến hôi oai, cũng dám ầm ĩ. Chỉ gặp Thương Hỏa Tiên Tôn tiện tay một chút, một đạo cực quang, như tia chớp tốc độ, hạ xuống ở Diệp Thần trên cánh tay mặt. Diệp Thần cánh tay trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, mới vừa rồi tốc độ chân thực quá nhanh. Hắn vừa mới chuẩn bị né tránh, nhưng đã quá muộn. T. Diệp Thần dùng ngón tay cầm cánh tay, cố nén đau đớn kịch liệt, nguyên cả cánh tay xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi không lấy tiền như nhau chảy xuống. Độc Cô Ngạo ở một bên thấy Diệp Thần bị thương, điên cuồng cười to, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng thống khoái. Diệp Thần phách lối cuồng ngông thì như thế nào, vẫn là cùng một con kiến hôi như nhau, bị Thương Hỏa Tiên Tôn, dẫm ở dưới chân. Ngươi không phải thật lợi hại sao? Ta xem ngươi như thế nào diệt ta,
như thế nào có thể đủ diệt ta Độc Cô ra, ha ha ha. Độc Cô Ngạo một mặt phách lối, căn bản không muốn trước bị Diệp Thần đánh được gần chết. Ta chính là trời, một mình ngươi con kiến hôi, ngưỡng vọng tồn tại. Từ đầu chí cuối, Thương Hỏa Tiên Tôn cũng không có nhìn tới Diệp Thần. Dù là giết Diệp Thần, cũng là hắn đáng chết. Cường giả mới có tư cách chế tạo quy tắc, tên yếu chỉ có thể tiếp nhận quy tắc. Muốn ta chết, nói thật ngươi không xứng. Diệp Thần đứng trên không trung, nhìn thẳng Thương Hỏa Tiên Tôn, trực tiếp đưa ra chỉ một cái. Diệt thế hơi thở, nháy mắt bây giờ tràn ngập ra. Vào lúc này, Thương Hỏa Tiên Tôn nhướng mày một cái này chỉ một cái hắn lại cảm nhận được từng tia uy hiếp, mặc dù không có thể chết người, nhưng hắn nhưng mà tiên tôn. Một cái tiên tôn từ một người thần vương cảnh võ giả trên mình cảm nhận được uy hiếp, cái này ở lúc trước căn bản không có thể. Ngươi là tiên tôn thì như thế nào? Hôm nay ta liền giết ngươi cái này tiên tôn. Ánh sáng tím, toát ra ánh sáng sáng chói, ngay tức thì xông lên đi giết. Lương Tuyết Nguyệt, bây giờ không động thủ, còn đợi lúc nào? Lương Tuyết Nguyệt nghe gặp Diệp Thần tiếng kêu, vội vàng gật đầu, trực tiếp xông về hư không. Chỉ gặp nàng cầm ra một cái màu đen nhánh chai nhỏ tử. Nhỏ trong bình mặt bay ra một đóa màu đỏ như máu, diêm rúa lòe loẹt hoa hồng. Làm lúc cầm đi ra, Lương Tuyết Nguyệt một mặt nhức nhối, đây chính là huyết yêu độc hoa. Ở toàn bộ đại lục, muốn tìm được một đóa huyết yêu độc hoa, cũng là khó lại càng khó hơn. Một bụi này huyết yêu độc hoa, vẫn là nàng ở cơ duyên xảo hợp dưới, mới bắt vào tay. Huyết yêu độc hoa xông về không trung, lúc này biến ảo thành một vị diêm rúa lòe loẹt cô gái, nàng tay trắng thon thon, nhẹ một chút. Kinh khủng khí độc ngay tức thì lan tràn, màu máu đỏ khí độc, không ngừng bay về phía Thương Hỏa Tiên Tôn. Diệp Thần không do dự nữa, diệt thế lực, một lần nữa ngưng tụ, bộc phát ra đi. Thương Hỏa Tiên Tôn cả người sắc mặt, nhẹ biến đổi, một cái tay trực tiếp đưa ra, một đóa sen lửa, ngưng tụ nơi tay trưởng. Sen lửa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ chung quanh đạt tới nhiệt độ kinh khủng. Đi! Thương Hỏa Tiên Tôn gầm nhẹ một tiếng, sen lửa từ bàn tay bay lượn ra. Sen lửa trên không trung từ một đóa, ngay tức thì biến thành ba đóa. Diệt thế lực, trực tiếp cầm một đóa sen lửa nổ, xông về Thương Hỏa Tiên Tôn thân thể. Thương Hỏa Tiên Tôn chân mày thượng thiêu, trong tay lửa cháy mạnh thương, một nhát thương đâm đi. Oanh! Thương Hỏa Tiên Tôn tay cầm lửa cháy mạnh thương, cả người thân thể bay rớt ra ngoài, một búng máu phun ra ngoài. Hết thảy các thứ này, chỉ bất quá chớp mắt giữa sự việc. Thương Hỏa Tiên Tôn nhìn một cái mình ngực, phía trên ngực lóe lên ánh sáng tím, không ngừng chiếm đoạt hắn lực lượng. Có chút ý tứ, nhưng muốn giết ta, còn thiếu chút nữa. Thương Hỏa Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, loại này lực lượng trong nháy mắt giết đứng đầu hợp đạo thần quân không thành vấn đề. Nhưng là đỉnh hơn để cho tạo hóa cảnh bị một chút thương thế mà thôi. Diệp Thần không nói, hắn vốn cũng không muốn dùng diệt thế lực tiêu diệt Thương Hỏa Tiên Tôn. Nhưng phát hiện đối mặt những cường giả này, có thể tổn thương. Nhưng không đủ để có thể chết người. Vẫn là hắn tu vi quá thấp. Nếu như cao một chút, có lẽ có thể dung chuyển. Sư Tôn, cho ta truyền lực lượng. Thần vương cảnh bát trọng thiên cảnh giới vẫn còn quá yếu. Hắn bây giờ không dựa vào luân hồi mộ địa, có thể đơn độc tiêu diệt hợp đạo cảnh tầng 2 thiên vũ người. Vào giờ phút này, Diệp Thần trên người khí thế không ngừng leo lên, từ thần vương cảnh trực tiếp ngắn ngủi đột phá. Ngắn ngủi tăng lên, quá mức cho tới hợp đạo cảnh. Lợi dụng bí thuật, đột phá đến hợp đạo cảnh thì như thế nào? Tiên tôn dưới tất cả con kiến hôi. Thương Hỏa Tiên Tôn không do dự nữa, trong cơ thể lực lượng ngưng tụ ở đầu thương. Thực chất hóa sát ý, tạo thành một cổ gió lớn. Thấy Thương Hỏa Tiên Tôn xông lại, Diệp Thần cầm ra một chuôi Hỗn Nguyên Tiên Khí, cầm chặt trong tay. Ở hắn mất đi tu vi trong cuộc sống, không ngừng nghiên cứu diệt thế lực, từ diệt thế lực bên trong, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Một kiếm này, ta lấy thời gian pháp tắc, lĩnh ngộ 5 tháng, liền kêu Tuế Nguyệt sát kiếm đi. Diệp Thần khóe miệng lẩm bẩm nói nhỏ, nâng lên trong tay Hỗn Nguyên Tiên Khí. Kiếm ý tràn ngập ở trên thân kiếm. Một kiếm duyên dáng. Một đạo kiếm quang tốc độ, khó chịu ngược lại thật chậm, nhưng giờ khắc này, Thương Hỏa Tiên Tôn tốc độ, vậy bỗng nhiên hạ xuống.
Thời gian pháp tắc không chỉ có thể ảnh hưởng tốc độ, chủ yếu nhất là thời gian. Thời gian vào giờ khắc này đỉnh cách. Diệp Thần tuế nguyệt sát kiếm, bỗng nhiên tăng nhanh, một kiếm chém về phía Thương Hỏa Tiên Tôn cổ họng. Oanh! Một kiếm này sắp rơi vào cổ họng hắn phía trên thời điểm, Thương Hỏa Tiên Tôn trực tiếp tránh thoát thời gian pháp tắc lực lượng. Cả người bóng người chớp mắt, trực tiếp né tránh qua một kiếm. Đây là Thương Hỏa Tiên Tôn trên trán mặt, toát ra từng tia mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi nếu không phải hắn thực lực cường hãn, trực tiếp tránh thoát trói buộc, hắn bây giờ đầu đều đã rơi xuống đất. Thương Hỏa Tiên Tôn nhìn về phía Diệp Thần, bên trong đôi mắt toát ra vẻ kiêng kỵ, hắn kiêng kỵ không phải Diệp Thần thực lực, mà là thời gian pháp tắc lực lượng. Ở toàn bộ linh võ đại lục, có thể lãnh ngộ thời gian pháp tắc người, hàng tỷ trong đám người vậy không nhất định xuất hiện một cái, nhưng là không một ngoại lệ, có thể lãnh ngộ thời gian pháp tắc người. Chỉ cần có thể sống được, đều trở thành linh võ đại lục cao cấp cường giả, đứng ở võ đạo đỉnh cấp. Chỉ cần Diệp Thần không chết, định trước trở thành võ đạo đỉnh cấp tồn tại. Đây chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc chỗ kinh khủng. Giờ phút này Thương Hỏa Tiên Tôn đã quyết định, bỏ mặc cầm ra cái gì thủ đoạn, nhất định phải tiêu diệt Diệp Thần. Nếu không, thả hổ về rừng, lần kế gặp mặt, chính là hắn chết. Tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần còn sống rời đi. Nếu không thể trở thành bạn, phải bỏ ra bất cứ giá nào, ngược giết hắn. Diệp Thần thấy một màn này, cười khổ một tiếng, tạo hóa cảnh cường giả, quả nhiên không dễ dàng đối phó. Mới vừa rồi nếu như là đứng đầu hợp đạo thần quân mà nói, không chết vậy được trọng thương, nhưng mà Thương Hỏa Tiên Tôn nhưng dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Diệp Thần, Thương Hỏa Tiên Tôn, chúng ta không phải hắn đối thủ. Lương Tuyết Nguyệt có thể nhìn ra, bây giờ Thương Hỏa Tiên Tôn, chỉ lấy ra một nửa thực lực, cũng đã khó giải quyết như vậy. Nàng vốn là muốn cho Diệp Thần chạy trốn, dẫu sao lưu được Thanh Sơn có ở đây không sợ không củi đốt. Độc Cô Ngạo, phải chết. Trước mắt thời gian pháp tắc mạnh mẽ, đã vượt qua tất cả lá bài tẩy, nhưng là cũng không thể tiêu diệt Thương Hỏa Tiên Tôn. Diệp Thần đã có rời đi dự định, nhưng mà Độc Cô Ngạo tuyệt đối không có thể còn sống. Tiên thiên độc thể sự việc, chân thực quá trọng yếu. Có thể, Lương Tuyết Nguyệt vốn là muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà thấy Diệp Thần ánh mắt kiên định, nhất thời một câu nói cũng không nói được. Nàng mặc dù biết Diệp Thần thời gian không dài, nhưng là rất rõ ràng Diệp Thần tính cách. Chỉ cần một khi nhận định sự việc, bỏ mặc trả giá cao gì, đều phải đạt thành. Dù là bỏ ra sinh mạng cũng tốt. Diệp Thần trong tay cầm chặt Hỗn Nguyên Tiên Khí, trực tiếp xông về Thương Hỏa Tiên Tôn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa nghiêng xông tới. Thương Hỏa Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, một nhát thương đâm hướng Diệp Thần. Ở trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần chỉ cảm thấy tử vong không ngừng tràn ngập ở chung quanh hắn. Độc Cô Ngạo ở phía sau, nhìn tâm tình kích động, lập tức phải thấy Diệp Thần hoàn toàn chết, hắn làm sao không kích động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong nội tâm chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái, nếu không phải thời gian không đúng, hắn đều muốn cất tiếng cười to. Ở một thương xông về Diệp Thần ngực thời điểm. Diệp Thần khóe miệng tràn ra một tia máu loáng, kinh khủng hơi thở, chấn hắn ngũ tạng lục phủ, cũng thiếu chút nữa lệch vị trí. Diệp Thần tay phải cầm Hỗn Nguyên Tiên Khí, cánh tay trái cố nén đau đớn, đưa ra cánh tay, một cái tay bắt thân thương. À! Diệp Thần phát ra thống khổ gầm thét, toàn bộ cánh tay trái quần áo, ngay tức thì bể tan tành. Cánh tay trái phía trên bắp thịt, không ngừng run rẩy, lại là xuất hiện từng đạo vết thương. Thống khổ! Là máu! Vô tận ma khí, Phật khí, đại đạo lực, cũng hội tụ ở Diệp Thần trên cánh tay. Lúc này, Diệp Thần thân thể nhẹ lắc một cái, né tránh đầu thương. Trong nháy mắt, Diệp Thần từ Thương Hỏa Tiên Tôn thân thể sát vai mà qua. Làm Diệp Thần phơi bày ra sát ý điên cuồng, Thương Hỏa Tiên Tôn trong nháy mắt liền biết. Làm Thương Hỏa Tiên Tôn thu hồi lửa cháy bừng bừng thương, nghiêng đầu vừa thấy thời điểm, là lúc đã chậm. Diệp Thần trong tay Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, chém về phía Thái Thượng Trưởng Lão đầu lâu. Không! Không nên giết ta còn không muốn chết. Độc Cô Ngạo tiếng nói vừa dứt, nguyên cái đầu lô phun ra ra máu tươi, bắn rơi vào Diệp Thần trên gương mặt. Giờ khắc này,
Độc Cô gia tộc thái thượng trưởng lão, chết. Uy hiếp lớn nhất, giải trừ. Tiểu súc sinh, ngươi dám ở ta trước mặt giết người. Thương Hỏa Tiên Tôn trong nháy mắt giận dữ, một cái thần vương cảnh con kiến hôi, lại ngay trước hắn mặt giết người, không thể dễ dàng tha thứ, đây quả thực là hắn sỉ nhục. Thương Hỏa Tiên Tôn hoàn toàn bị chọc giận, sát ý điên cuồng tràn ra. Ngươi muốn giết ta, còn không có thực lực này. Diệp Thần đứng trên không trung, một cái tay đều là máu tươi, nhưng giống như bất diệt chiến thần. Giờ phút này Lương Tuyết Nguyệt đã rút lui, dẫu sao Kỳ Lâm còn ở trong thành, chỉ có thể để cho Lương Tuyết Nguyệt trước mang đi. Thời gian sát kiếm. Diệp Thần nâng tay phải lên cánh tay, một kiếm chém ra, trong cơ thể lực lượng, điên cuồng tràn ra. Một kiếm chém ra sau đó, Diệp Thần không do dự, điên cuồng chạy trốn. Tiểu súc sinh, ta xem ngươi hôm nay như thế nào chạy trốn. Thương Hỏa Tiên Tôn, đạp một cái bước trực tiếp đuổi theo. Nếu để cho Diệp Thần từ trong tay hắn chạy trốn, hắn còn mặt mũi nào mặt, ở Linh Võ Đại Lục xưng bá một khối. Diệp Thần từ thành trì bên trong chạy đi, thành trì bên trong tất cả võ giả, đều ở đây chú ý một màn này. Cái này một màn vô cùng rung động. Diệp Thần biết rõ Tiên Tôn khủng bố, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Nửa giờ sau đó, Diệp Thần thấy Lương Tuyết Nguyệt và trong tay ôm Kỳ Lâm. Các nàng lại còn không đi. Ngươi làm sao không đi? Diệp Thần nhướng mày một cái, hắn hấp dẫn Thương Hỏa Tiên Tôn, chính là vì Lương Tuyết Nguyệt có thể mang Kỳ Lâm chạy trốn. Lương Tuyết Nguyệt do dự mấy giây, vẫn là nói, chúng ta nói không chừng có cơ hội giết Thương Hỏa Tiên Tôn. Diệp Thần nghe gặp Lương Tuyết Nguyệt mà nói, không biết nàng từ đâu tới sức, nhưng là vừa nghĩ tới, Lương Tuyết Nguyệt cũng sẽ không cầm mình tánh mạng làm trò đùa. Ta ở phía trước phương 5 km, bố trí gia tộc ta truyền lưu thượng cổ trận pháp, đến lúc đó cầm Thương Hỏa Tiên Tôn dẫn vào trận pháp bên trong, cùng nhau bẫy giết hắn. Đây là Lương Tuyết Nguyệt gia tộc để lại cho nàng đường lui một trong. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, Thương Hỏa Tiên Tôn ở sau lưng không ngừng theo sát, căn bản không có buông tha dự định. 10 dặm đường thời gian, đối với bọn họ mà nói, chỉ bất quá 2 tức liền có thể. Diệp Thần, chính là chỗ này. Lương Tuyết Nguyệt từ không trung rơi xuống, mang Kỳ Lâm núp ở trong rừng rậm. Diệp Thần, người cái tiểu súc sinh, ngươi làm sao không chạy? Bây giờ ngươi tự sát, nói không chừng ta có thể cho ngươi lưu một toàn thây. Thương Hỏa Tiên Tôn ánh mắt hài hước, nhìn Diệp Thần. Ở hắn xem ra, Diệp Thần nhất định là biết hắn không trốn thoát, quyết định liều chết đánh một trận. Lão già kia, ngươi xứng sao? Xin lỗi ngươi không xứng. Diệp Thần giơ ngón tay giữa lên, tuét miệng cười một tiếng. Nếu ngươi muốn tìm chỗ chết, ta sẽ một đao đao cầm ngươi ngàn đao lăng trì. Kỷ niệm bạn ta trên trời có linh thiêng. Ở Thương Hỏa Tiên Tôn trong mắt, Diệp Thần bây giờ chính là một người chết, có thể tùy ý xoa nạn. Chỉ cần hắn muốn là có thể khoảnh khắc bây giờ, tiêu diệt Diệp Thần. Diệp Thần lời nói xong, bóng người chớp mắt, trực tiếp nghiêng đầu, về phía trước phương chạy đi. Thương Hỏa Tiên Tôn cười lạnh một tiếng, một cái thần vương cảnh con kiến hôi và hắn so tốc độ, thật là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay cần thiết tru diệt Diệp Thần. Thương Hỏa Tiên Tôn bóng người mới vừa động một cái, đột nhiên đụng vào một cái bình phong che chở. Ừ, Thương Hỏa Tiên Tôn nhướng mày một cái, lúc này, Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt ôm Kỳ Lâm đi ra. Diệp Thần, ngươi lấy là một cái trận pháp là có thể vây khốn ta. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là mây trôi. Thương Hỏa Tiên Tôn tiếng nói vừa dứt. Vừa mới chuẩn bị nâng lên lửa cháy bừng bừng thương, lao ra trận pháp. Lúc này, trên trận pháp mặt đột nhiên bay xuống ra một giọt máu. Cái này giọt máu không có gì đặc biệt, nhưng Thương Hỏa Tiên Tôn lại cảm giác được run sợ. Một ít mánh khóe nhỏ. Thương Hỏa Tiên Tôn tay cầm lửa cháy bừng bừng thương, một nhát thương đâm hướng huyết dịch. Phịch. Huyết dịch chia 5 x 7, Thương Hỏa Tiên Tôn không có chú ý tới. Những huyết dịch này nhỏ xuống ở phía trên y phục của hắn, lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong máu thịt mặt. Một giọt máu mà thôi, ở ta trước mặt cố làm ra vẻ. Thương Hỏa Tiên Tôn một nhát thương đâm phá khốn trận, trực tiếp lao ra. Ở lao ra trong nháy mắt, một nhát thương đâm hướng Diệp Thần đầu. Diệp Thần thấy Thương Hỏa Tiên Tôn, không kịp do dự, trực tiếp cầm Hỗn Nguyên Tiên khí xông tới.
Hắn không biết Lương Tuyết Nguyệt đang làm cái gì, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Lương Tuyết Nguyệt. Hàn băng kiếm quyết. Một kiếm, đóng băng vạn dặm. Khí lạnh ở chung quanh bùng nổ, làm Diệp Thần trong tay Hỗn Nguyên Tiên Kiếm, tiếp xúc mãnh liệt hỏa thương trong nháy mắt, bỗng nhiên vỡ nát. Một người tiên tôn sát ý trực tiếp xuyên phá Diệp Thần thân thể. Diệp Thần dưới tình thế cấp bách, ưỡn hẹo thân thể, né tránh một thương, nhưng đầu thương phá vỡ máu hắn thịt. Tuyết Nguyệt tỷ, người xác định ta máu tươi hữu dụng không? Ở phía dưới, Kỳ Lâm có chút lo âu mở miệng, ở Lương Tuyết Nguyệt tìm được Kỳ Lâm thời điểm, trực tiếp yêu cầu một giọt máu tươi. Đó là tự nhiên, người nhưng mà linh võ đại lục người người sợ hãi tiên thiên độc thể. Đây chính là nghịch thiên thân thể à, chờ một chút thương hỏa tiên tôn, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiên thiên độc thể thức tỉnh, tại sao sẽ trải qua lôi kiếp? Còn không phải là bởi vì quá mức nghịch thiên. Nếu như Kỳ Lâm là hợp đạo cảnh, làm giọt máu tươi này dung nhập vào thương hỏa tiên tôn trong thân thể trong nháy mắt, thì sẽ hoàn toàn độc diệt hắn sức sống. Cùng lúc đó, thiên kiếm thành ngoài trăm dặm. Một cô gái cưỡi một đầu hệ gió yêu thú đang cấp tốc chạy như điên. Thiếu nữ chính là Linh Tiên Đế Cung Tiếu Vân. Tiếu Vân trên mặt phủ đầy mồ hôi hột. Nàng đã quên mình không ngày không đêm đi đường bao lâu. Nếu như không phải là xem ở Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết mặt mũi, nàng mới sẽ không mạo hiểm chạy tới nơi này. Ngoại giới linh khí không có Linh Tiên Đế Cung đậm đà, thậm chí dọc theo đường đi còn xuất hiện không thiếu yêu thú. Nếu như không phải là trên tay nàng không hề thiếu pháp bảo, chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Bất quá, nàng còn chưa sử dụng Linh Tiên Đế Cung lá bài tẩy. Nếu như vận dụng, những cái kia cản đường người và yêu thú lại coi là cái gì? Đột nhiên, Tiếu Vân ngừng lại. Nàng nghi ngờ con ngươi nhìn về phía chung quanh, bên người lại nhiều vô số cường giả. Hơn nữa những cường giả này trào hướng đều là một phương hướng. Tây vực như thế nhiều võ giả là muốn đi nơi nào? Tiếu Vân xuống thú cưỡi, trực tiếp ngăn ở một cái đi đường võ giả trước người, lạnh lùng nói các ngươi đây là đi nơi nào? Vậy võ giả vội vàng dừng lại, ánh mắt rơi vào Tiếu Vân trên mình, hơi kinh hãi, thậm chí trong mắt xuất hiện vẻ tham lam. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt cô bé này trên người quần áo thậm chí còn vũ khí cũng lưu động một tia đặc thù đạo vận. Phẩm cấp phi phàm. Nhặt được bảo. Vậy võ giả tà mị cười một tiếng, xoa xoa tay, cô gái nhỏ, người đây là lạc đường sao? Nếu không ta mang ngươi rời đi, ta có thể mang ngươi ăn uống thoải mái. Cút. Tiếu Vân coi như lại đơn thuần vậy không có thể không biết này mục đích của người, quanh thân lạnh như băng sát khí phóng thích. Một kiếm sử dụng, mau đến mức tận cùng. Nháy mắt tức thì, kiếm lạnh lẽo liền rơi vào người võ giả kia cổ. Lạnh như băng cảm giác ngay tức thì để cho người võ giả kia luống cuống. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đá ở trên thiết bản. Cô gái nhỏ, không đúng, nữ hiệp, ta sai rồi, ta vả miệng. Tiếu Vân hừ lạnh một tiếng, ta chỉ muốn biết hai chuyện, thứ nhất các ngươi đây là chạy tới nơi nào. Thứ hai, người có biết Diệp Thần tung tích? Lời này vừa nói ra, vậy võ giả sắc mặt thương trắng, lại là ấp úng. Ở nơi này là hai vấn đề à? Rõ ràng là một cái vấn đề. Nói mau, ta kiên nhẫn có hạn độ. Lạnh như băng kiếm lạnh lẽo đã phá vỡ vậy võ giả cổ, xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu. Vậy võ giả không dám có bất kỳ do dự, vội vàng nói, Diệp Thần. Diệp Thần xuất hiện. Ngay tại thiên kiếm thành bên trong, nghe nói, Diệp Thần hôm nay muốn tiêu diệt Độc Cô gia tộc, chúng ta đây là chuẩn bị đi xem, dẫu sao ai có thể chém chết Diệp Thần, có thể có được một kiện cao nhất chi bảo. Tiếu Vân ngẩn ra, nàng đoạn này người đi đường thời gian vậy biết một chút Độc Cô gia tộc thế lực. Tây vực mặc dù là toàn bộ linh võ đại lục yếu nhất khu vực, nhưng Độc Cô gia tộc nói thế nào đi nữa ở Tây vực địa vị cũng không yếu. Như vậy một gia tộc lại muốn bị một cái thần vương cảnh tiêu diệt. Thật là buồn cười. Cái này Diệp Thần không khỏi vậy quá cuồng vọng. Nhưng là vừa nghĩ tới hai vị sư tỷ giao phó, nàng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bỏ mặc Diệp Thần sống hay chết, nàng lần này nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Một giây kế tiếp, Tiếu Vân lên thú cưỡi, một người cưỡi ngựa chạy đi. Vậy võ giả gặp Tiếu Vân đi, dài dài thở ra một hơi. Nhưng là,
Một giây kế tiếp, dị biến nổi lên. Một chuôi hàn quang lóe lên, xuyên thấu vậy võ giả thân thể. Sau đó, hàn quang kia lại là hướng Thiếu Vân Phương hướng đi. Vô chủ chi binh, tiêu diệt uy hiếp. Đây cũng là Thiếu Vân thái độ. Nàng đến từ Linh Tiên Đế Cung. Nàng uy tín không cho phép bất kỳ kẻ ngu ngốc nào. Người bất kỳ. Giờ phút này, Diệp Thần tự nhiên không biết Thiếu Vân sự việc, cho dù biết, hắn vậy không có ở đây quan tâm. Hắn duy nhất phải làm, chính là chịu đựng ở Thương Hỏa Tiên Tôn lực lượng. Cho Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm đầy đủ thời gian. Hắn có thể cảm giác được mình thân xác đang bị phá hoại. Đây cũng là Tiên Tôn cường giả khủng bố. Nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh, tinh khiếu cảnh, phong môn cảnh, thái hư cảnh. Tạo hóa cảnh Tiên Tôn, hắn một cái chính là thần vương cảnh võ giả, thì như thế nào ngăn cản? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Hỏa Tiên Tôn, trong mắt dữ tợn vừa giận. Mà Thương Hỏa Tiên Tôn nhưng là không ngừng đâm rách Diệp Thần máu thịt, ngược lại cũng không có hạ sát thủ. Một cái Diệp Thần ở hắn trong mắt đã không cái bất kỳ uy hiếp, còn không bằng từ từ ngược giết, mới có thể rõ ràng hắn mối hận trong lòng. Diệp Thần năm ngón tay nắm thật chặt Thương Hỏa Tiên Tôn vũ khí, không nhượng bộ chút nào. Dù là bị thương cũng ở đây không tiếc. Tiểu súc sinh, người bây giờ là hay không cảm giác được sợ hãi. Thương Hỏa Tiên Tôn trên cao nhìn xuống nói, ta ngươi chênh lệch quá mức to lớn, ngươi bây giờ hành vi không phải là tự tìm cái chết. Đây là Thương Hỏa Tiên Tôn, bên trong đôi mắt tràn đầy hài hước thần sắc, lần nữa một nhát thương đâm hướng Diệp Thần bụng. Diệp Thần con ngươi lạnh như băng, hắn muốn phóng thích hết thảy lực lượng đi chống lại. Nhưng phát hiện căn bản không có thể. Sư tôn cho hắn lực lượng vậy mau tiêu tán. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Hắn dư quang chợt nhìn về phía Kỳ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt. Duy nhất cơ hội ở các nàng trên tay. Mặc dù không biết hai người phải làm gì, nhưng là Diệp Thần nguyện ý tin tưởng các nàng. Chỉ gặp Lương Tuyết Nguyệt ngón tay bắt pháp quyết, trận pháp lại là truyền tới một hồi lại một trận chập chờn. Nháy mắt tức thì, ánh sáng rực rỡ lóe lên. Dị biến nổi lên. Thương Hỏa Tiên Tôn ở đâm đi ra trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn kịch liệt. Không chỉ có như vậy, toàn thân cao thấp, tựa như vô số con kiến ở cắn xé máu hắn thịt. Ừ, chuyện gì xảy ra? Thương Hỏa Tiên Tôn dừng lại hai bước, trên trán mặt tất cả đều là mồ hôi, đau đớn kịch liệt, để cho hắn một hơi một tí. Diệp Thần vừa thấy Thương Hỏa Tiên Tôn hình dáng, cũng biết mình cơ hội sẽ đến. Bây giờ không ra tay, còn đợi lúc nào? Năm tháng như thoi đưa. Diệp Thần đưa ngón tay ra, năm tháng lực lượng. Điên cuồng tràn vào tới ngón tay chính giữa. Oanh! Chỉ một cái rơi xuống, năm tháng lực lượng xông vào Thương Hỏa Tiên Tôn trong thân thể. Nếu như bình thường, một kích này căn bản vào không được hắn thân thể, dẫu sao một người Tiên Tôn, có lòng ngăn cản nói, căn bản không vấn đề, nhưng bây giờ, Thương Hỏa Tiên Tôn đau đớn khó nhịn, nơi nào sẽ chú ý. Năm tháng lực lượng tiến vào bên trong, một chút xíu làm hao mòn Thương Hỏa Tiên Tôn thân thể. Còn có tuổi thọ, chỉ bất quá tốc độ cũng không rõ ràng. Dẫu sao cũng là một người tạo hóa cảnh Tiên Tôn, há có thể và hợp đạo cảnh so sánh. Thương Hỏa Tiên Tôn cắn hàm răng, con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hiện ở trong người nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là giọt kia máu, hắn vốn là không có để ý, ai biết bây giờ, nhưng thành hắn bùa đòi mạng. Máu này rốt cuộc là cái gì máu tươi? Như vậy khủng bố. Thương Hỏa Tiên Tôn cố nén thống khổ đứng lên, xoay người muốn chạy trốn. Trong cơ thể độc tố và năm tháng ở bên trong, không ngừng ăn mòn, tái chiến tiếp, chỉ sợ chết chính là hắn. Diệp Thần vừa thấy Thương Hỏa Tiên Tôn muốn chạy trốn, lạnh giọng mở miệng nói, bây giờ mới muốn chạy trốn, có phải là quá muộn hay không? Ngươi không phải mới vừa hỏi ta có cảm giác hay không đến sợ hãi? Bây giờ ta cầm nguyên thoại đưa cho ngươi. Ngươi phải chăng cảm giác được sợ hãi? Thời gian sát ý. Thời gian pháp tắc lực lượng, từ Diệp Thần trong cơ thể điên cuồng tràn ra. Thậm chí bao quanh Thương Hỏa Tiên Tôn thân thể. Giờ khắc này Thương Hỏa Tiên Tôn định cách ở nơi đó. Chật vật đến mức tận cùng. Diệp Thần không do dự nữa, cầm ra diệt hồn thần ma thương. Một nhát thương đâm hướng tim hắn. Ầm, cái này một phát bắn ra.
trực tiếp đâm vào Thương Hỏa Tiên Tôn trong tim mạch, Diệp Thần vẫn chưa yên tâm, đầu thương ở trong người điên cuồng khuấy bể máu hắn thịt. Thương Hỏa Tiên Tôn cả người, hung hãn té xuống đất lên. Văng lên vạn trượng bụi đất. Cả thế giới tựa như cũng nghênh đón một tràng to lớn động đất. Diệp Thần từ không trung rơi xuống, một cước giẫm ở Thương Hỏa Tiên Tôn trên gương mặt mặt. Ngươi cái tiểu tạp chủng, chết không được tử tế. Thương Hỏa Tiên Tôn trên mặt không có bất kỳ màu máu, hắn có thể cảm giác đến, mình sinh mạng, đang điên cuồng chạy mất. Lần này, hắn hoàn toàn thua. Sớm biết, hắn nên trực tiếp giết chết Diệp Thần mà không phải là hành hạ. Chỉ tiếc cõi đời này cũng không có thuốc hối hận. Diệp Thần lạnh nhạt hai tròng mắt nhìn Thương Hỏa Tiên Tôn, sau đó một chân đạp đi xuống. Rắc rắc, Thương Hỏa Tiên Tôn đầu, bỗng nhiên chia năm xẻ bảy. Một đời tiên tôn, chết. Dĩ nhiên, Diệp Thần lực lượng bây giờ căn bản không cách nào xóa bỏ tiên tôn. Hết thảy các thứ này còn phải cảm tạ Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm. Ba người bầy lớn như vậy cục. Thương Hỏa Tiên Tôn kiêu ngạo hoàn toàn đưa mình vào địa ngục. Diệp Thần nhìn Thương Hỏa Tiên Tôn sức sống biến mất, thật sâu thở ra một hơi, cầm ra chữa thương đan dược, trực tiếp ăn vào. Một cổ đậm đà dược liệu phát ra ở trong người. Lương Tuyết Nguyệt, mới vừa rồi giọt kia máu là Kỳ Lâm chứ? Mới vừa rồi Thương Hỏa Tiên Tôn, đột nhiên bây giờ xảy ra vấn đề, nhất định là vậy nhỏ máu vấn đề. Hậu thiên độc thể huyết dịch căn bản không có thể một chút xíu độc chết tiên tôn, duy nhất có thể độc chết, chính là Kỳ Lâm máu tươi. Kỳ Lâm tu vi không cao, nhưng là nàng nhưng mà nắm trong tay tiên thiên độc thể à. Không sai, một khi Kỳ Lâm đạt tới hợp đạo cảnh, đến lúc đó tiêu diệt tạo hóa cảnh một trọng thiên, vậy không phải là không có cơ hội. Diệp Thần nghe gặp Lương Tuyết Nguyệt mà nói, gật đầu thật sâu. Đây cũng là tiên thiên độc thể chỗ đáng sợ. Bây giờ Kỳ Lâm cảnh giới, là có thể dùng máu tươi độc chết tiên tôn, một khi đạt tới hợp đạo cảnh, dù là thông thường huyết dịch, cũng sẽ để cho cường giả tạo hóa cảnh nhức đầu. Đi độc cô ra. Diệp Thần thu hồi diệt hồn thần ma thương, hắn có biết độc cô gia tộc tài sản không thiếu. Nếu độc cô gia tộc bị diệt hết, những thứ này tự nhiên không thể tiện nghi người khác. Diệp Thần, Lương Tuyết Nguyệt, Kỳ Lâm ba người, một đường đi tới Thiên Kiếm Thành. Thiên Kiếm Thành bên trong, vô số Tây vực võ giả hội tụ. Bàn luận viễn vông. Tất cả mọi người chủ đề nói chuyện trời đất cũng chỉ có một. Diệp Thần. Nói thật, cái đó Diệp Thần còn thật có chút trình độ, đoạn này thời gian cầm toàn bộ Tây vực khuấy long trời lở đất, một cái thần vương cảnh có thể làm được tình cảnh này, thật đúng là có chút ý tứ. Chỉ tiếc, thần vương cảnh cuối cùng là thần vương cảnh, rác dưới cuối cùng là rác dưới, đối mặt tiên tôn cường giả. Vẫn là không tránh được chết. Một cái cẩm y võ giả đối với bằng hữu bên cạnh nói. Cẩm y võ giả bên cạnh một cô gái, tựa hồ còn không có tỉnh lại sao, thanh âm run rẩy nói, ngươi nói, Diệp Thần sẽ hay không còn chưa có chết à, độc cô gia tộc như vậy đuổi giết, cũng không có giết Diệp Thần, ngược lại độc cô gia tộc gặp thảm diệt môn. Vạn nhất hắn còn sống, chúng ta như thế nói có thể hay không bị trả thù à. Cẩm y võ giả vừa nghe, vui vẻ cười to, Linh Nhi cô nương, đàn bà các ngươi chính là nhát gan như chuột, độc cô thái thượng trưởng lão cái gì tu vi? Mà vậy Thương Hỏa Tiên Tôn vậy là cái gì tu vi? Ta có thể nghe nói Thương Hỏa Tiên Tôn thương kỹ liền được, đừng nói thần vương cảnh, dù là hợp đạo cảnh ở trong tay hắn, vậy không chống nổi một thương. Còn như vậy Diệp Thần, một cái thấp võ thế giới tới con kiến hôi mà thôi, dẫy dụa thế nào đi nữa, vẫn là phải chết. Thậm chí ta có thể chắc chắn, đừng xem cái này Diệp Thần giết người mắt không nháy, thực thì chính là một nhuyễn đản. Nói không chừng trước khi chết còn một vệt nước mắt một cái nước mũi ở Thương Hỏa Tiên Tôn trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cẩm y võ giả đang nói hăm hở lúc đó, nhưng hồn nhiên không biết ba đạo thân ảnh đang từ từ đến gần. Mà đây ba đạo thân ảnh xuất hiện, ngay tức thì để cho cẩm y võ giả, thậm chí còn sau lưng mọi người trợn mắt hốc mồm. Trong mắt kia sợ hãi giống như gặp quỷ vậy. Cái này Diệp Thần tại sao trở lại? Hắn không phải là bị tiên tôn đuổi giết, bây giờ đang hẳn chạy thoát thân, hoặc là bị tiên tôn giết chết. Chẳng lẽ Diệp Thần có chém chết tiên tôn thực lực? Không thể nào. Coi như Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng không khả năng như vậy dung chuyển tiên tôn à. Diệp Thần,
Cái đó gọi Linh Nhi cô nương thiếu nữ không ngừng vuốt mắt, sợ mình hoa mắt. Nhưng mà, cái thân ảnh kia vẫn không có biến mất. Tên ma quỷ kia, lại có thể không có chết. Hắn trở về. Cẩm Y võ giả Lưu Thành không chút nào phát hiện Diệp Thần tồn tại, hắn có thể cảm giác được mọi người ánh mắt đờ đẫn và khiếp sợ, lấy là bị mình thao thao bất tuyệt tài ăn nói dọa sợ. Hắn càng nói càng hưng phấn, lại là nói, ta có cảm giác, Diệp Thần giết Thương Hỏa Tiên Tôn bằng hữu, Thương Hỏa Tiên Tôn tất nhiên tức giận, phỏng đoán bây giờ vậy Diệp Thần thân thể đã hóa là từng cục bảo vật tán lạc ở giữa trời đất. Ha ha, chúng ta muốn không muốn đi sửa mái nhà rột. Vậy Diệp Thần trên mình bảo bối không thiếu, nếu như đạt được 1-2, vậy coi là không uổng chuyến này. Ngay tại Lưu Thành nói kích động lúc đó, cái đó Linh Nhi cô nương cũng không chịu nổi nữa, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Lưu Thành lúc này mới cảm giác không đúng, hắn phát hiện bằng hữu bên cạnh ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thậm chí có người tựa hồ ở nhắc nhở trước hắn cái gì. Hắn chợt quay đầu, một cổ khí tức lạnh như băng ngay tức thì bao quanh hắn. Một giây kế tiếp, hắn nhìn thấy cả đời này đều khó quên được hình ảnh. Hắn đứng phía sau một cái bản đáng chết thanh niên. Diệp Thần. Lưu Thành giống vậy hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người. Diệp tiên sinh, thật là đúng dịp, ngài làm sao tới. Lưu Thành thật muốn khóc. Hắn mới vừa nói như thế nhiều nói xấu, không chừng một giây kế tiếp phân thây chính là hắn à. Trước mắt cái này nhưng mà giết người không nháy mắt ma đầu à. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được nửa người dưới đã ướt đẫm. Sợ xón đái. Diệp Thần tự nhiên không thể nào đối với loại này võ giả động thủ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng Độc Cô gia tộc đi. Mà Diệp Thần rời đi sau đó, Lưu Thành đầu gối tựa như rong đầy đất mặt vậy. Thời gian dài không cách nào đứng dậy. Đây là một loại sợ hãi. Nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Làm Diệp Thần đi tới Độc Cô gia tộc cửa thời điểm, phát hiện đã có không thiếu võ giả xông lên vào bên trong, cướp đoạt bảo vật. Diệp Thần vừa xuất hiện, những cái kia ra tay cướp đoạt bảo vật võ giả, ngẩn người tại đó một hơi một tí. Tất cả mọi người nhưng mà chính mắt nhìn thấy, Diệp Thần bị một cái tiên tôn truy đuổi đánh ra. Không có người cảm giác Diệp Thần có thể sống sót, dẫu sao tiên tôn giết một cái thần vương cảnh. Quá mức đơn giản. Nhưng mà Diệp Thần nhưng quang minh chánh đại trở về, cái này thuyết minh cái gì? Chỉ có thể nói minh một chuyện, Thương Hỏa Tiên Tôn bị Diệp Thần chém giết. Nghĩ đến đây, tất cả võ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc này thật đặc biệt là thần vương cảnh sao? Khủng bố như vậy à? Nơi này bảo vật, các ngươi không có tư cách chỉ nhiễm, cho các ngươi ba hơi thở thời gian, buông xuống bảo vật, lập tức rời đi, nếu không chết. Đứng ở ngoài cửa Diệp Thần trực tiếp mở miệng, Độc Cô gia tộc bị diệt, tất cả bảo vật, dĩ nhiên là hắn. Hắn đồ, người khác đụng không được. Tất cả võ giả nghe gặp Diệp Thần mà nói, cắn răng một cái trực tiếp cầm bảo vật lấy ra, mau rời đi. Mệnh mới là mấu chốt. Nếu như đắc tội cái này sát thần, cả đời tu luyện thành quả đều đưa trôi theo dòng nước. Nếu như Diệp Thần không có chém chết tiên tôn, bọn họ vẫn có thể đồng loạt ra tay đối phó. Có thể Diệp Thần liền tiên tôn cũng có thể tàn sát, bọn họ không dám ra tay, bảo vật trọng yếu đi nữa, cũng không có mình mạng nhỏ đáng tiền. Bọn họ rõ ràng, Diệp Thần không chọc nổi. Những võ giả này tới nhanh, rời đi vậy mau. Thấy những võ giả này toàn bộ đều rời đi, Diệp Thần ba người, trực tiếp tiến vào Độc Cô gia tộc trong bảo khố mặt. Độc Cô gia tộc tạo hóa cảnh cường giả. Cũng tiến vào ma vực bên trong, bảo vật tự nhiên không thể mang trên người. Nếu không một khi chết nói, những bảo vật này chỉ sẽ tiện nghi cho người khác. Những bảo vật này cũng một mực đặt ở Độc Cô gia tộc trong bảo khố mặt, bây giờ hết thảy các thứ này, tự nhiên tiện nghi Diệp Thần. Làm Diệp Thần từ trong bảo khố mặt lúc đi ra, vẻ mặt tươi cười, không nghĩ tới Độc Cô gia tộc như vậy giàu có, không hổ là Tây vực hạng hàng đầu bên trong các gia tộc. Ở trong bảo khố mặt, Diệp Thần phát hiện hai kiện thời không chi binh, tự cầm một kiện, lại cho Lương Tuyết Nguyệt một kiện. Lương Tuyết Nguyệt chuyến này cực kỳ mấu chốt. Không có nàng làm phép, chỉ dựa vào Kỳ Lâm máu tươi cũng không có dùng. Còn như thời không chi binh, Kỳ Lâm thức tỉnh, vậy ý tứ là trước hết thảy không trọng yếu. Bất quá,
đang siêu tầm bảo vật thời điểm, Diệp Thần ngược lại là phát hiện một chút không đúng. Không đúng không phải bảo vật, mà là Kỷ Lâm. Kỷ Lâm ở rất nhiều cái lơ đãng ngay tức thì, cũng mặt lộ vẻ lo lắng. Đây là Diệp Thần chưa từng thấy qua dáng vẻ. Trước đây hắn một mực lấy là Kỷ Lâm vẻ lo lắng đến từ hồn tộc sự việc. Bây giờ nhìn lại, căn bản không phải. Vậy vẻ lo lắng hạ, thật giống như đang kiêng kỵ cái gì. Hơn nữa Kỷ Lâm bây giờ cực kỳ khát vọng tu luyện, cực kỳ khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đây hết thảy dấu hiệu, thật giống như ở tỏ rõ Kỷ Lâm chuẩn bị làm một đại sự. Kỷ Lâm tỉnh lại sau đó, Diệp Thần thời gian đầu tiên hỏi qua Kỷ Lâm, nàng bị hồn tộc bắt trước khi đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hỏi một chút đến chỗ này, Kỷ Lâm liền do dự bất quyết, thật giống như đang sợ cái gì, Diệp Thần vậy không bắt buộc, cũng không có tiếp tục hỏi. Bây giờ nhìn lại, cái này bé gái trên mình còn cất giấu bí mật gì không chịu tự mình nói. Cũng hoặc là sợ điều bí mật này cầm mình dính líu vào. Nàng chẳng lẽ muốn mình một người chống cự? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Diệp Thần, bây giờ Độc Cô gia tộc tiêu diệt, có không có hứng thú và ta đi một chuyến La Sát biển, bây giờ yêu thánh bí cảnh xuất thế, bên trong không chỉ có yêu thánh truyền thừa, tin đồn ra ta. Ngàn độc thần quân truyền thừa, vậy ở bên trong. Coi như ngươi không đi, Kỷ Lâm vậy nhất định phải đi. Ta là vì tốt cho nàng, không thể lãng phí thiên phú của nàng. Lần này Lương Tuyết Nguyệt đạt được thiên ma nhân sâm, sau khi thức tỉnh thiên độc thể, chính là vì yêu thánh bí cảnh, tìm ngàn độc thần quân truyền thừa. Kỷ Lâm vừa nghe đến Lương Tuyết Nguyệt mời, liền kích động đến mức tận cùng, tay nhỏ bé trực tiếp nắm Diệp Thần vạt áo. Nàng rất rõ ràng, nàng muốn thay đổi mạnh mẽ, thì nhất định phải đi nơi này. Những ngày qua, Kỷ Lâm suy tính qua rất nhiều lần, muốn không muốn cầm Diệp Lạc Nhi sự việc nói ra. Nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng biết mang đi Diệp Lạc Nhi người có kinh khủng dường nào. Nàng vốn muốn nói, nhưng là mỗi lần thấy Diệp Thần bị thương, nhưng là không đành lòng. Một khi Diệp Thần tiến vào chuyến này nước đục, không chừng sẽ xảy ra chuyện. Nàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đối với Diệp Thần cũng chỉ có áy náy. Bởi vì mình, Diệp Thần đắc tội toàn bộ Tây Vực Tông Môn. Bởi vì mình, Diệp Thần nhận chịu thiên đạo lực lượng ngược giết. Bởi vì mình, Diệp Thần lần lượt vết thương chồng chất, lần lượt nhìn thấy mà giật mình. Nàng không đành lòng. Nàng muốn dùng mình thân thể nho nhỏ đi chịu đựng. Nàng muốn dựa vào mình tiên thiên độc thể đi chống lại mang đi Diệp Lạc Nhi tỷ tỷ lực lượng. Đây là nàng quật cường. Diệp Thần nhìn một cái Kỷ Lâm khát vọng ánh mắt, không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái liền đồng ý, bây giờ Kỷ Lâm tuy thức tỉnh tiên thiên độc thể, nhưng cũng cần hậu thiên độc vật bồi bổ. Hơn nữa nếu để cho Kỷ Lâm đạt được ngàn độc thần quân truyền thừa, thực lực sẽ càng kinh khủng hơn. Vừa vặn dưới mắt không có chuyện gì, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Diệp Thần nói. Được. Hai nữ hai miệng đồng thanh. Làm Diệp Thần, Lương Tuyết Nguyệt và Kỷ Lâm rời đi Độc Cô gia tộc không bao lâu, toàn bộ Tây Vực một lần nữa náo động. Lần này náo động giống như một tràng nổ. Tây Vực, Bắc Cung gia tộc trong đại điện mặt. Bắc Cung Hoành Thiên ngồi tại trên đại điện mặt, nghe gặp Trịnh Bá thanh âm run rẩy báo cáo, lập tức đứng lên. Trịnh Bá, người xác định Độc Cô gia tộc bị Diệp Thần tiêu diệt. Giờ khắc này Bắc Cung Hoành Thiên đã không thể chú ý tự thân thất thố. Ban đầu hắn nghe gặp báo cáo, lấy là Diệp Thần cửu tử nhất sanh, ai biết, Diệp Thần lại cầm Độc Cô gia tộc tiêu diệt. Độc Cô gia tộc tồn tại vạn năm, lại bị một người trẻ tuổi tiêu diệt. Người trẻ tuổi này vẫn là thần vương cảnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Coi như Diệp Thần có nghịch thiên lá bài tẩy, cũng không khả năng mạnh như vậy thế à? Cái này còn là người. Gia chủ, không chỉ như vậy. Chân chính kinh khủng còn không phải là nơi này. Trịnh Bá thân thể đang run rẩy. Hắn sợ. Hắn bởi vì Diệp Thần sự tích mà cảm giác được sợ hãi. Bắc Cung Hoành Thiên nhíu mày một cái thần vương cảnh, diệt Độc Cô gia tộc còn không khủng bố. Chẳng lẽ tên này nghịch thiên? Trịnh Bá chế trụ nội tâm khiếp sợ, gằn từng chữ, nghe nói Độc Cô Ngạo tìm tới Thương Hỏa Tiên Tôn hỗ trợ, Diệp Thần đối mặt một cái tiên tôn cảnh cường giả. Trực tiếp chém chết Độc Cô Ngạo. Trịnh Bá ban đầu nhận được tin tức, so Bắc Cung Hoành Thiên còn muốn thất thố.
vậy Diệp Thần phải chết chứ? Một vị tiên tôn ra tay, dù là Diệp Thần có thiên đại bản lãnh, cũng không khả năng còn sống. Gia chủ, người cùng ta nói xong. Trịnh Bá sâu hít sâu một cái, dường như muốn áp chế nội tâm rung động, mới tiếp tục mở miệng nói, Thương Hỏa tiên tôn ra tay, Diệp Thần thoát đi, bất quá 3 tiếng sau đó, Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt một lần nữa xuất hiện ở Độc Cô gia tộc cửa. Cái này ý vị như thế nào, gia chủ hẳn rất rõ ràng đi. Nói tới chỗ này, Trịnh Bá không có tiếp tục nói hết, ban đầu hắn nhận được tin tức, thiếu chút nữa trái tim nhỏ cũng nhảy ra. Đây là Bắc Cung Hoành Thiên phốc thông một tiếng, ngồi tại trên đại điện, mới vừa rồi nghe gặp Trịnh Bá báo cáo, hắn hai chân cũng đứng không vững. Diệp Thần có thể quang minh chánh đại đứng ở Độc Cô gia tộc cửa, cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Thương Hỏa tiên tôn bị Diệp Thần chém chết, nếu không sao dám nghênh ngang chạy đến. Mặc dù không biết Diệp Thần như thế nào chém chết tiên tôn, nhưng tiên tôn đúng là chết. Bây giờ Diệp Thần thần vương cảnh là có thể chém chết tiên tôn, cái này. Bắc Cung Hoành Thiên đã không dám tiếp tục suy nghĩ, chân thực quá mức dọa người. Toàn bộ đại lục, ai dám nói thần vương cảnh chém chết tiên tôn, chỉ có Diệp Thần một người. Bỏ mặc trả giá cao gì, nhất định phải giao hảo Diệp Thần. Bắc Cung Hoành Thiên trực tiếp mở miệng, vốn là đắc tội toàn bộ Tây vực võ giả, hắn còn do dự, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn quyết định cùng Diệp Thần đứng ở cùng một chiến tuyến lên. Bây giờ Diệp Thần có thể thần vương cảnh chém chết tiên tôn, một khi để cho hắn đạt tới tạo hóa cảnh, Diệp Thần có bao kinh khủng chiến lực, hắn đã không dám tưởng tượng. Diệp Thần nghịch thiên chi tư, để cho Bắc Cung Hoành Thiên dự định bỏ ra hết thảy làm tiền đặt cuộc. Hình ảnh quay về, ngay tại Diệp Thần và Lương Tuyết Nguyệt các người, chuẩn bị rời đi đang lúc. Một giọng già nua truyền đến Diệp Thần đầu óc. Đỉnh núi gặp. Cái này thật đơn giản 3 chữ nhưng là để cho Diệp Thần diễn cảm ngẩn ra. Lại là cái đó ông cụ thần bí. Lần trước mình chạy tới Độc Cô gia tộc buổi đấu giá lúc, ông cụ thần bí xuất hiện qua một lần. Vốn định giao phó một ít thứ, nhưng bởi vì một ít đặc thù hơi thở, trực tiếp rời đi. Nói là mấy ngày sau sẽ xuất hiện lần nữa. Diệp Thần vậy thử nghiệm chờ thêm, nhưng không có tin tức nữa. Hắn dám khẳng định, cái này lão giả và luân hồi mộ địa tuyệt đối có liên quan. Thậm chí, gia gia năm đó ở Hoa Hạ bày ra cục, cái này ông già rõ ràng nhất bất quá. Cho tới nay, hắn đều cảm giác có một đôi bàn tay đẩy hắn. Từ thượng cổ Côn Lôn hư Diệp gia rơi xuống vực ngoại vẫn thạch bắt đầu, luân hồi mộ địa xuất hiện. Gia gia trốn vào Hoa Hạ Ninh Ba. Lại cho tới bây giờ, Diệp Thần bước lên linh võ đại lục. Hết thảy các thứ này tuyệt không phải tình cờ. Hắn nhìn về phía Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm, nghiêm túc nói, các ngươi ở chỗ này cùng một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Được. 10 phút sau đó, Diệp Thần đi tới đỉnh núi. Chỉ gặp một cái tiên phong đạo cốt ông già ngồi ở dưới một cây, dựa lưng vào cây lớn, vui sướng uống rượu. Rượu dính vào ông lão trên mình. Nhưng là ông già hoàn toàn không chú ý. Tới à? Ông già cười một tiếng, tự nhủ, gần đây có mấy cái linh võ đại lục lão gia phát hiện ta đi tới Tây Vực, cho nên gặp mặt thời gian có chút chậm lại. Ta hành tung không thể bị quá nhiều người biết, thậm chí người ta gặp mặt, cũng không thể bị người ngoài phát hiện. Nếu không, người coi như lá bài tẩy nghịch thiên, vậy không sống qua ngày mai. Cái thế giới này cũng không chỉ ước chừng Tây Vực mà thôi. Thậm chí, thái hư cảnh cũng không phải điểm cuối. Diệp Thần, theo lý mà nói, gia gia ngươi từng để cho ta theo xem ngươi, trợ giúp ngươi, ta vốn nên như vậy. Nhưng là từ biết rõ ngươi sau đó, ta dự định làm một người đứng xem, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không can dự ngươi đời người. Bởi vì ta một khi can dự ngươi đời người, ngươi phải đối mặt kẻ địch đúng là nghiền ép cấp. Tiên tôn, ha ha. Tiên tôn liền cho những tên kia sách giày tư cách cũng không có. Ông già tựa hồ cảm giác được mình nói có chút nhiều, vỗ một cái bên người đất nói, Diệp tiểu tử, chớ đứng, tới đây và lão phụ uống mấy hớp rượu. Đã rất lâu không cùng người ta uống rượu. Diệp Thần nhíu mày một cái, nhưng vẫn là đi qua ngồi, lão đầu. Ta nên gọi ngươi là gì? Uống rượu ông già vui vẻ cười to, lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, kêu ta cái gì lại ngại gì? Diệp Thần liếc một cái lão đầu, không lời nói, khoan hãy nói, người rapper nói không sai,
có thể đi Hoa Hạ tham gia nói hát tiết mục. Uống rượu ông già ngẩn ra, kịp phản ứng sau đó vui vẻ cười to, đem rượu trong tay bình đưa cho Diệp Thần, uống một hớp đi, rượu này là ta tự mình cất, cả thế giới, độc nhất vô nhị. Còn nữa, danh hiệu ta rất nhiều, nhưng là bằng hữu bên cạnh đều thích kêu ta Vĩnh Lão, về phần tại sao kêu Vĩnh Lão, chỉ vì là ta ở Linh Võ Đại Lục còn có một cái danh hiệu Vĩnh Hằng Thánh Vương. Vĩnh Hằng Thánh Vương, nghe tới cái này bốn chữ, Diệp Thần hoàn toàn giật mình. Hắn mặc dù không biết cái này bốn chữ đại biểu cái gì, nhưng là có thể gọi là Vĩnh Hằng Thánh Vương, ở Linh Võ Đại Lục địa vị tuyệt đối là chí cao. Cái này ông già có thể tự do ra vào Hoa Hạ, Côn Lôn Hư, Linh Thành, thậm chí còn Linh Võ Đại Lục. Quả nhiên, thân phận tuyệt không bình thường. Vậy vấn đề tới, cường giả như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác phải nhốt lòng hắn sự việc? Chẳng lẽ là ra ra nói cái đó của cờ? Vĩnh Lão bình thản con mắt nhìn một mắt Diệp Thần, khóe miệng phác họa, thật ra thì mơ hồ có chút đắc ý. Dẫu sao hắn bên người ngồi nhưng mà Tây Vực nổi danh đâm đầu. Có thể để cho loại người này khiếp sợ, có lẽ cũng là một loại hưởng thụ. Diệp Thần cứng ngắc đưa tay ra, nhận lấy bầu rượu. Vĩnh Lão vậy gầy đét tay chạm tới Diệp Thần chỉ gian. Một khắc sau, hắn vậy nguyên bản còn mang vẻ đắc ý nụ cười bỗng nhiên cố hóa. Trong mắt lại là trợn to. Tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự việc vậy. Ngươi lại có thể tu luyện thần ma luân hồi quyết. Còn nữa, bên trong cơ thể ngươi lực lượng, thiên đạo, làm sao có thể? Vĩnh Lão thật không bình tĩnh. Dựa theo hắn kế hoạch, Diệp Thần chạm được thần ma luân hồi quyết ít nhất phải 10 năm sau đó. Làm sao nói trước? Rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề? Còn nữa, Diệp Thần trong cơ thể làm sao có thể có thiên đạo lực lượng? Không thể nào. Thiên đạo và thằng nhóc này rõ ràng cho thấy hai cái cực đoan. Theo lý mà nói, thiên đạo hẳn hận không được xóa sạch Diệp Thần tồn tại, vì sao vẫn còn cho lực lượng? Người gần đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vĩnh Lão kích động nói. Diệp Thần lông mày nhướn lên, Vĩnh Lão, nếu ngươi biết thần ma luân hồi quyết, vậy là ngươi không phải cũng biết luân hồi huyền bia tung tích. Vĩnh Lão chế trụ nội tâm khiếp sợ, gật đầu một cái, trước lúc này, ngươi trước đem gần đây sự tình phát sinh nói cho ta. Được, Diệp Thần đem gần đây sự tình phát sinh, thần bí hộp gấm thậm chí còn trận pháp cứu kỷ lâm, nhân họa đắc phúc cũng cho biết liền Vĩnh Lão. Vĩnh Lão lúc này mới chợt hiểu, yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt, thiên đạo thần lôi cũng để cho ngươi không chết, chính là thần vương cảnh, dám vác hết thảy. Thật mẹ hắn là tên điên. Hồi lâu, Vĩnh Lão bình tĩnh lại, nói, luân hồi huyền bia tổng cộng có 10 khối, mỗi một khối cũng cất giấu luân hồi huyết mạch lực, ngươi nếu như lấy được cái này 10 khối, ngươi huyết mạch đem hoàn toàn tỉnh lại. Đến lúc đó, sợ rằng Linh Võ Đại Lục không người có thể ngăn trở ngươi. Không đúng, ngươi nếu như đạt được 5 khối, hoàn toàn hấp thu bên trong lực lượng, cũng không được. Dù là ước chừng luyện hóa một khối, bên trong cơ thể ngươi luân hồi huyết mạch vậy sẽ cường đại đến cực kỳ kinh khủng bước. Huyết mạch là võ giả căn bản, ngươi mặc dù có luân hồi huyết mạch, nhưng là bây giờ chỉ có thể vận dụng trong 1% mà thôi. Đây cũng là ngươi chí mạng thiếu sót. Đồng thời, luân hồi huyết mạch là tất cả trong huyết mạch khó khăn nhất thức tỉnh tồn tại. Người cường đại hơn, chỉ có tìm được vậy 10 khối luân hồi huyền bia. Diệp Thần con người đông lại một cái, vô cùng nghiêm túc nói, xin Vĩnh Lão nói cho ta luân hồi huyền bia tung tích. Vĩnh Lão gật đầu một cái, đưa tay ra, theo vung tay lên, một bức tranh tạo thành. Trong hình là một nơi tiên khí lượn lờ chi địa. Để cho người nhìn mà sợ. Khối thứ nhất luân hồi huyền bia liền ở chỗ này, chỉ là có thể hay không đạt được liền xem ngươi tạo hóa. Vật này giá trị quá mức khủng bố, tất nhiên canh phòng xâm nghiêm, còn như vị trí cụ thể, chính ngươi đi thăm dò đi, ta cũng không biết. Một mặt can giữ ngươi đời người, không hề là một chuyện tốt. Diệp Thần nhìn trong hình địa phương, khẽ cau mày, đây là địa phương nào? Vĩnh Lão giải thích, vốn là chỗ này ta muốn ngươi đạt tới hỗn nguyên cảnh lại đi, bây giờ nhìn lại, ngươi quả thật có thể đi, hơn nữa ngươi không chỉ phải đi, còn muốn đại biểu Côn Lôn Hư và trái đất đi. Nơi đây ở Linh Võ Đại Lục Tây Vực và Đông Vực chỗ giáp giới, cũng bị gọi là Linh Võ Đại Lục Thăng Tiên Chi Địa, rất nhiều Linh Võ Đại Lục chi nhánh thế lực,
bên trong võ thế giới thậm chí còn thấp võ thế giới cường giả, làm tự mình thực lực đạt tới nhất định lúc, liền sẽ bước vào nơi đây. Nơi đó là bọn họ bước vào linh võ đại lục đất phải đi qua. Ngươi phải đi nơi này. Thứ nhất là bởi vì luân hồi huyền bia, thứ hai, ngươi hiện ở trong người có bữa đạo lực, thiên đạo không có đem ngươi bóp chết, lại là đem cái này nghịch thiên lực còn sót lại bên trong cơ thể ngươi, đây là quyết không cho phép. Chắc hẳn đám người kia đã nổi giận, bất kỳ người phàm đều không nên nắm giữ thiên đạo lực. Bất kỳ, bọn họ có thể nhận ra được trên mình ngươi thiên đạo lực lượng hơi thở, ngươi bây giờ chính là một cái sắp chết con mồi. Nhưng là ngươi như tiến vào thăng thiên lối đi, tiến vào chỗ đó, bọn họ liền không cách nào tra xem ngươi hơi thở. Thậm chí ngươi ở bên trong ngây ngô 10 thiên, thiên đạo hơi thở đem sẽ tự nhiên che đậy. Đến lúc đó bọn họ muốn tìm ngươi cũng không khả năng. Cho nên, ngươi phải đi chỗ này, lập tức, lập tức. Giờ khắc này, Vĩnh Lão trong mắt viết đầy nghiêm túc. Diệp Thần là bàn cờ này mấu chốt nhất tồn tại. Cũng là vạn năm qua có khả năng nhất chống lại đám người kia tiềm lực cổ. Hắn tuyệt không thể chết yểu. Một khi chết yểu, lão già bố trí cuộc cờ liền hủy trong chốc lát. Diệp Thần trong lòng hơi khiếp sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới hôm đó giúp Kỳ Lâm độ kiếp lại còn bị thiên đạo đuổi giết. Cái này đặc biệt là chuyện gì à? Ta một cái thần vương cảnh, người cao cao tại thượng thiên đạo đuổi giết ta là làm gì? Bất quá Diệp Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, thiên đạo uy tín không cho phép nghi ngờ. Lực lượng càng không thể nào bị người phàm nắm trong tay. Trong cơ thể hắn còn sót lại liền một tia uy lực còn lại, quả thật không ổn. Thiên đạo tức giận cũng bình thường. Xem ra cái này Vĩnh Lão cái gọi là thăng thiên chi địa phải đi một chuyến. Cũng tốt, gần đây đầu ngọn gió quá chặt, cũng nên đi tránh một chút. Không vì mình, cũng phải là huyết mạch thức tỉnh đi. Vĩnh Lão đem bầu rượu cầm tới, phủi mông một cái đứng lên, hơi có vẻ thâm ý nhìn một cái Diệp Thần, nói, vốn là muốn cùng ngươi nói một chuyện khác, bây giờ nhìn lại, còn chưa phải lúc. Tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Phải mau sớm đi nơi đó, còn như có thể hay không tìm được luân hồi huyền bia, liền xem ngươi tạo hóa. Từ xưa tới nay, luân hồi huyền bia đều không phải là vật thông thường, một khối cũng đủ để cho vô số cường giả tranh đoạt. Bởi vì đây là bọn họ thức tỉnh luân hồi huyết mạch thời cơ. Duy nhất thời cơ, những cái kia cao cấp cường giả nếu là có thể dưới cơ duyên xảo hợp cảm ngộ luân hồi thánh bia bên trong luân hồi huyết mạch. Dù là từng tia, đều đủ để cho bọn họ thực lực tăng lên trăm lần. Thằng nhóc, bên trong cơ thể ngươi nhưng mà một tòa bảo khố, bây giờ ngươi liền bảo khố này một góc băng sơn cũng không có khai thác. Lão phu cũng là ngươi đáng tiếc. Không nói nhiều thừa thải, ngươi đi chuẩn bị một chút, một tiếng sau ngươi tới nơi này nữa. Hôm nay ta nếu không đến tìm ngươi, sợ rằng ngươi đã sớm bị thiên đạo trấn áp. Cùng lúc đó, linh võ đại lục một nơi thần bí đền. Đền mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh. Nếu như cẩn thận xem xét tất nhiên sẽ phát hiện điện vũ mỗi một hòn đá đều là linh võ đại lục cực kỳ hiếm hoi chấn linh viêm đá. Một viên chấn linh viêm đá liền có thể để cho linh võ đại lục vô số cao cấp cường giả hô hấp dồn dập. Huống chi cái này đếm lấy tính chục nghìn chấn linh viêm đá. Đền chỗ sâu nhất, một miếng phong cách cổ xưa cửa bị người gõ. Gõ cửa là một cái ông già. Ông già vóc người gầy đét, nhưng là quanh thân nhưng lộ ra khắp nơi đạo vận, thậm chí có thể nói là tiên khí. Hắn xây là căn bản không nhìn thấu, có thể gặp khủng bố. Vào đi! Một đạo âm thanh trầm mạnh từ cửa sau lưng truyền tới. Một giây kế tiếp, cửa mở ra, vô số linh khí phun trào. Ông già thật dài thở ra một hơi, thận trọng đi vào. Nhưng mà, đến bên trong... Xác thực phát hiện vô số thiên đạo thần lôi bàn lượn quanh. Một cái to lớn thần long nằm ở chỗ sâu. Hơi thở vô cùng khủng bố, kinh người. Khủng bố thần long trên mình ngồi xếp bằng trước một cái thần bí người đàn ông. Người đàn ông không có mở mắt, nhàn nhạt nói tại sao tới quấy rầy bản quân. Lão kia người sắc mặt thảm trắng đến mức tận cùng, một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Trước mấy ngày, có người thức tỉnh tiên thiên độc thể. Một giây kế tiếp, vậy thần long trên người đàn ông đột nhiên mở mắt ra, sát cơ lạnh như băng để cho cả thế giới tựa như biến thành một phiến băng. Ông lão thân thể càng bị một tầng hàn băng bao trùm.
biến thành một pho tượng đá. Qua hồi lâu, hết thảy băng ý biến mất, ông già hồi phục. Thần long trên người đàn ông chậm rãi nhắm mắt lại, mở miệng nói, hậu thiên độc thể ngược lại là có thể không cần để ý, nhưng mà tiên thiên độc thể cho tới nay thiên đạo không cho phép, chắc hẳn thiên đạo thần lôi đã đem vậy không cho người phai mở đi. Ông già nghe được câu này, sắc mặt hơn nữa thương trắng, lại là thanh âm run rẩy nói, ngày đó, thiên đạo thần lôi hạ xuống, thiên đạo lực trấn áp, vậy trước thiên độc thể vốn nên chết, nhưng mà, có người ngoài lại bắt hết thảy tổn thương. Không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ vậy trước thiên độc thể. Cái gì, một đạo kinh thiên dày tiếng vang khắp toàn bộ đền. Lạnh như băng mà vừa giận. Thần long trên người đàn ông đứng lên, vô tận uy áp bao phủ hết thảy. Uy nghiêm đến mức tận cùng, giống như chân chính quân vương. Người nọ thật là tự tìm cái chết, bên ngoài người dám can đảm và thiên đạo lực chống lại. Chắc hẳn hai người cũng bỏ mình đi, coi như không chết, cũng là phế nhân. Người đàn ông này cũng như này tự tin. Nhưng mà, một đạo thanh âm run run vẫn là vang lên. Đại nhân, hai người kia cũng chưa chết. Quỷ dị hơn là, thiên đạo lực lại bị một người thanh niên hấp thu. Ta chân thực không nghĩ ra, càng không cách nào phát hiện người kia tồn tại, cho nên mới tới quấy rầy đại nhân. Lời này vừa nói ra, vậy quân uy mười phần kinh khủng người đàn ông diễn cảm hoàn toàn không bình tĩnh. Hắn trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Hấp thu thiên đạo lực. Làm sao có thể? Người phàm làm sao có thể cùng thiên cùng đủ? Ngươi xác định, nếu như ngươi dám lừa gạt bản quân, hậu quả ngươi không gánh nổi. Thuộc hạ xác định. Giờ khắc này, người đàn ông biết chuyện nghiêm trọng. Trước mặt ông già thực lực gì, hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như cái cụ già này cũng phát hiện không được tồn tại, vậy đối với tại hắn mà nói, tuyệt đối là uy hiếp. Trọng yếu hơn chính là, đối phương có thể hấp thu thiên đạo uy lực còn lại. Dù sao cũng năm hết Tết đến cũng chưa từng có một người có thể làm được. Cái này uy hiếp phải bóp chết. Hồi lâu, người đàn ông thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, này nếu hấp thu thiên đạo lực lượng, hơi thở tất nhiên có thể bị chúng ta phát hiện. Người bây giờ lập tức đi một chuyến xảy ra chuyện chi địa, phóng thích thần thức dù sao cũng bên trong. Tìm được thiên đạo hơi thở người, lập tức tru diệt. Còn có cái đó tiên thiên độc thể, cũng phải bóp chết. Lập tức lên đường. Đại nhân, gầy đét ông già thân thể run lên, một giây kế tiếp chính là hoàn toàn biến mất. Hắn không dám thở ơ, cũng không có tư cách lạnh nhạt. Diệp thần trở lại Lương Tuyết Nguyệt và Kỳ Lâm bên người. Người đi nơi nào, làm sao đến bây giờ mới trở về? Lương Tuyết Nguyệt nhíu mày một cái. Diệp thần nhìn một cái Kỳ Lâm, do dự mấy giây, vẫn là nói, ta bây giờ có chút chuyện cần phải làm, người nguyện ý cùng tỷ tỷ này đi trước sao? Chúng ta xử lý xong sự việc sẽ tới hội hợp với các ngươi. Kỳ Lâm muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn gật đầu, Diệp thần, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi nhất định phải tới tìm ta, phải thật tốt đến tìm ta sẽ thật tốt tu luyện, không cho ngươi kéo chân sau. Còn nữa, ta cho ngươi tối đa là một tháng thời gian, một tháng sau đó, ngươi như không xuất hiện, ta liền làm ngươi xảy ra chuyện, đến lúc đó. Ta sẽ dùng ta tiên thiên độc thể, độc diệt muôn dân. Uy hiếp. Diệp thần căn bản không nghĩ tới cái này bé gái sẽ cho hắn uy hiếp. Nhưng là cái này uy hiếp lại để cho hắn trong lòng ấm áp. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp thần đưa tay ra sờ một cái Kỳ Lâm đầu. Kỳ Lâm liếc một cái Diệp thần, không muốn sờ ta đầu, ta không phải đứa nhỏ, ta nhưng mà tiên thiên độc thể. Diệp thần, ngươi đừng lão là một bộ dáng vẻ người lớn, ở ta trong mắt, ngươi chính là nhóc con, sau này muốn ta bảo bọc nhóc con. Lương Tuyết Nguyệt, chúng ta lên đường đi. Kỳ Lâm lại không ngừng kêu tên chữ nói. Không thể không có lễ phép. Diệp thần vừa định trách cứ, Lương Tuyết Nguyệt nhưng là cười cười nói, không có sao không có sao, Kỳ Lâm huyết mạch bản thân liền áp chế ta, nếu như kêu ta cái đó gọi, ta còn không chịu nổi. Nếu ngươi có chuyện, vậy chúng ta đến lúc đó hội hợp, khối ngọc bội này ngươi cầm đi, bên trong có một ít mặt đất đánh dấu, ta và Kỳ Lâm ngay tại Thiên Vũ Thành chờ ngươi. Được. Diệp thần đưa mắt nhìn Kỳ Lâm và Lương Tuyết Nguyệt rời đi. Cuối cùng ánh mắt đổi được vô cùng kiên quyết, hướng đỉnh núi đi. Bất kể là vì né tránh thiên đạo, mà là còn luân hồi huyền bia. Chuyến này cũng không có tỷ trọng muốn. Đứng trên đỉnh núi,
Vĩnh lão đã chờ đã lâu. Sự việc cũng xử lý thỏa đáng. Bất quá ngươi không cần lo lắng cái đó tiên thiên độc thể, ta sẽ giúp ngươi theo xem một hai, cũng coi là vì giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Diệp Thần gật đầu một cái, Vĩnh lão, cảm ơn. Vĩnh lão cười một tiếng, từ không gian lấy ra một cái trận bàn, trực tiếp ném ra ngoài. Trận bàn ngay tức thì một phần là bốn, bốn đạo ánh sáng bất đồng lóe lên. Lại đang trước mặt phá vỡ hư không. Diệp Thần hơi khiếp sợ. Tùy ý như vậy điều khiển thời gian pháp tắc và không gian quy luật, cái này Vĩnh lão cũng quá mức khủng bố đi. Vĩnh lão con người đông lại một cái, nghiêm túc nói, đám người kia đã nghe hơi thở chạy đến, ngươi nếu như mình đi đường đi, tất nhiên giữ nhiều lành ít. Chỉ có ta phá vỡ hư không, mới có thể đem ngươi nhanh nhất đưa đến nơi đó. Diệp Thần vậy không do dự, một bước bước ra, vừa định bước vào hư không, đi Tây vực và Bắc vực chỗ giáp giới. Lại bị một cổ lực lượng vô hình kéo trở lại. Thằng nhóc, ngươi như thế vội vội vàng vàng làm gì? Trên mình ngươi không có thăng thiên hơi thở, ngươi tùy tiện đi nơi đó, cũng sẽ bị vô tình biến dạng. Nói xong, Vĩnh lão ném ra một viên đan dược, phân phó nói, viên đan dược này là ta xài khá hơn chút giá phải trả để luyện, bên trong có đặc biệt hơi thở, ngươi ăn vào, không gian rối loạn sẽ không biến dạng ngươi. Hơn nữa ngươi đến nơi đó, cũng sẽ không bị người phát hiện là ta đưa ngươi đi qua. Hơn nữa, trong này có một vị đến từ trái đất Côn Lôn hư cường giả máu tươi, vậy coi là và ngươi xứng đôi. Chỉ bất quá trái đất Côn Lôn hư trung quy là thấp võ vị diện, ngươi ở linh võ đại lục hẳn cảm thấy mọi người khinh thị. Đến Tây vực và Bắc vực giao tiếp chỗ, sợ rằng loại này khinh thị sẽ mạnh hơn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể thay đổi cục diện này. Tây vực bên này sự tình phát sinh hẳn không nhanh như vậy truyền vào nơi đó, cái này mười mấy ngày ngươi hẳn rất an toàn. Nhưng là giấy không gói được lửa, ngươi một khi thuận lợi luân hồi huyền bia, liền lập tức đi ra. Biết chưa? Diệp Thần trịnh trọng gật đầu một cái, lại là lập tức uống đan dược. Vĩnh lão thở ra một hơi, lại tiện tay ném ra một cái bình tử. Và ngươi vậy coi là có chút cơ duyên, ta sợ ngươi ở bên trong xảy ra chuyện. Giọt máu tươi này là một đầu thượng cổ máu tươi của yêu thú, người như hấp thu, được ích lợi vô cùng. Ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Đi đi. Đúng rồi, nếu như ta không đoán sai, luân hồi thánh bia có thể và nơi đó thăng thiên thi đấu có quan hệ, cụ thể tình huống gì, chính ngươi lưu ý. Diệp Thần sâu đậm nhìn một cái Vĩnh lão, vừa định bước ra, Vĩnh lão trước thời hạn một cước đá ra, hắn lảo đảo một cái. Trực tiếp tiến vào tê liệt hư không bên trong. Một giây kế tiếp, hư không bỗng nhiên khép lại. Vĩnh lão cười hắc hắc. Ngươi cái Tây vực đâm đầu, đầu ngọn gió quá mốc, ta liền làm cho ngươi đi đi nhuệ khí. Khoan hãy nói, thật thoải mái. Nói xong, hắn khôi phục lại bình tĩnh mặt mũi, nhìn hết thảy các thứ này, lẩm bẩm nói, Diệp Thần à Diệp Thần, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng. Bước cờ này, ta nói trước. Quái tượng biểu hiện ngươi giữ nhiều lành ít. Nhưng là mạng ngươi thiên đạo đều không có thể tra, thế gian làm sao có thể có quái tượng đoạn ngươi sống chết đâu. Ta đang đánh cuộc ngươi không phụ ta vĩnh hằng thánh vương. Cùng lúc đó, Tây vực và Bắc vực chỗ giáp giới. Không tế truyền ra một hồi sấm sét, một đạo to lớn kẽ hở vô căn cứ hiện lên, tựa như đem không gian biến dạng vậy chậm rãi dương ra, trong khe là một phiến thâm trầm hắc ám. Tản mát ra làm người ta sợ hãi hơi thở, tựa như có thể biến dạng tiến vào trong đó hết thảy. Đột nhiên, một bóng người từ trong khe lóe lên, rơi xuống đất, phát ra một tiếng kinh ngạc vui mừng kêu lên, ta thành công. Ta đi tới linh võ đại lục, ha 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 ha. Người đến là một tên chàng thanh niên, nhìn qua chừng 20 tuổi tuổi tác, đang hưng phấn đánh giá hết thảy trước mắt, có thể ở hắn rơi xuống đất ngay tức thì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Khó có thể tin chậm rãi cúi đầu, chỉ gặp hắn nửa người dưới lại hoàn toàn biến mất. Thanh niên chợt ói ra một ngụm máu tươi, đôi mắt ứ máu, không cam lòng gào thét nói, không thể nào. Ta là Lam Tinh tuyệt thế thiên tài, ta đã thành công thông qua thăng thiên lối đi, đi tới linh võ đại lục, tại sao lại ở chỗ này ngã xuống? Không thể nào. Phốc thông một tiếng, hắn thân thể mới ngã xuống đất, cái này đã từng ở Lam Tinh dung chuyển trời đất thiếu niên thiên tài. Lúc này chết. Cách đó không xa, hai người mặc đạo bào người trung niên đứng chắp tay,
mặt không thay đổi nhìn trước mắt một màn. Nơi này tên là Lên Tiên Đài, mà đây hai người chính là Linh Võ Đại Lục Lên Tiên Đài tiếp đón người, Lý Ngọc và Hoàng Sán. Lý Ngọc quét thanh niên kia tàn thi một mắt, ống tay áo vung lên, vậy thi thể liền hóa là bột tiêu tán, chỉ có một cái túi đựng đồ bay vào Lý Ngọc trong lòng bàn tay. Thần thức đi trong đó chớp mắt, Lý Ngọc trong con người thoáng qua một vẻ vui mừng, sắc mặt nhưng lộ vẻ được khá là tiếc nuối, thở dài nói, Lam Tinh ở chi nhánh vị diện ở giữa hạng sợ rằng lại phải giảm xuống, đến từ cái địa phương này thăng tiên giả lại liền thăng tiên lối đi đều không cách nào thông qua. Hoàng Sán hừ lạnh nói, lần này thăng tiên bên trong lối đi không gian chảy loạn uy lực sâu hơn trước kia, những cái kia hạng gần chót vị diện cấp thấp ở giữa thiên tài, thậm chí không bằng chúng ta Linh Võ Đại Lục Tây vực nhỏ con em gia tộc, chỉ bằng bọn họ, cũng có thể thành công. Chờ ở nơi này đơn giản là lãng phí bọn ta thời gian. Lý Ngọc cười nói, Hoàng huynh an tâm một chút chớ nóng, lại còn 10 phút thời gian, lối đi thì phải hoàn toàn đóng cửa, chúng ta nhiệm vụ cũng chỉ kết thúc. Hoàng Sán còn muốn nói gì, nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên thần sắc động một cái, đồng thời hướng một cái địa phương nào đó nhìn. Chỉ gặp không trung lại xuất hiện một kẽ hở, cuồng bạo không gian chảy loạn từ trong mãnh liệt ra, liền Hoàng Sán và Lý Ngọc cũng hơi lộ vẻ xúc động, Hoàng Sán trên mặt lại là lộ ra vẻ vui mừng, mạnh như vậy mãnh liệt không gian phong bạo, cái này thăng tiên giả coi như có thể tới Linh Võ Đại Lục, hơn phân nửa vậy không sống nổi, vậy di vật của hắn liền thuộc về mình. Nhưng quỷ dị chính là, cái này thăng tiên lối đi mở ra chừng 5 phút thời gian, nhưng vẫn không gặp có người đi ra, Vàng Lý Nhị người không khỏi mặt hiện vẻ kinh dị, phải biết nếu như thăng tiên giả bỏ mình, thăng tiên lối đi liền sẽ trực tiếp đóng cửa, người này lại có thể ở như vậy cuồng bạo thời không chảy loạn trung thành cầm thời gian dài như vậy, chân thực có chút ra ý liệu. Hoàng Sán không nhịn được đối với Lý Ngọc hỏi, đây là đâu chỗ vị diện thăng tiên giả? Lý Ngọc lấy ra thăng tiên lệnh. Thăng tiên lệnh có thể biểu hiện thăng tiên giả đến từ nơi nào, hắn nhìn lướt qua trên lệnh bài tin tức, có chút cổ quái, bởi vì mới vừa rồi chữ viết phía trên tựa hồ thay đổi. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể cho rằng mình hoa mắt, hắn vừa liếc nhìn trên lệnh bài tin tức, liền nói, người này đến từ một cái kêu là Côn Lôn Hư địa phương. Côn Lôn Hư, Hoàng Sán hơi có chút thất vọng, một cái thấp võ vị diện con kiến hôi mà thôi, chỗ này biết bao lâu không người tới. Hắn vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng nổ vang lớn, một bóng người từ trong khe rơi xuống, vững chắc đập vào trên mặt đất. Chính là Diệp Thần. Diệp Thần trong lòng muốn mắng người, cái này Vĩnh Lão chẳng lẽ lại không thể dùng hòa hoãn một chút phương thức sao? Đưa mình rời đi cũng không cần sau lưng tới một cước à? Đây là chuyện gì à? Còn cao nhân đắc đạo, nhất định chính là già mà không đáng tôn trọng người. Diệp Thần cắn răng chịu đựng từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Quả nhiên, cái này so với Tây vực linh khí còn muốn đậm đà một ít. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được mình huyết mạch đang cháy. Đây là dị động biểu hiện. Luân hồi huyền bia quả nhiên ở chỗ này. Phải mau sớm tìm được. Bất quá rất nhanh, Diệp Thần liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn phát hiện nơi này không chỉ hắn một người. Cách đó không xa đang có hai người mặc đạo bào người trung niên, đang ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình. Cái này hai người, chắc hẳn chính là tiếp đón người chứ. Diệp Thần trong lòng ngầm muốn, hướng hai người đi tới, đồng thời trong bụng hơi kinh ngạc, hắn thần hồn lực vượt xa cùng cấp, nhưng lúc này nhưng lại không có cách nào cảm giác hai người cảnh giới, này chỉ có thể thuyết minh hai người này tu vi xa xa mạnh hơn mình bây giờ. Diệp Thần đi tới trước mặt hai người, lễ phép ôm quyền nói. Hai vị tiền bối, vãn bối Diệp Thần, đến từ Côn Lôn Hư. Diệp Thần thành công xuất hiện để cho Vàng Lý Nhị người khá để ý bên ngoài, nhưng lúc này gặp hắn chỉ có thần vương cảnh tu vi, lại là tới từ Côn Lôn Hư loại rác dưới này chi địa, lại có chút xem thường. Hoàng Sán lại là cười lạnh nói, không hổ là vị diện cấp thấp, liền thăng tiên giả cũng chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ tu vi, thằng nhóc, đừng lấy là ngươi vận khí tốt thông qua thăng tiên lối đi cũng đã vạn sự đại cát. Thông qua thăng tiên lối đi bất quá người đại biểu có tư cách tham gia thăng tiên thi đấu mà thôi. Thăng tiên giả muốn chân chánh ở Linh Võ Đại Lục đặt chân, chỉ có thể ở thăng tiên thi đấu bên trong lấy được một cái háo danh lần mới được, bằng ngươi. Ha ha, ta khuyên ngươi còn chưa muốn mất mặt xấu hổ. Diệp Thần nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn Hoàng Sán,
hắn rốt cuộc rõ ràng Vĩnh Lão ý nghĩa, càng không có nghĩ tới mới vừa đến nơi này liền bị người khác châm chọc. Hoàng Sán thấy Diệp Thần thần sắc, khinh thường cười nói, ngươi nhìn như vậy ta là muốn động thủ. Ha ha, ngươi ở Côn Lôn Hư có thể coi như là một thiên tài, có thể ta nói cho ngươi, ở Linh Võ Đại Lục, ngươi liền dám đều không phải là. Ngươi bây giờ là thăng tiên giả, trong thời gian ngắn thuộc quyền vị diện quy luật lực bảo vệ, bất quá ngươi đối với ta ra tay sau này, quy luật lực coi như không bảo vệ được ngươi. Bất quá mà, Hoàng Sán đột nhiên lời nói một chuyển, mặc dù ta nói tương đối trực tiếp, nhưng cũng là vì ngươi tốt, ngươi thực lực thấp vị, tham gia thăng tiên thi đấu, đừng nói lấy được đặt tên lần, thậm chí có thể bỏ mạng, ta khuyên ngươi lúc này thối lui ra, ta thấy ngươi đáng thương, nếu như ngươi nguyện ý đem ngươi xuất thân nộp lên, ta có thể làm chủ để cho ngươi gia nhập ta lên tiên các, làm một người đệ tử tạp dịch, đối với ngươi loại này xuất thân thấp hèn trở con kiến hôi người tu hành mà nói. Nhưng mà cơ duyên lớn lao. Hoàng Sán gặp Diệp Thần sắc mặt xu hướng tại bình tĩnh, không khỏi khá là đắc ý, thằng nhóc này khẳng định mắc câu. Chỉ gặp Diệp Thần dửng dưng nói, ngươi là thứ gì, cũng xứng chắc chắn ta không cách nào ở thăng tiên thi đấu bên trong lấy được đặt tên lần. Lên tiên tiếp đón thì như thế nào, cảnh giới cao thâm thì như thế nào, cho dù là tiên tôn ở chỗ này, Diệp Thần vậy tuyệt sẽ không lùi bước chút nào. Hắn có thể là mới vừa giết thương hỏa tiên tôn. Lại là vô số Tây vực người ác mộng. Người khác sẽ hướng loại người này cúi đầu, hắn mới sẽ không. Vô liêm sỉ, ngươi nói gì sao? Hoàng Sán giận dữ, hắn tu vi đã là hợp đạo cảnh ba tầng, ước chừng so Diệp Thần cao hai cái đại cảnh giới. Huống chi thần vương cảnh sau này mỗi cảnh giới phân là cấp 9, mỗi một tầng đều là khác xa lắc xa lơ. Diệp Thần ở hắn trong mắt cùng con kiến hôi không khác. Mà đây con kiến hôi, bây giờ lại dám khiêu khích mình tôn nghiêm. Hoàng Sán giận dữ, hợp đạo cảnh khí thế không tự chủ được bùng nổ, vô cùng uy áp sơn hô hải khiếu vậy hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần sắc mặt gay gắt, chỉ là đối phương bùng nổ khí thế liền cơ hồ phải đem hắn xương cốt nghiền nát. Hắn bản không muốn gây chuyện. Bây giờ nhìn lại, mâu thuẫn là không cách nào tránh khỏi. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị vận dụng luân hồi mộ địa lực lượng thời điểm, Hoàng Sán bên cạnh Lý Ngọc mặt liền biến sắc, hoảng vội vàng kêu lên, Hoàng đạo bạn bè thiết mạc xung động. Hoàng Sán nghe vậy hồ đồ nói không tốt, vội vàng thu hồi khí thế, có thể đã hơi chậm một chút, Diệp Thần trên mình quanh thân bốc lên một đạo kim quang tôn nghiêm vô cùng, cho dù là Hoàng Sán và Lý Ngọc ở kim quang này trước mặt vậy lộ vẻ được đặc biệt là nhỏ bé, đây là tới từ Vĩnh Lão cho hắn ăn vào đan dược quy luật lực. Đan dược này ở giữa một món quy luật lực thêm thân, trong vòng thời gian ngắn bảo vệ người bất kỳ an nguy. Hoàng Sán cho dù là lập tức thu hồi khí thế, vậy hơi bị quy luật lực đánh vào, không nhịn được thụt lùi ba bước, khóe miệng trào máu, đã là bị thương nhẹ, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy oán độc, lộ ra sát cơ. Diệp Thần lúc này lại đã thanh tĩnh lại, cười mỉa nhìn Hoàng Sán nói, nhìn như vậy ta làm gì? Muốn động thủ, ngươi dám không? Không dám liền đừng như thế nhìn chằm chằm ta đối với người đàn ông không có hứng thú. Hoàng Sán nghe vậy mắt chừng sắp nứt, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, một bên Lý Ngọc mau chạy ra đây giảng hòa nói, Hoàng huynh bớt giận, đừng quên chúng ta tránh sự, nếu như thằng nhóc này ở chỗ này bị thương, ta ngươi hai người vậy đảm đương không nổi. Diệp tiểu đạo hữu vậy xin chớ hành động theo cảm tình, tiểu đạo hữu ngươi mới vừa đến nơi này, có thể còn không rõ ràng cái này thăng tiên thi đấu chứ. Diệp Thần nhìn lướt qua Lý Ngọc, tới một chút hứng thú, Vĩnh Lão ở thời điểm đưa hắn tới nơi này nói qua, luân hồi huyền bia có thể và nơi này thăng tiên thi đấu có liên lạc, liền gật đầu nói quả thật không biết, cái này thăng tiên thi đấu là chuyện gì xảy ra. Lý Ngọc cười nói, phàm là có thể tới chỗ này thăng tiên giả, không một không phải thuộc quyền vị diện ở giữa cao cấp thiên tài, trong đó người xuất sắc, cho dù đặt ở Linh Võ Đại Lục, cũng là trong một vạn không có một, kinh tài tuyệt diễm hạng người. Cho nên tất cả đại tông phái, thế lực, đối với những thứ này không thuộc về bất kỳ thế lực, tiềm lực vô hạn những thiên tài cũng là ký thác kỳ vọng rất lớn, dĩ nhiên, là trong đó xuất sắc nhất bộ phận kia. Diệp Thần con người đông lại một cái, tiếp tục nói, cho nên, cái này thăng tiên thi đấu, là tất cả đại tông phái, thi sát thăng tiên giả, tuyển chọn đệ tử tỉ thí. Diệp Thần không biết, những thứ này cái gọi là tông phái có hay không Tây vực tồn tại. Nếu như Tây vực tông phái nhận ra mình, vậy thì có ý tứ.
Cũng may nghe Vĩnh Lão ý nghĩa, Tây Vực tin tức còn không có chuyển tới nơi này, hẳn không cần phải lo lắng. Lập tức, mau sớm tìm được khối kia luân hồi huyền bia mới là mấu chốt. Đúng vậy, mà chúng ta thành tựu tiếp đón sứ giả, nhiệm vụ chủ yếu chính là dẫn thăng tiên giả cửa đi Đăng Thiên Thành, khóa trước thăng tiên thi đấu, cũng sẽ ở nơi đó cử hành. Đăng Thiên Thành, tốt tên kỳ cục. Lý Ngọc cười nói, linh võ đại lục các thế lực lớn cực kỳ phức tạp, gia nhập phẩm cấp gì tông phái có thể nói và người tu hành tương lai tức tức tương quan, rất lớn ý nghĩa lên có thể quyết định một cái người tu hành có thể đi bao xa, linh võ đại lục thế lực cao cấp, là ngươi không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. Nếu là có thể ở lên tiên thi đấu bên trong đạt được một ít thế lực cường đại xem trọng, trở thành nhất lưu thế lực đệ tử, vậy thì không khác nào là một bước lên trời. Diệp Thần làm bộ gật đầu một cái, thuận miệng lại là hỏi, nơi này là Tây Vực và ngoài ra một nơi chỗ giáp giới, vậy trong miệng ngươi tông môn, có Tây Vực tông môn sao? Lý Ngọc ngẩn ra, ngược lại là không nghĩ tới Diệp Thần làm một người ngoại lai lại như vậy rõ ràng linh võ đại lục, nhưng vẫn là câu trả lời nói, Tây Vực ở linh võ đại lục mấy vực trong địa vị hơi thấp, nhưng cũng không tệ tông môn, nếu như ngươi muốn tiến vào Tây Vực tông môn, tự nhiên vậy là có thể. À. Có chút ý tứ, Diệp Thần nghe đến chỗ này khóe miệng lộ ra lau một cái tà mị nụ cười. Thật không biết, những người này bên trong cao cao tại thượng Tây Vực tông môn thấy được mình cái này sát thần sẽ là dạng gì diễn cảm. Ha ha ha, Lý Huynh, thằng nhóc này lại vẫn vọng tưởng gia nhập loại này tông môn. Hoàng Sán liếc Diệp Thần cười khẩy nói, người biết cái này thăng tiên thi đấu, hội tụ tất cả cái địa phương xuất sắc nhất thiên tài sao. Người biết người thuộc Côn Lôn hư vị diện. Ở linh võ đại lục rất nhiều chi nhánh vị diện bên trong hạng hơn thấp sao. Người biết những cái kia nhất lưu thế lực, chỉ sẽ chọn ở lớn so bên trong biểu hiện xuất sắc nhất mấy người sao. Mà ngươi, sợ rằng liền rác dưới tông môn cũng đối với ngươi nhìn hờ hững, ngươi có biết, ở thăng tiên thi đấu bên trong không có được tông môn mời không trúng tuyển người, kết quả đem sẽ thê thảm giường nào sao? Tiểu tử, có lẽ ngươi ở Côn Lôn hư cái loại đó địa phương nhỏ có thể rất cuồng. Nhưng ngươi đi tới linh võ đại lục, bất quá là một con ngu muội rốt nát ếch ngồi đáy giếng, chờ ngươi thi đấu kết thúc, nhất định sẽ hối hận không có tiếp nhận ta đề nghị. Diệp Thần cười, cười được vô cùng tự tin, ngươi là thứ gì? Ngươi bất quá là tham đồ ta tài sản tiểu nhân vô sỉ thôi, ngươi giả bộ một rắm. Hội tụ vô số thiên tài, ta từng cái dẫm ở dưới chân chính là Côn Lôn hư hạng đếm ngược, ta như thường bộc lộ tài năng chính là chỉ chọn xuất sắc nhất mấy người, ta không phải là xuất sắc nhất mấy người, bởi vì, ta là xuất sắc nhất cái đó. Thi đấu kết thúc sau đó, ngươi sẽ hối hận mắt chó của ngươi coi thường người, hối hận ngươi đối với ta nói mỗi một chữ. Cuồng, quá ngông cuồng. Diệp Thần tự phụ và phách lối, thật là vượt quá Lý Ngọc và Hoàng Sán tưởng tượng, đây chính là thăng tiên thi đấu à, tham gia thi đấu cường giả, đều là từ tất cả cái địa phương lan truyền ra thiên tài. Cái nào không phải nghiền ép cùng cấp tồn tại. Ở Diệp Thần trong mắt lại giống như có thể tùy ý chà đạp con kiến hôi vậy. Hoàng Sán xem ngu si như nhau nhìn Diệp Thần, nhưng gặp Diệp Thần lấy giống nhau ánh mắt nhìn mình, ánh mắt kia muốn hơn khinh bỉ có hơn khinh bỉ, trong bụng lại là nổi nóng, mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại bị Diệp Thần ngắt lời nói, ngươi, có dám theo hay không ta đánh cuộc. Hoàng Sán sững sốt một chút, thằng nhóc này muốn theo mình đánh cuộc. Hắn có cái gì tư cách theo mình đánh cuộc? Liền đánh cuộc, ta có thể hay không bắt lại thăng tiên thi đấu thứ nhất? Diệp Thần ánh mắt sáng cùng Hoàng Sán đối mặt, không nhường chút nào, ta nếu như không bắt được thứ nhất, đừng nói ta toàn bộ tài sản, chính là cái mạng này, đều có thể mặc cho ngươi xử trí. Mà mạng chó của ngươi, ta căn bản khinh thường tại cầm, ta như thắng, ở thăng tiên thi đấu lên, ngươi ngay trước mọi người cho ta dập đầu nói xin lỗi. Để cho một người hợp đạo cảnh võ giả cho thần vương cảnh võ giả dập đầu nói xin lỗi. Đây quả thực so ngay trước mọi người giết hắn hơn nữa khó mà tiếp nhận. Nhưng Hoàng Sán ngưng mắt nhìn Diệp Thần cặp mắt, mấy giây sau đó chậm rãi kêu, được. Hắn nhất định phải để cho Diệp Thần vì mình cuồng ngông, vì mình rốt nát trả giá thật lớn. Hắn muốn cho Diệp Thần sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục. Đặt khế ước đi, Diệp Thần đột nhiên giương tay một cái. Một mặt tản ra thiên đạo hơi thở đồ xuất hiện ở hắn cùng Hoàng Sán bây giờ. Hoàng Sán con người có giúp một cái, hơi kinh ngạc nói, cực phẩm linh khế.
Cực phẩm linh khế, cho dù là hắn như vậy hợp đạo cảnh võ giả, nếu như cãi lại, cũng đem rơi được hình thần câu diệt kết quả. Mấu chốt một cái từ con kiến hôi chi địa đi lên người làm sao có thể có loại này thực lực. Đây cũng là Diệp Thần từ Độc Cô gia tộc lấy được bảo vật một trong. Nếu bàn về nội tình, Diệp Thần sợ rằng không thua nơi này người bất kỳ. Hắn ở Tây vực uy danh cũng không phải là xông loạn tới. Làm sao, sợ, Diệp Thần mặc dù không nhìn ra hoàng sán cảnh giới tu vi, nhưng vẫn có thể cảm ứng được thiên cấp cực phẩm linh khế đủ để ràng buộc đối phương. Hoàng sán không nghĩ tới cái này đến từ Côn Lôn hư cái loại đó vị diện cấp thấp tiểu tử còn có thể lấy ra thiên cấp cực phẩm linh khế như vậy đẳng cấp vật phẩm, không khỏi đối với Diệp Thần xuất thân tràn đầy mong đợi, lúc này cười nói. Chuyện tốt như vậy, ta biết sợ. Nếu như cái khác đánh cuộc, Hoàng sán có lẽ còn sẽ cân nhắc một chút, nhưng mà thăng tiên thi đấu thứ nhất, loại chuyện này đối với thần vương cảnh Diệp Thần mà nói, căn bản là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Huống chi. Lần so tài này, còn có mấy vị kia tham gia. Đây chính là liền hắn cái này hợp đạo cảnh võ giả cũng được trịnh trọng đối đãi tồn tại à. Diệp Thần căn bản không có chút nào chiến thắng cơ hội. Hai người bước ra một giọt máu tươi minh in ở linh khế lên, khế ước thành lập. Bây giờ chính là muốn đổi ý, cũng không có cơ hội. Nghĩ đến thi đấu sau đó như thế nào hành hạ Diệp Thần, Hoàng Sán không khỏi lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. À, các người đây là khổ như vậy chứ? Lý Ngọc mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt hơi có vẻ đồng tình, hiển nhiên vậy nhận định Diệp Thần không thể nào thắng. Tốt lắm, thăng tiên lối đi đã hoàn toàn đóng cửa, lời ong tiếng ve nói ít, chúng ta cái này thì đi đăng thiên thành đi. Sở dĩ lên tiên đài cần hai vị hợp đạo cảnh võ giả thành tựu tiếp đón sứ giả, chủ yếu chính là vì đi cái này đăng thiên thành. Cái này lên thiên thai không gian cấm chế cực kỳ mạnh mẽ, cần hợp hai vị hợp đạo cảnh võ giả lực mới có thể mang người khác phá giới đi đăng thiên thành. Hoàng Sán và Lý Ngọc mang Diệp Thần đi vào một nơi trong pháp trận, hai người đồng thời làm phép, mạnh mẽ vô cùng linh lực điên cuồng tràn vào pháp trận, một đạo lưu quang lôi cuốn ba người, ngay tức thì biến mất. Mấy giờ sau đó, đăng thiên thành bên trong, một nơi khí tượng trang nghiêm lầu các bên trong. Ba cái bóng người xuất hiện ở lầu các ở giữa bên trong trận pháp, chính là Diệp Thần ba người. Đến lên tiên thành sau đó, Hoàng Sán hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, cười lạnh nói, thằng nhóc, đến lúc đó ta sẽ đi xem ngươi làm sao đoạt được thi đấu đệ nhất, ha ha ha. Nói xong liền phất tay áo đi. Lý Ngọc hướng về phía Diệp Thần cười nói, nơi này chính là đăng thiên thành, đến nơi này ngươi có cảm thụ gì? Ở Lý Ngọc trong mắt. Diệp Thần hiển nhiên là một người mới. Vậy người mới đối với chung quanh vô cùng tò mò, thậm chí không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng mà, thời khắc này hắn nhưng là phát hiện Diệp Thần vô cùng chấn định. Chấn định có chút quỷ dị. Cứ như vậy đi, so tây vực bên kia linh khí đậm đà một ít. Diệp Thần nhún nhún vai nói. Lý Ngọc ngẩn ra, kinh hãi nói, ngươi không phải từ Côn Lôn hư đi lên sao? Chẳng lẽ còn đi qua tây vực? Diệp Thần cái này mới phản ứng được, hắn mặc dù đúng là đến từ Côn Lôn hư, nhưng thực ra là Vĩnh Lão dùng bí pháp lừa gạt tất cả mọi người, mới để cho hắn bước vào nơi đây. Điều bí mật này, không thể tiết lộ. Hắn chỉ có thể cười cười nói, trước kia nghe một vị tiền bối nói qua mà thôi, ta làm sao có thể đi qua Tây Vực. Lý Ngọc mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là đón nhận đáp án này, giải thích nơi này là Thăng Tiên Các, Thăng Tiên thi đấu ở 3 ngày sau cử hành. Mấy ngày nay ngươi có thể trước ở tại Thăng Tiên Các bên trong, nếu như muốn đi bên trong thành đi dạo một chút cũng không sao, ta an bài một người các ở giữa đệ tử cho ngươi, ngươi có cái gì không biết, có thể hỏi hắn. Lý Ngọc ở trên lệnh bài một chút, không lâu lắm, một người ăn mặc một cái hắc bào, diện mạo thanh tú chàng thanh niên liền tới đến trong phòng, cung kính hướng Lý Ngọc hành lễ nói, đệ tử Trần Chi Phàm, gặp qua Lý tiền bối. Lý Ngọc tùy ý gật đầu một cái. Liền nói, Trần Chi Phàm, vị này là lần này thăng tiên giả Diệp Thần, các ngươi cũng đến từ Côn Lôn hư, chắc hẳn thân cận hơn một ít, mấy ngày nay ngươi phụng bồi hắn đi, thi đấu bắt đầu trước đừng xảy ra chuyện gì. Côn Lôn hư. Giờ khắc này, Trần Chi Phàm trong lòng tung lên sóng gió kinh hoàng. Lại là khiếp sợ nhìn Diệp Thần một mắt, bất quá rất nhanh liền khôi phục khiêm nhường thần sắc kêu, đệ tử tuân lệnh. Mời Lý tiền bối yên tâm.
Diệp Thần giống vậy khiếp sợ. Hắn cái này vừa nghĩ đến ban đầu Vĩnh Lão đề cập tới chỗ này, hơn nữa, Vĩnh Lão còn nói, nơi đây còn có thể và hắn như nhau đến từ trái đất Côn Lôn hư tồn tại. Không nghĩ tới, thật gặp mặt. Thời khắc này Diệp Thần có loại tha hương ngộ cố chi cảm giác. Thậm chí cảm thấy Trần Chi Phàm thân thiết vô cùng thiết. Lý Ngọc hài lòng gật đầu một cái, hướng về phía Diệp Thần nói, Diệp tiểu đạo hữu, thăng tiên thi đấu gặp lại, đánh cuộc một chuyện, không cần có áp lực quá lớn, cho dù không cách nào đoạt được thứ nhất, chỉ cần hạng không phải quá kém, đạt được tông môn mời, hoàng đạo bạn bè cũng không thể thật cầm ngươi như thế nào. Diệp Thần đối với Lý Ngọc cảm giác cũng không tệ lắm, liền chắp tay nói, đa tạ tiền bối quan tâm, không quá ta trí ở tất được. Lý Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng không nói nhiều cái gì, xoay người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Diệp Thần cùng Trần Chi Phàm hai người. Trần Chi Phàm nghe gặp hai người đối thoại, hơi cau mày, nhưng không có hỏi nhiều cái gì, mặt không thay đổi hướng về phía Diệp Thần nói, theo để ta đi, ta mang ngươi đi chỗ ở. Trần Chi Phàm mang Diệp Thần đi tới một nơi tiểu viện u tính, bước vào trong đó một gian phòng đơn, tiện tay vứt cho Diệp Thần một quả ngọc phù, thi đấu bắt đầu trước, ngươi liền ở chỗ này ở tạm đi, mỗi ngày sẽ có thức ăn đưa tới ngươi trong phòng, như có chuyện gì hoặc phải ra cửa sẽ dùng quả ngọc phù này liên lạc ta. Dứt lời, xoay người rời đi. Ngay tại Trần Chi Phàm rời đi đang lúc, Diệp Thần phát hiện luân hồi mộ địa truyền đến một giọng nói. Đến từ Tiêu Diêu Thần Quân. Đồ Nhi, người giúp ta hỏi một chút, cái này Trần Chi Phàm nhưng mà năm đó chân võ thần quân. Ở huyết linh tộc đối với Côn Lôn hư động thủ trước, đúng là không hề thiếu cường giả thông qua loại phương thức này tiến vào linh võ đại lục. Dẫu sao không gian truyền tống trận cố nhiên thuận lợi, nhưng là lại có to lớn nguy cơ. Mà võ giả nếu như thông qua thực lực bản thân tăng lên tiến vào linh võ đại lục, lại là tham gia thăng tiên thi đấu, thì có thể bị linh võ đại lục mạnh đại tông môn chọn chúng. Đến lúc đó, có tỷ lệ một bước lên trời. Lúc ấy Côn Lôn hư không thiếu thiên tài dùng loại phương thức này tiến vào linh võ đại lục. Mà trong đó có một thiên tài, kêu Trần Chi Phàm. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới thanh niên trước mắt lại chấn động Tiêu Diêu thần quân, gặp Trần Chi Phàm không có rời đi quá xa, liền nói. Ngươi nhưng mà chân võ thần quân Trần Chi Phàm. Lời nói rơi xuống, Trần Chi Phàm thân hình ở trước cửa dừng lại. Yên lặng một hồi lâu sau mới tịch mịch nói một câu, chân võ thần quân Trần Chi Phàm. Đã chết, bây giờ còn sống, chỉ có thăng tiên các một người đệ tử bình thường, Trần Chi Phàm. Diệp Thần đưa mắt nhìn Trần Chi Phàm xào xạc hình bóng càng lúc càng xa, cũng không khỏi một hồi thổn thức, nhớ năm đó ở Côn Lôn hư sáng tạo vô số thần thoại, bị vạn người tôn sùng, uy chấn Côn Lôn hư thiên chi kiêu tử, lúc này, cũng đã mẫn nhiên mọi người. Linh võ đại lục quả nhiên không có nghĩ voi như thế đơn giản. Mạnh như Trần Chi Phàm, đều bị nó mòn hết góc cạnh. Dẫu sao, không phải mỗi một người đều có luân hồi mộ địa loại này nghịch thiên tồn tại. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất luận là dạng gì tình cảnh, hắn cũng sẽ chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không thối lui. Đây cũng là hắn nói, linh võ đại lục như thế nào, cùng hắn không liên quan. Một khi đạt được luân hồi huyền bia, kích hoạt luân hồi huyết mạch, hắn thì có tư cách đối chiến linh vận. Thậm chí cứu ra Kỳ Tư Thanh và Hạ Nhược Tuyết. Chỉ tiếc, mặc dù biết luân hồi huyền bia ở nơi này, nhưng là cụ thể địa chỉ, hắn không cách nào cảm giác. Chỉ có thể đi một bước lại xem một bước. Sau đó, Diệp Thần thiết chí một đạo che đậy trận pháp, trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa. Luân hồi mộ địa bên trong, Diệp Thần lộn một cái tay. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái chai nhỏ. Chai nhỏ chính là Vĩnh Lão đưa hắn một phần lễ vật. Nói là yêu thú gì máu tươi. Diệp Thần mở ra chai, một cổ vô cùng là cường đại hung sát khí phun trào ra. Thậm chí còn có một cổ uy áp kinh khủng. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, đây rốt cuộc là cái gì máu tươi của yêu thú. Chỉ riêng cái này uy áp, chỉ sợ cũng nếu là hợp đạo cảnh trên yêu thú đi. Tiêu Diêu thần quân hiển nhiên là cảm thấy không đúng, đi tới, khi thấy vậy máu tươi, hắn kinh ngạc nói, đây có thể là đồ tốt à, canh kim bạch hổ linh huyết. Thập đại viễn cổ hung thú một trong tồn tại. Nếu như hoàn toàn luyện hóa, đối với người luyện thể và tu vi đều có cực lớn chỗ ích lợi. Còn nữa, một khi kết hợp người thần ma luân hồi quyết, chỉ sợ sẽ có kinh người hơn thu hoạch. Chỉ bất quá,
cái này dẫu sao là viễn cổ hung thú máu tươi, ngươi chính là thần vương cảnh, muốn hoàn toàn luyện hóa, rất khó. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, kiên định nói, viễn cổ hung thú thì như thế nào, ta cũng không tin trên người ta luân hồi huyết mạch trấn áp không được. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ngồi xếp bằng, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, bắt đầu tu luyện. Lúc này, thăng tiên các một nơi trên đài cao, Trần Chi Phàm đang ngẩng đầu nhìn xa vì sao dày đặc lóe lên thương khung, ánh mắt dường như muốn xuyên thấu thời gian, trở lại không biết nhiều ít năm trước, khác một mảnh tinh không xuống địa phương. Dù gì nói, Diệp Thần, thăng tiên thi đấu, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng à, ta đã không có bất kỳ tiền đồ, trái đất, thậm chí còn Côn Lôn hư đều trở thành sỉ nhục, phần này sỉ nhục không muốn biết lưng đeo bao lâu. Diệp Thần vận chuyển thần ma luân hồi quyết nửa ngày, miễn cưỡng ổn định, sau đó, hắn thần sắc trịnh trọng hướng về phía trong tay chai nhỏ tử một chút, nắp bình mở ra, một giọt máu tươi từ trong bay ra, mơ hồ huyễn hóa ra một con màu máu hổ khổng lồ. Hổ khổng lồ hướng về phía Diệp Thần phát ra một tiếng giống giận, tản mát ra từng cơn uy áp kinh khủng, chỉ là một giọt máu tươi mà thôi, sẽ để cho Diệp Thần có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hừ, bất quá là một giọt máu tươi, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắt pháp quyết, hướng về phía giọt kia máu tươi làm phép, lại là trong miệng quát khẽ thần ma luân hồi, phụng ta vi tôn, thuộc về hóa ta thân thể, chín tầng trời ngang dọc. Phá cho ta. Theo Diệp Thần hét ra lệnh, vậy canh kim bạch hổ linh huyết tựa như cảm thấy cực lớn sợ hãi, gầm thét một tiếng thì phải chạy trốn, có thể Diệp Thần làm sao sẽ để cho nó trốn. Mênh mông linh lực lôi cuốn máu tươi biến thành bạch hổ dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Nháy mắt tức thì, một cổ vô cùng là hùng hậu hung sát khí thẳng xông lên Diệp Thần đan điền, đồng thời trong máu tràn đầy canh kim nhuệ khí, không ngừng cắt hắn kinh mạch. À! Diệp Thần thống khổ phát ra một tiếng giống to, cặp mắt ứ máu, cơ hồ thì phải tẩu hỏa nhập ma. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, ở có thần ma luân hồi quyết dưới tình huống, luyện hóa tinh huyết này vẫn là như vậy hung hiểm. Đan điền bị đánh vào, Diệp Thần liều mạng vận chuyển công pháp, sáu cái đại đạo lại là trôi lơ lửng ra. Liên hiệp đối kháng vậy xâm lấn sát khí. Hồi lâu, Diệp Thần khôi phục một tia thần trí. Lúc này cũng không đoái hoài được kinh mạch bị thương, vội vàng vận chuyển thần ma luân hồi quyết, đầu tiên trấn áp cái này bạch hổ sát khí. Ở hắn vận chuyển công pháp ngay tức thì, số lượng cao thiên địa linh khí lấy Diệp Thần chỗ ở gian phòng làm trung tâm bắt đầu hội tụ, cửa phòng bên ngoài thoáng qua một bóng người, một người nhìn cái này bị linh khí vòng xoáy bao phủ nhà, mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ, người tới chính là Trần Chi Phàm. Bất quá hắn rất nhanh nở một nụ cười. Diệp Thần hiển nhiên đang tu hành nào đó vô cùng lợi hại bí thuật, hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng đối với cái này không biết bao nhiêu năm rồi duy nhất một đến từ Côn Lôn hư đồng bào, Trần Chi Phàm vẫn là vô cùng là gần gũi, lúc này làm chứng hắn trưởng thành, tự nhiên mừng rỡ. Trần Chi Phàm lặng lẽ đứng ở Diệp Thần trước cửa, hắn biết tu hành loại bí thuật này lúc kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, hắn muốn ở chỗ này là Diệp Thần hộ pháp. Đăng Thiên Thành bên trong. Mấy cặp mắt không hẹn mà cùng mở ra, đồng thời hướng thăng thiên các phương hướng nhìn, bất quá rất nhanh, bọn họ cũng đều chậm rãi nhắm hai mắt lại, đắm chìm trong tu luyện, hiển nhiên, đối phương vẫn không thể đưa tới bọn họ hứng thú, hoặc là nói, còn chưa đủ tư cách. Mà Diệp Thần, lúc này đang hai hàng lông mày khóa chặt, mồ hôi đầy người, liều mạng luyện hóa tinh huyết trong cơ thể, hắn kinh mạch lần lượt bị canh kim nhuệ khí cắt đứt, lại đang máu tươi sinh cơ cường đại lần kế lần khép lại. Trong đó thống khổ có thể tưởng tượng được, nhưng là, tinh huyết này vượt không an phận, càng kích phát Diệp Thần một cổ ngoan kính, hắn cắn chặt hàm răng, kiên quyết đương đầu trước đau nhức chân áp trong cơ thể linh huyết. Một ngày một dạ hậu, ngoài cửa tính tọa Trần Chi Phàm đột nhiên thần sắc động một cái, đứng dậy, bao phủ nhà linh khí vòng xoáy tiêu tán, hắn suy đoán Diệp Thần cần phải làm đã thu công, bất quá hắn không có lập tức đẩy cửa đi vào, Diệp Thần lúc này hẳn còn khá là yếu ớt. Đây là người tu luyện kiêng kỵ. Lại qua nửa ngày, cửa phòng két một tiếng mở ra, Diệp Thần mặt nở nụ cười từ bên trong phòng đi ra, hướng về phía Trần Chi Phàm ôm quyền nói, đa tạ Trần huynh là ta hộ pháp. Hắn luyện hóa máu tươi lúc liền cảm ứng được Trần Chi Phàm đến, mặc dù còn chuẩn bị một ít hậu thủ, nhưng có Trần Chi Phàm ở ngoài cửa là hắn hộ pháp, hiển nhiên hơn nữa an toàn. Trần Chi Phàm tùy ý khoát khoát tay,
trong mắt cũng lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ, Diệp Thần cả người tinh khí thần cũng dương cao một đoạn, cả người trên dưới lại là mơ hồ tản mát ra một loại làm người ta sợ hết hồn hết vía hơi thở, tựa như hắn hôm nay đối mặt không phải một cái tới tuổi 20 thanh niên, mà là một đầu hồng hoang mãnh thú. Mặc dù không biết Diệp Thần luyện thành bí thuật gì, nhưng Trần Chi Phàm có thể tin chắc Diệp Thần thực lực nhất định là có cực lớn tăng lên, không nói khác, chỉ là Diệp Thần tu vi liền tăng lên không thiếu. Thậm chí sắp đột phá. Phải biết, thần vương cảnh sau đó, đột phá một cái cảnh giới nhỏ có thể thì phải mấy chục năm. Mà Diệp Thần mới đi tới Linh Võ Đại Lục không tới 2 ngày, thì có như vậy thu hoạch, cho dù ở những cái kia Linh Võ Đại Lục thiên tài trên mình, cũng là hiếm thấy. Nghĩ tới đây, Trần Chi Phàm đối với Diệp Thần ở thăng tiên thi đấu lên lấy được một cái thành tích tốt có lòng tin hơn. Trần Chi Phàm từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, ném cho Diệp Thần nói. Liên quan tới Linh Võ Đại Lục, thăng tiên thi đấu, cùng với những thứ khác cao cùng vị diện một ít tin tức, ta đã truyền vào trong đó, cầm đi, đối với người hữu dụng. Nói xong không cùng Diệp Thần nói chuyện, liền lặng lẽ rời đi. Diệp Thần nắm ngọc trong tay giản. Trong lòng hơi dâng lên một cổ ấm áp, ở một cái địa phương xa lạ, đạt được cố hương người trợ giúp, làm hắn bội cảm thân thiết, Trần Chi Phàm mặc dù quả ngôn thiếu ngữ, luôn là gương mặt lạnh lùng, có thể Diệp Thần biết, hắn là quan tâm mình, cái này, liền vậy là đủ rồi. Từ nay về sau, Trần Chi Phàm chính là hắn Diệp Thần bằng hữu, cũng có tư cách làm bạn hắn. Diệp Thần trở lại trong phòng, không có lập tức bắt đầu tra xem ngọc giản. Mà là nắm quyền một cái, cảm thụ một chút trong cơ thể kinh khủng lực lượng, trên mặt tràn đầy vui mừng. Một giọt phiến cổ hung thú máu tươi, lại để cho hắn thân xác tăng lên không thiếu. Mặc dù luyện thể cảnh giới không có thay đổi, nhưng là bản chất lại có rất lớn khác biệt. Nếu như bây giờ lại đối mặt Thương Hỏa Tiên Tôn, hắn cũng không khả năng như vậy chật vật. Còn nữa, trọng yếu hơn chính là... Diệp Thần phát hiện tinh huyết này bên trong lại hàm chứa một đạo đặc thù bổn mạng công pháp. Hổ thần sát. Cái này đến từ đầu kia thượng cổ hung thú. Vĩnh lão đâu chỉ cho hắn một phần đại lễ à. Diệp Thần đột nhiên hít sâu một hơi, vận chuyển thần ma luân hồi quyết, một cổ tuyệt mạnh khí thế phóng lên cao, ở hắn sau lưng ngưng tụ thành một đạo huyết mâu hổ đen hư ảnh, vừa người nhào tới Diệp Thần trên mình. Diệp Thần cả người run lên, thân hình chợt dương cao, bắp thịt nhô lên. Mắt hiện lên huyết quang, một đạo màu đen chữ vương ban văn hiện lên trán, Diệp Thần rõ ràng cảm giác được mình bây giờ cường độ thân thể lại đề cao 3 lần chừng. Thật là đồ tốt, sau này thì kêu ngươi Thiên Sát Hổ Ma Biến. Cái này sợ rằng coi như là một môn vô cùng đặc thù công pháp luyện thể. Đang luyện thành Thiên Sát Hổ Ma Biến sau đó, Diệp Thần liền lấy ra Trần Chi Phàm cho hắn ngọc giản, bắt đầu cẩn thận đọc nội dung trong đó. Rất nhanh. Hắn liền bị một cái danh từ hấp dẫn, thăng tiên bảng. Trên bảng ghi chép đang tiến hành thăng tiên thi đấu lên được nhìn chăm chú thiên tài tư liệu. Hạng nhất, Lăng Long Thành, đến từ Bắc Minh Thánh Tộc, 20 tuổi, tu vi hợp đạo cảnh, có cực kỳ mạnh mẽ thiên phú huyết mạch, truyền thuyết Bắc Minh Thánh Tộc tổ tiên có ma vực cao nhất huyết thống, chỉ là theo thời gian trôi qua huyết thống dần dần đạm bạc, nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ, mà Lăng Long Thành huyết mạch tinh thuần, mơ hồ có phản tổ thế. Hạng nhì, Long Huyền, đến từ Linh Võ Đại Lục chi nhánh chi địa, 23 tuổi, hợp đạo cảnh giai đoạn trước, nghe nói và thần Long gia tộc có liên quan. Hạng ba, Khổng U, đến từ huyết tộc ở Linh Võ Đại Lục chi nhánh vị diện bên trong thuộc về Trung Lưu Thiên Hạ vị diện, cao hơn Côn Lôn Hư không thiếu. Huyết tộc không có ở đây Linh Võ Đại Lục giam sát bên trong, cố cụ thể tư liệu không rõ, trước mắt có thể biết chỉ có cô gái này là vạn năm không gặp thiên tài. Sở dĩ hạng thứ ba, là bởi vì là nàng ở đi tới Đăng Thiên Thành sau đó, liền bị thương nặng nguyên là hạng ba Lý Linh Tiêu. Tên thứ tư, Lý Linh Tiêu, thuộc quyền vị diện Thiên Nguyên Đại Lục, tu vi hợp đạo cảnh. Diệp Thần nhìn xong, hít một hơi thật sâu. Tuổi tác chênh lệch không nhiều, nhưng là cũng đặc biệt mụ là hợp đạo cảnh. Tin tức mấu chốt không hoàn toàn, nếu như hắn đụng phải đám người này, không dùng tới ngàn binh bạo và luân hồi mộ địa sư tôn lực lượng. Cực kỳ nguy hiểm. Hắn rốt cuộc rõ ràng Vĩnh Lão nhắc nhở. Bất quá Diệp Thần lại không có bất kỳ ủ rủ, hắn chuyến này mục đích không phải những người này, mà là Luân Hồi Huyền Bia. Nếu Luân Hồi Huyền Bia cụ thể tung tích không biết, vậy chỉ có thể bắt trước thăng tiên tỷ thí.
vạn nhất thăng tiên thi đấu khen thưởng chính là luân hồi huyền bia đâu. Dĩ nhiên Diệp Thần vậy chỉ là suy nghĩ một chút. Dẫu sao luân hồi huyền bia giá trị quá cao, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện khen thưởng. Đồ nhi, người phải cẩn thận một chút cái này không u. Tiêu Diêu Thần Quân thanh âm ở trong óc vang lên. À, tên huyết tộc kia, huyết tộc, huyết linh tộc, chẳng lẽ hai người bây giờ có liên quan gì? Diệp Thần hiếu kỳ nói. Tiêu Diêu Thần Quân lắc đầu một cái, giải thích, ngươi mới vừa luyện hóa một cái viễn cổ hung thú máu tươi, máu ngươi, đối với huyết tộc mà nói nhưng mà món ăn ngon. Diệp Thần nghe vậy hơi ngẩn ra, hắn ngược lại không phải là sợ, chỉ là muốn đến một cái sắc mặt tái nhợt cô gái nhìn mình chảy nước miếng dáng vẻ, không khỏi cảm thấy một tia rợn cả tóc gáy. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó lấy ra ngọc phù liên lạc Trần Chi Phàm nói, Trần Huynh, ta muốn đi Đăng Thiên Thành Trung chuyển chuyển. Dẫu sao huyết mạch của mình đối với luân hồi huyền bia có cảm ứng tác dụng. Vạn nhất luân hồi huyền bia liền che giấu ở Đăng Thiên Thành, vậy hắn cũng có thể thời gian đầu tiên cảm ứng. Đăng Thiên Thành bên trong. Trần Chi Phàm dẫn Diệp Thần đi ở một cái vô cùng rộng lớn trên đường lớn. Trên đường lui tới người đi đường mỗi một người đều hơi thở bất phàm, mà một ít cửa hàng bên trong trần liệt không thiếu tiên khí. Thậm chí còn có thời không chi binh. Tây vực vô số người không tiếc bất cứ giá nào cướp đồ lại đang nơi này tùy ý bày thả, chân thực để cho người không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Diệp Thần ở mỗi một gian cửa hàng đều cảm giác được một vị cường giả cha xem. Diệp Thần khẳng định, chỉ cần hắn động thủ cướp, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Trần Chi Phàm đưa cho Diệp Thần một cái nhẫn chữ vật. Diệp Thần kỳ quái nói, đây là... Trần Chi Phàm khẽ mỉm cười, lạnh như băng gương mặt ngược lại là hòa hoãn không thiếu. Ngươi mới vừa tới nơi này, ta thành tựu ngươi tiền bối, cũng nên đưa ngươi một ít thứ, những thứ này tiên đá có thể ở chỗ này mua đồ. Diệp Thần trong lòng có chút cảm động, hắn làm sao có thể thiếu loại vật này. Hắn cướp sạch như thế nhiều Tây vực gia tộc. Tông môn và buổi đấu giá, hắn tài sản vượt qua xa Trần Chi Phàm. Nhưng mà, Trần Chi Phàm trả lại cho hắn quý trọng như vậy đồ. Nhưng là Diệp Thần không có cự tuyệt, hắn tổng có biện pháp vẫn còn cho lá Chi Phàm. Hắn thật sâu nhìn một cái Trần Chi Phàm, ở trong lòng nói, Trần Chi Phàm, ta sẽ không quên. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên, à ơ. Đây không phải là cái đó đến từ Côn Lôn hư giác dưới Trần Chi Phàm sao? Ngày thường cũng núp ở Thăng Tiên Các bên trong, ngày hôm nay ý tốt như vậy chạy đi ra bên ngoài tới rồi. Xem ngươi loại này hạ các người tùy tiện chạy đến, là sẽ ô nhiễm chúng ta linh võ đại lục không khí, ngươi có biết hay không? Trần Chi Phàm nghe vậy sắc mặt bình thản, nhưng là Diệp Thần không phải. Diệp Thần ánh mắt tựa như huyền băng vạn năm vậy băng hàn thấu xương. Lạnh thấu xương sát ý không có chút nào che giấu bộc phát ra. Cho dù hắn tự đối mặt Hoàng Sán làm nhục cũng không có như vậy tức giận, hắn đã đem Trần Chi Phàm làm mình bạn bè chân chính, làm nhục bạn hắn, thậm chí so làm nhục chính hắn càng làm hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Diệp Thần lạnh lùng nhìn đâm đầu đi tới mấy người, nói chuyện chính là một người 27-28 tuổi mập lùn thanh niên, đang mặt đầy khinh miệt liếc Trần Chi Phàm hai người. Cảm nhận được Diệp Thần thả ra lẫm liệt sát ý, vậy mập lùn thanh niên trên mặt thịt béo run run một chút, ánh mắt hướng Diệp Thần quét tới, nhưng gặp sát khí này vô cùng ngưng thực thanh niên chỉ có thần vương cảnh trung kỳ tu vi, lại thanh tĩnh lại, trong lòng dâng lên một cổ tức giận. Cái này cổ tức giận tựa như hoàn toàn cắn nuốt hắn. Cái gì con mèo, con chó cũng có thể xúc hắn chân mày. Buồn cười. Thanh niên kia trong lòng cười nhạt không dứt. Cái này thần vương cảnh trung kỳ nhỏ rác dưới, cũng dám đối với lão tử thả ra sát khí. Hù lão tử giật mình, nếu người này theo cái này cái rác dưới phối hợp chung một chỗ, khẳng định vậy không bối cảnh gì. Hắn lúc này tức giận nói, Trần Chi Phàm, ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi bên người thằng nhóc kia tựa hồ rất phách lối. Ngay trước mọi người đối với bổn công tử phóng thích sát ý, ngươi đến, cho ta cắt đứt tiểu tử này tứ chi. Vậy mập lùn thanh niên tu vi là hợp đạo cảnh nhất tầng thiên, mà hắn bên cạnh bốn người đều là hợp đạo cảnh trung kỳ. Vậy phải thì phải thần quân cảnh. Vậy bốn tên võ giả nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, đối phó một cái thần vương cảnh võ giả, còn không phải là bắt vào tay, huống chi bọn họ vẫn là bốn người,
lúc này ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Diệp Thần đi tới, trong miệng ầm ỉ nói tiểu súc sinh, cũng dám nhà chúng ta công tử bất kính. Chúng ta sẽ thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút, ha ha ha. Diệp Thần nhìn cười gần mấy người, trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào, quanh thân linh khí mãnh liệt, liền muốn ra tay. Hắn ở linh võ đại lục giết người đếm không hết. Những thứ này hợp đạo cảnh lại coi là cái gì? Tuyệt đỉnh thần quân hắn theo giết không lầm. Huống chi những người này. Nhưng mà, một khắc sau lại bị một cái tay ngăn lại. Là Trần Chi Phàm tay. Trần Chi Phàm lạnh như băng nhìn đi tới bốn người, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, cút. Một giây kế tiếp, hợp đạo cảnh đỉnh cấp mạnh mẽ uy áp bùng nổ, ùn ùn kéo đến được hướng bốn người cuộn sạch đi, chỉ gặp bốn người kia sắc mặt rối rít đại biến, còn chưa kịp hô to lên, liền không hẹn mà cùng miệng phun máu tươi, bay ngược, rơi vào mập lùn thanh niên trước người. Trần Chi Phàm, ngươi làm sao dám? Mập lùn thanh niên cả người run rẩy lui về phía sau hai bước, khó có thể tin nhìn trước mắt tựa như ma thần vậy kinh khủng thanh niên, cái này Côn Lôn hư giác dưới bình thường bất luận mình như thế nào nhục mạ cũng chỉ là mặt không cảm giác, yên lặng không nói túng hóa, làm sao sẽ như thế đáng sợ. Nhưng là hắn ngay lập tức liền kịp phản ứng mình thất thố, sợ hắn làm gì. Đây là Trần Chi Phàm à, cái đó Côn Lôn hư giác dưới, tu vi cao hơn nữa thì thế nào? Mình vẫn có thể cầm hắn trị gắt gao. Mập lùn thanh niên trên mặt thoáng qua lau một cái tàn nhẫn, Trần Chi Phàm đối với tự mình ra tay, đổ là có lý do thật tốt trừng phạt hắn, liền đoạn hắn một cái tay đi. Hắn chợt bấm một cái quyết, một quả lệnh bài từ trong ngực bay ra, xem kiểu dáng cùng Lý Ngọc Thăng Tiên lệnh kém không nhiều, nhưng thô tháo mấy phần. Mập lùn thanh niên tên là Hoàng Nguyên, là Thăng Tiên các tiên sứ Hoàng Sán con cháu, bản thân tu vi bình thường. Chiến lực lại là nhỏ, nhưng dựa vào Hoàng Sán thân phận, ở Thăng Tiên các bên trong bị tăng lên là chấp sự cầm chấp sự luật lệ, dùng để ràng buộc bộ hạ, xem Trần Chi Phàm loại này không có bối cảnh đệ tử bình thường, trong cơ thể cũng sẽ bị chồng cấm chế, để Thăng Tiên các quản lý. Lúc này Hoàng Nguyên sử dụng chấp sự luật lệ tản mát ra một hồi năng lượng kỳ dị chập chờn, đối với Diệp Thần chút nào không ảnh hưởng, có thể một bên Trần Chi Phàm, nhưng là sắc mặt đại biến. Cả người uy áp một tán, bục khạc ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ xuống, chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy cái chấp sự luật lệ. Phàm ca, ngươi thế nào? Diệp Thần sững sốt một chút, không rõ ràng mới vừa rồi còn bá đạo vô cùng Trần Chi Phàm làm sao trong nháy mắt biến thành cái bộ dáng này. Mập mạp kia bất quá là hợp đạo cảnh sơ kỳ, căn bản không thể nào là Trần Chi Phàm đối thủ. Bất quá làm hắn theo Trần Chi Phàm ánh mắt thấy vậy cái giống như đã từng quen biết lệnh bài lúc. Liền bừng tỉnh hiểu ra. Ha 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 ha, Trần Chi Phàm, cấm chế phát tác cảm giác rất thoải mái chứ. Đây chính là ngươi và bổn công tử đối nghịch kết quả. Mà ngươi, Hoàng Nguyên ánh mắt chuyển hướng Diệp Thần. Một cái thần vương cảnh trung kỳ phế vật cũng dám đối với ta thả ra sát ý. Cho bổn công tử quỳ xuống dập đầu, ta có thể cân nhắc tha ngươi một mạng. Lúc này người vây xem chung quanh càng ngày càng nhiều. Không ít người nhìn có chút hả hê nhìn Diệp Thần, mặc dù cái này Hoàng Nguyên không coi vào đâu cường giả, nhưng hợp đạo cảnh cùng thần vương cảnh một cái thiên một cái địa, ở Trần Chi Phàm bị cấm chế áp chế dưới tình huống, Diệp Thần chỉ có thể cúi đầu. À, Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, ngươi thật đúng là khoan hồng độ lượng à. Ha ha ha, biết liền tốt, nhanh chóng quỳ xuống, nói không chừng bổn công tử tâm tình khá một chút còn để cho ngươi đi theo bổn công tử đâu. Ta truy đuổi mẹ ngươi, ngươi cái người ỷ thế hiếp người thật đúng là để mắt chính ngươi. Diệp Thần chợt quát lên, còn nữa, ta Diệp Thần bằng hữu, ai cũng không có tư cách động. Ngươi để cho hắn bị thương, ta để cho ngươi chết. Giờ khắc này, Hoàng Nguyên nán lại, mọi người vây xem nán lại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, ở mất đi Trần Chi Phàm cái này ỷ vào dưới tình huống. Diệp Thần đối mặt so mình cảnh giới khủng bố hơn lần Hoàng Nguyên còn dám cản rỡ như vậy nhục mạ. Bị một cái thần vương cảnh võ giả như vậy nhục mạ, đây quả thực là cầm Hoàng Nguyên mặt mũi đạp trên đất va chạm, coi như ngày hôm nay Hoàng Nguyên giết Diệp Thần, hắn vậy ắt sẽ lâm vào là toàn bộ đăng thiên thành trò cười. Hoàng Nguyên giận dữ, khí được toàn thân thịt béo đều run rẩy. Hắn phải phế Diệp Thần, để cho Trần Chi Phàm sống không bằng chết. Ở đăng thiên thành tất cả mọi người dưới ánh mắt hành hạ cái này làm nhục mình rác dưới, vãn hồi mình tôn nghiêm. Oanh!
hợp đạo võ giả khí thế bùng nổ, một đạo lạnh thấu xương sắc bén từ Hoàng Nguyên sau ót dâng lên, lại là một chuôi phi đao, Hoàng Nguyên chợt quát lên, Quy Nguyên một đao chém. Mọi người vây xem cửa đều là hơi kinh hãi, cái này Hoàng Nguyên, vẫn còn có chút thực lực, trước kia vẫn là coi thường hắn, chuôi này sắc bén cực kỳ phi đao lại là một chuôi cực phẩm hợp đạo tiên khí. Mà Hoàng Nguyên sử dụng một chiêu này Quy Nguyên một đao chém càng không đơn giản, cái này Quy Nguyên một đao chém là một môn võ kỹ cao cấp, lấy uy lực nổi danh. Mặc dù Hoàng Nguyên một chiêu này khiến cho được đặc biệt miễn cưỡng, chỉ là mới vừa mới nhập môn, nhưng cũng đã đủ cường đại. Phối hợp cực phẩm hợp đạo tiên khí, lại là kinh người. Vậy phi đao run lên, mang cơn sóng thần vậy cuồn cuộn đao khí, lấy xé trời thế hướng Diệp Thần bay chém tới. Mọi người lúc này tựa như đã thấy Diệp Thần kết cục, thần vương cảnh võ giả muốn tiếp một chiêu này, khó như lên trời. Huống chi Diệp Thần tựa hồ còn không có gì huyết mạch. Bất quá ra tất cả mọi người dự liệu là, Diệp Thần đối mặt cái này kinh thiên một đao lại mặt không đổi sắc, hơn nữa còn khá là khinh thường. Hắn lại đối với Hoàng Nguyên cái này một đao cảm thấy khinh thường. Điều này sao có thể? Diệp Thần tự nhiên không sợ. Hoàng Nguyên hiển nhiên là mới vừa bước vào hợp đạo cảnh không lâu. Hơn nữa là đan dược đôi triệt kết quả, thực tế trình độ chỉ bất quá hỗn nguyên cảnh. Mà hắn Diệp Thần từ Côn Lôn hư đến Linh Võ Đại Lục, hoàn toàn là mở một đường máu. Lại có 6 cái thần vương đạo và mấy vị sư tôn bảo vệ, sợ cái gì? Bất quá giờ phút này, Diệp Thần căn bản không dự định động dùng toàn lực. Hắn càng muốn thử một chút vậy dòng tại trong cơ thể máu tươi uy lực. Hổ thần sát, Diệp Thần nhàn nhạt nói, một đạo ngưng luyện thần niệm mang tuyệt mạnh hung sát khí chợt tràn vào Hoàng Nguyên trong óc. Hoàng Nguyên ôm đầu kêu thảm một tiếng, đôi mắt ứ máu, ác liệt đao khí hơi tan rã, nhưng vẫn hướng Diệp Thần chém tới. Ồ, một kích này lại không đem Hoàng Nguyên đánh tan hoàn toàn, để cho Diệp Thần hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thần niệm cùng sát khí dễ dàng xâm lấn Hoàng Nguyên thức hải. Có thể trong óc đột nhiên bộc phát ra một cổ không thuộc về Hoàng Nguyên lực lượng, chặn lại hắn hổ thần sát. Chắc là có cao thủ là hắn gieo một đạo thần niệm phòng vệ. Nhất kích không trúng, phi đao cũng đã chém tới Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần vẫn còn là thần sắc nhàn nhạt, không có chút nào câu ý. Thiên sát hổ ma biến, một đạo hung uy rung động hổ đen hư ảnh bốc lên, dung nhập vào Diệp Thần sau lưng. Diệp Thần thân hình chợt dương cao, bắp thịt gồ lên. Hai mắt đỏ như máu. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt chuôi này dường như muốn đem thương khung chặt đứt phi đao, giận quát một tiếng, phá cho ta. Một quyền hướng vậy vô biên đao khí đánh tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tựa như thiên địa sụp đổ, vạn vật chấn động. Nâng lên vô biên bụi mù. Mọi người vây xem rối rít dùng bí pháp hộ thể, trong đó tu vi hơi yếu người cũng không nhịn được sắc mặt một trắng, lui về phía sau mấy bước. Chỉ là một kích này dư âm, lại sẽ để cho bọn họ bị thương nhẹ. Diệp Thần một quyền này, lại như vậy khủng bố. Mọi người nhìn về phía bụi mù ánh mắt đều thay đổi, bây giờ bọn họ chính là lại ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra được, Diệp Thần tuyệt không phải một cái đơn giản thần vương cảnh võ giả. Nếu một quyền kia nện ở trên người mình, không ít người nuốt nước miếng một cái, cho dù bọn họ là hỗn nguyên cảnh cũng không dám bảo đảm có thể bình yên vô sự tiếp Diệp Thần nhất kích. Bất quá, Diệp Thần một kích này mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà chống cự như vậy cấp bậc tiên khí và võ, có thể bình yên vô sự sao? Bụi mù không tán, thiên địa linh khí bị một kích này khuấy loạn, liền mọi người thần niệm cũng bị quấy nhiễu, không biết trong bụi mù Diệp Thần còn sống hay không? Các người mau xem Hoàng Nguyên, trong đám người có người kinh hô. Mọi người quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyên, chỉ gặp hắn chính diện xác tái nhợt đổ xuống đất, khóe miệng có vết máu. Hiển nhiên bị thương không nhẹ, chuôi này phi đao là hắn bổn mạng linh khí, cũng chỉ có mượn nó Hoàng Nguyên mới có thể miễn cưỡng thi triển như vũ kỹ này. Liền chính hắn thành công thi triển ra chiêu đó Quy Nguyên một đao chém lúc đó, trong lòng đều là vô cùng là kinh ngạc vui mừng. Bởi vì hắn biết cái này một đao là mình đời người thi triển ra một kích mạnh nhất, thậm chí có thể đánh chết phổ thông hợp đạo cảnh sơ kỳ võ giả. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình vượt xa toàn lực nhất kích. Lại bị cái này thần vương cảnh con kiến hôi phá. Hơn nữa, bổn mạng của mình vũ khí, lại đang Diệp Thần dưới sự công kích bị tổn thương. Đây chính là cực phẩm hợp đạo tiên khí à?
hắn vững chắc có thể tưởng tượng được, thông thường hỗn nguyên cảnh võ giả, đều không cách nào tùy tiện tổn thương cấp bậc này tiên khí. Nghĩ tới đây, Hoàng Nguyên sợ, hắn hai cái chân khẽ run, muốn đứng lên, nhưng không làm được, nhưng hắn vẫn là vùng vẫy về phía sau leo đi, trực giác nói cho hắn, Diệp Thần cũng chưa chết. Nếu như Diệp Thần không có chết, vậy chờ đợi hắn chính là. Hắn biết mình lần này thật gây họa, chết âm ảnh bao phủ ở Hoàng Nguyên trong lòng, hắn sợ hãi đến cơ hồ muốn tan vỡ, hối hận đến muốn không để ý hết thảy khẩn cầu Diệp Thần tha thứ, cái gì tôn nghiêm, thân phận gì, ở mệnh trước mặt, đều là chó má. Nhưng là, Diệp Thần câu nói kia, ở hắn bên tai vọng về. Còn nữa, ta Diệp Thần bằng hữu, ai cũng không có tư cách động. Ngươi để cho hắn bị thương, ta để cho ngươi chết. Đối với cho tới nay đều là sống trong nhung lụa Hoàng Nguyên mà nói, như thế nào có thể đủ chịu đựng nổi như vậy tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn thân thể run rẩy. Thậm chí có người còn phát hiện, hắn đáy quần, ướt một phiến. Đây thật là đăng thiên thành trăm năm qua nhất chuyện tức cười, cười ngạo ta. Nào chỉ là sợ à, các ngươi cẩn thận xem, hắn cũng tiểu. Vô tận cười nhạo, vô tận châm chọc truyền vào Hoàng Nguyên trong tai, hắn khuất nhục phải nghĩ, phải đi chết, nhưng mà, hắn không dám, hắn sợ chết, coi như là làm cái đê tiện chó, hắn cũng không muốn chết. Một cái bóng đen rơi xuống, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiếng cười, tiếng giễu cợt, trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người sự chú ý đều bị bụi mù này bên trong vang lên tiếng bước chân hấp dẫn. Một đạo vô cùng thân ảnh to lớn, từ trong bụi bặm đi ra. Người không nên tới, không nên tới gần ta. Hoàng Nguyên quay đầu lại, hắn thần niệm lúc này đã đục ngầu không rõ, tầm mắt càng bị nước mắt mơ hồ, căn bản không thấy rõ Diệp Thần dáng vẻ, chỉ gặp một cái mông lung mà to lớn bóng đen hướng mình đi tới, giống như cửu u ở giữa ma quỷ. Thi triển thiên sát hổ ma biến sau đó, Diệp Thần tâm tính vậy mơ hồ bị đầu kia thiên sát ma hổ thiên tính ảnh hưởng. Hắn mắt nhìn xuống bỏ dưới đất được cầu xin tha thứ Hoàng Nguyên, giống như nhìn một con dê con đợi làm thịt. Hắn vừa liếc nhìn bên người vết thương chồng chất Trần Chi Phàm. Hắn rất rõ ràng, một khi mình thả hổ về rừng, Trần Chi Phàm sẽ nguy hiểm hơn. Thậm chí có thể sẽ bị điên cuồng trả thù. Hắn Diệp Thần không sợ, thậm chí ở chỗ này sẽ không ở lâu. Nhưng là Trần Chi Phàm không giống nhau. Hơn nữa, ở hắn không tới nơi này trước. Trần Chi Phàm tất nhiên nhận vô tận khuất nhục, lúc này mới tiêu ma hắn ý chí chiến đấu. Nếu như không phải là bởi vì mình, Trần Chi Phàm sợ rằng sẽ tiếp tục ẩn nhẫn. Van cầu ngươi thả qua ta, ta dập đầu cho ngươi, ta là rác rưởi, van cầu ngươi thả qua ta cái này cái rác rưởi. Hoàng Nguyên lời nói không có mạch là cầu xin tha thứ, Diệp Thần tựa như không nghe một bên, chậm rãi nâng lên một cái chân, nặng nề rơi xuống. Rắc rắc một tiếng, thịt nát văng khắp nơi, máu tươi tràn ngập. Ta chân, thật là đau, ta chân à, tiếp theo vang lên, là Hoàng Nguyên giết heo giống vậy kêu thảm thiết. Diệp Thần một cước đem Hoàng Nguyên đúng cái bắp đùi đạp thành thịt nát. Mọi người rối rít mặt hiện lên vẻ kinh dị, tầm mắt chuyển qua Diệp Thần trên gương mặt, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Hoàng Nguyên lên tiếng thét chói tai, nhìn vậy chỉ bị máu tươi nhuộm đỏ, đạp hướng mình chân. Trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Tức giận và kinh hoàng cùng tồn tại. Thằng nhóc, ta thề ngươi và Trần Chi Phàm đều phải chết. Cả nhà của ngươi người đều phải chết. Ta phải đem các ngươi đám này con kiến hôi hành hạ đến chết. Ta muốn ngưng ngươi và Trần Chi Phàm cái này rác dưới tứ chi. Ngũ mã phân thây. Xin lỗi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Diệp Thần lạnh nhạt thanh âm vang lên. Mọi người vây xem cửa lúc này trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý nghĩ, không có sao, dù sao cũng đừng trêu chọc Diệp Thần, bất luận ngươi cảnh giới bao cao. Tên này, quá quỷ dị, quá kinh khủng. Đoạn người tứ chi ở linh võ đại lục cũng không coi vào đâu, nhưng Diệp Thần thanh âm, Diệp Thần cử động, cũng để cho bọn họ bên trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, tựa như loài người đối mặt mình khắc tinh lúc vậy. Sắc sắc sát, xương cốt nghiền. Máu thịt băng tán. Lại một cái bắp đùi, bị Diệp Thần đạp được nát. Mới vừa rồi, người nói muốn cắt đứt ta tứ chi. Diệp Thần có nhiều thú vị đánh giá Hoàng Nguyên vết thương. Hoàng Nguyên tâm thần lúc này đã hoàn toàn tan vỡ,
Coi như bây giờ Diệp Thần không giết hắn, hắn vậy sẽ biến thành một tên phế nhân, lại không có bất kỳ tu hành có thể, thậm chí liền cuộc sống bình thường cũng không làm được, hắn đem sống ở vô tận sợ hãi bên trong. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, Hoàng Nguyên, tự bảo. Không thú vị, Diệp Thần bĩu môi, Hoàng Nguyên một lòng muốn chết, tự bảo cũng không nhiều lắm uy lực. Lấy hắn thi triển thiên sát hổ ma biến sau thân thể, cho dù ở khoảng cách gần chịu đựng Hoàng Nguyên tự bảo, cũng không có bị tổn thương chút nào. Diệp Thần ngoắc tay, đem trên đất chấp sự lệnh bài và Hoàng Nguyên nhẫn chữ vật thu, ánh mắt hướng cách đó không xa mấy cái run lẩy bẩy bóng người quét tới. Gặp Diệp Thần nhìn về phía mình, mấy người lần lượt phát ra một tiếng sợ hãi thét chói tai, từng cái quỳ rạp dưới đất, liều mạng dập đầu, khẩn cầu Diệp Thần và Trần Chi Phàm tha thứ. Diệp Thần đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào mấy cái này rác rưởi lúc, sau lưng Trần Chi Phàm nói chuyện, Diệp Thần, đừng để ý bọn họ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Diệp Thần nghe vậy, gặp Trần Chi Phàm lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng lên, sắc mặt còn rất thương trắng, vội vàng đi qua đỡ Trần Chi Phàm, thân hình động một cái, mang Trần Chi Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh hướng xa xa đi. Đăng Thiên Thành bên ngoài. Một phiến tràn đầy vô tận sát ý rừng rậm. Linh võ đại lục võ giả đem nơi này gọi là U Ảnh Chi Sâm, trong rừng cây cối bất luận thân cây vẫn là cành lá, tất cả đều là đen nhánh vẻ, đúng cánh rừng lại là bao phủ ở một phiến quỷ dị âm ảnh bên trong. Mà Diệp Thần, ở Trần Chi Phàm dưới sự chỉ dẫn, thông qua một cái lối đi bí ẩn, đến nơi này. Tốt lắm, ở chỗ này dừng lại đi, cái này U Ảnh Chi Sâm vô cùng nguy hiểm, không muốn lại tiếp tục đi tới. Trần Chi Phàm nói. Diệp Thần gật đầu một cái, buông xuống Trần Chi Phàm, đồng thời tản đi xa như vậy cổ hung thú máu tươi lực lượng, vật này mặc dù mạnh mẽ, nhưng vô cùng là hao phí chân khí. Lấy hắn bây giờ tu vi, vẫn không cách nào chống đỡ quá lâu, từ chiến đấu bắt đầu đến mang Trần Chi Phàm ra khỏi thành, cộng lại không vượt qua 10 phút thời gian, cũng đã tiêu hao rất nhiều. Diệp Thần cau mày đánh giá bốn phía, cái này U Ảnh Chi Sâm đúng là cho hắn một loại vô cùng là cảm giác không thoải mái. Tựa như trong đó ẩn giấu vô tận uy hiếp. Loại cảm giác này giống như đối mặt Thương Hỏa Tiên Tôn vậy. Thật xin lỗi, Diệp Thần, làm liên lụy ngươi, ngươi bức tử Hoàng Nguyên, Hoàng Sán nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Chi Phàm áy náy nhìn Diệp Thần, hắn biết Diệp Thần tiềm lực rất đáng sợ, có lẽ cho Diệp Thần mấy năm thời gian, Hoàng Sán liền không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, Diệp Thần còn chỉ là một thần vương cảnh võ giả. Coi như thực lực như thế nào đi nữa nghịch thiên, cũng sẽ không là Hoàng Sán đối thủ. Hợp đạo cảnh và thần vương cảnh chênh lệch quá nhiều. Diệp Thần lơ đễnh mỉm cười nói, Phàm ca, ta đã đem ngươi làm anh em, liền đừng bảo là khách khí như vậy. Nói sau, ta mới vừa lúc đến nơi này, liền cùng Hoàng Sán kết thù, bỏ mặc ta giết không có giết Hoàng Nguyên, hắn cũng hận không được đem ta bằng thây vạn đoạn, ta bây giờ không trả là thật tốt. Trần Chi Phàm nhưng lắc đầu nói, người mới vừa tới nơi này có quy luật bảo vệ cho nên không có sao, nhưng bây giờ, quy luật lực đã tiêu tán. Diệp Thần nghe được câu này ngược lại là nhớ tới Vĩnh Lão giao phó. Mình đi tới nơi này, có thể xóa đi trong cơ thể còn sót lại thiên đạo dấu vết. Ở lại mấy ngày, có phải hay không đã lau đi? Không có ở đây suy nghĩ nhiều, Diệp Thần tiếp tục nói, không sao, ta và Hoàng Sán ký linh khế. Có khế ước trói buộc, thăng thiên lớn so với trước đó, hắn không nhúc nhích được ta. Trần Chi Phàm nhớ lại Lý Ngọc và Diệp Thần nói, có chút lo lắng nói, chẳng lẽ đánh cuộc là lớn so thứ nhất. Cái này, Phàm ca, Diệp Thần đột nhiên cười ngắt lời nói, ta có lòng tin. Trần Chi Phàm nhìn Diệp Thần nụ cười tự tin, và đã từng là mình là tương tự biết bao à, hắn không nói thêm nữa, mà là nặng nề gật đầu một cái, nói, ta tin tưởng ngươi. Diệp Thần đột nhiên có chút không hiểu nhìn Trần Chi Phàm, hắn biết Trần Chi Phàm đã từng ở Côn Lôn hư vậy nhất định là một cái kiêu ngạo người tu hành. Nhưng mà hắn tại sao sẽ biến thành cái đó ở Thăng Tiên Các bên trong khiêm nhường Trần Chi Phàm, biến thành cái đó chịu đựng người khác ăn hiếp Trần Chi Phàm. Diệp Thần không khỏi mở miệng hỏi, Phàm ca, từ Côn Lôn hư sau khi đi lên, kết quả chuyện gì xảy ra? Trần Chi Phàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm. Bất quá vẫn mở miệng nói, năm đó, ta thành công đi tới Linh Võ Đại Lục, vốn là cũng là hăm hở, nhưng ai biết, chúng ta ở Linh Võ Đại Lục,
không hề bị người đợi gặp, mà ở thăng thiên thi đấu bên trong, lại gặp được vô số so ta hơn nữ ưu tú thiên tài. Nhưng dù vậy, ta cũng không có ủ rũ, vẫn kiêu ngạo, nhưng ai biết, ở lớn so bắt đầu trước, ta cùng một tên võ giả ở Đăng Thiên Thành bên trong xảy ra mâu thuẫn. Mà đây người, chính là một lần kia thi đấu thứ nhất, thực lực cao hơn ta rất nhiều, mặc dù ta miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng cũng bị hắn đả kích đắc ý chí sa sút, hơn nữa lấy ta lúc đó trạng thái thân thể, cơ hồ không thể nào ở lớn so bên trong lấy được một cái lý tưởng hạng. Ở nơi này, thăng thiên các bên trong có người đối với ta nói, nếu như ta nguyện ý cầm ra đủ bảo vật chân quý cống hiến, thăng thiên các nguyện ý thu nhận ta. Người biết không, ở linh võ đại lục địa phương như vậy, không có thế lực che chở, cơ hồ người người đều phải đạp ngươi. Cho nên, ta đồng ý, có thể ai nào biết, bị thăng thiên các chồng cấm chế sau đó, người ở thăng thiên các bên trong chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là nhẫn nhục mang nặng còn sống, hoặc là chết. Ta vốn nên cái chết chi, nhưng là, ta không cam lòng. Ta không cam lòng cứ như vậy thua ở vậy đánh bại ta chi thủ hạ của ngươi, thành tựu thăng thiên các một con chó chết đi. Cho nên, nhiều năm như vậy, ta nhịn xuống. Diệp Thần khiếp sợ nhìn Trần Chi Phàm, hắn biết, để cho một người kiêu ngạo chịu đựng khuất nhục còn sống, xa so giết bọn họ thống khổ hơn dù sao cũng lần. Trần Chi Phàm gian khổ có thể tưởng tượng được. Đồng thời, hắn nhìn về phía Trần Chi Phàm trong ánh mắt vậy toát ra vẻ kính nể, hắn kính nể Trần Chi Phàm, bởi vì Trần Chi Phàm còn không có sa đọa. Hắn trong lòng còn có ý chí chiến đấu. Như vậy, cho dù hắn hiện nhận được nhiều hơn nữa khuất nhục, niềm kiêu ngạo của hắn, vậy vẫn tồn tại hắn trong lòng. Diệp Thần bằng hữu không nhiều, nhưng là trước mắt Trần Chi Phàm tuyệt đối là nhất đáng kết giao. Bất quá vậy may mà ngươi, ta thì phải giải thoát. Trần Chi Phàm đột nhiên cười nói. À, may mà ta, Diệp Thần hiếu kỳ nói. Hoàng Nguyên vậy cái lệnh bài, ở trên tay ngươi chứ? Đúng, Diệp Thần gật đầu một cái, lấy ra lệnh bài giao cho Trần Chi Phàm. Trần Chi Phàm nhìn lệnh bài trong tay, nụ cười trên mặt càng nồng đậm một phần. Vốn là, thăng thiên các cấm chế, đối với hợp đạo cảnh võ giả, sức ràng buộc liền nhỏ nhiều. Nhưng là, cuối cùng vẫn là một cái tai họa ngầm, ta ban đầu dự định, là đạt tới hợp đạo cảnh giới sau đó, mạo hiểm thoát đi thăng thiên các. Bất quá có cái này cái chấp sự lệnh bài, tình huống liền tốt hơn nhiều. Mặc dù những năm này một mực bị thăng thiên các sai khiến, cơ hồ không thời gian lúc nào tu hành, nhưng ta tu vi vậy thoáng đi tới không thiếu. Người vậy thấy, mới vừa rồi ta dùng bí pháp bộc phát hợp đạo đỉnh cấp lực. Mặc dù đây không phải là ta bản thân lực lượng, nhưng là muốn đạt tới cũng sẽ không quá lâu. Ta hy vọng muốn không được bao lâu, ta không cần mượn bí pháp, là có thể bùng nổ loại này lực lượng. Không sợ người bất kỳ. Còn nữa, hơn nữa cái này cái có khống chế cấm chế hiệu quả chấp sự lệnh bài, ta có nắm chắc bây giờ liền đem cấm chế phá. Diệp Thần lúc này mới rõ ràng mới vừa rồi Trần Chi Phàm kinh khủng lực lượng lại có thể đến từ bí pháp, chắc hẳn Trần Chi Phàm trên mình cũng có không tục cơ duyên. Bất quá cái này là võ giả mình bí mật, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Hắn phát ra từ nội tâm là Trần Chi Phàm cảm thấy vui vẻ, cười nói cái này Hoàng Nguyên, giết được thật trị giá à. Coi như ta vốn là cùng Hoàng Sán không có xích mích, vậy vì Phàm ca đem hắn tiêu diệt. Hắn cao hứng. Vì Trần Chi Phàm cao hứng, một khi Trần Chi Phàm phá giải cấm chế, liền có thể làm hồi mình, làm hồi cái đó kiêu ngạo mình. Trần Chi Phàm nhìn lệnh bài trong tay, vậy tràn đầy mong đợi, nói. Diệp Thần, ta bây giờ thì phải bắt đầu phá cấm chế, Hoàng Nguyên bị diệt, Hoàng Sán hẳn đã biết, như không ra ngoài dữ liệu, hắn hiện đang chạy tới Đăng Thiên Thành. Trần Chi Phàm tiếp tục nói, ngươi khá tốt, Hoàng Sán không nhúc nhích được ngươi. Ta là không trở về được. Tốt ở nhiều năm qua như vậy, ta cũng không là không có chút nào chuẩn bị, năm đó cơ duyên xảo hợp, ta ở nơi này u ảnh chi xâm bên trong lấy được một nơi động phủ, bây giờ liền phải đi nơi đó tránh một chút, cho đến thành công phá cấm chế, nếu không sẽ không xuất quan, đúng rồi, ngươi có cái gì dự định? Diệp Thần không chút do dự nói, ta là ngươi hộ pháp. Trần Chi Phàm nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt ấm áp nồng hơn. Nhưng vẫn lắc đầu nói, không cần, đầu tiên, người muốn tham gia thăng thiên thi đấu, mà phá cấm chế không phải một sớm một chiều chuyện. Thứ nhì,
Vậy động phủ đối với ta mà nói rất an toàn, Hoàng Sán không thể nào tìm được, coi như thật tìm được, tòa kia động phủ, cũng không phải hắn có thể vào xâm nhập được. Nói tới chỗ này Trần Chi Phàm đột nhiên cười nói, huống chi, Diệp Thần, mặc dù ngươi thực lực vượt xa cùng cấp, nhưng là đối mặt hợp đạo cảnh võ giả, ngươi xác định có thể là ta hộ pháp sao? Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hai tay chắp sau lưng, nói, hợp đạo cảnh ở ta trước mặt lại coi là cái gì, ta liền tạo hóa cảnh tầng trời một tiên tôn cũng chém chết qua. Mặc dù ban đầu chém chết thương hỏa tiên tôn nhờ có kỷ lâm máu tươi, nhưng là thật muốn nói, hắn đúng là chém giết một vị tiên tôn. Sợ rằng bây giờ Tây Vực Tông Môn nghe được mình tên chữ đều phải hù vỡ mật đi. Giờ khắc này Diệp Thần trên mình bộc phát ra cực mạnh sát ý. Đây là hắn dính vô số máu tươi, đẫm máu mà sống chứng minh. Cái này khí thế cường đại thậm chí để cho Trần Chi Phàm ngẩn ra. Có một cái chớp mắt như vậy gian, hắn lại có thể thật cảm giác mình tin. Không biết qua bao lâu, Trần Chi Phàm mới thanh tỉnh lại, không khỏi cảm thấy khôi hài. Hắn thiếu chút nữa bị Diệp Thần khí thế lừa gạt đến. Thần vương cảnh giết vận may tiên tôn. Đùa gì thế? Linh võ đại lục vạn năm đều không từng xuất hiện qua. Trần Chi Phàm cũng không dự định phơi bày Diệp Thần, cười ha ha một tiếng, vỗ một cái Diệp Thần bả vai nói, được. Ta tin tưởng ngươi, ngươi cũng hẳn tín nhiệm ta, mạng ta cứng rắn rất, cái này, ngươi cầm. Trần Chi Phàm giương tay một cái, đem một quả ngọc bài ném cho Diệp Thần. Đây là... ta không có gì hay cho ngươi, đây là tòa kia động phủ cấm chế bài, bằng lệnh bài có thể tùy ý ra vào động phủ. Bên trong vậy ghi lại chỗ tòa này động phủ vị trí, ta không có gì hay cho ngươi, chỉ có cái này. Ngươi đừng xem nhẹ nó, theo ta điều tra, bài này không hề chỉ là có thể mở cái này một tòa động phủ, mà là mấy tòa, hơn nữa ta dám khẳng định động này phủ nhất định là một vị vô cùng mạnh mẽ đại năng lưu lại. Ta lấy được chỗ tòa này, chỉ là vị kia đại năng tạm thời động phủ, bên trong không có để lại bảo vật gì, nhưng là, như ngươi vận khí đủ tốt, tương lai phát hiện vị này đại năng những thứ khác động phủ, nói không chừng có thể bằng vào ngọc bài này, thừa kế hắn truyền thừa. Phàm huynh, ngươi, Diệp Thần biết, một cái đại năng truyền thừa ý vị như thế nào, cho dù hắn có luân hồi mộ địa, đây đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ duyên cực lớn, truyền thừa, tuyệt không chê nhiều. Tốt lắm, không cần nói nhiều cái gì, ngươi làm ta là huynh đệ liền cầm, cấm chế này bài tổng cộng có 3 khối, ta còn có 2 khối, giữ lại cũng là giữ lại, không cho ngươi cho ai, hơn nữa truyền thừa vậy chưa chắc đã là ngươi đạt được. Diệp Thần biết, loại này đại năng truyền thừa, thường thường chỉ có thể do một người thừa kế, cực kỳ chân quý. Trần Chi Phàm chịu đưa cái này cho mình, chính là đã đem hắn coi thành bằng hữu. Diệp Thần cũng không nói nhiều cái gì. Hắn biết, nếu như đổi thành mình, vậy sẽ làm như vậy. Huynh đệ bây giờ, không cần nhiều lời. Gặp Diệp Thần nhận lấy, Trần Chi Phàm sảng lãng cười, tiếp theo đối với Diệp Thần phất tay nói. Tốt lắm, ngươi trở về đi thôi, ta cũng nên bế quan phá giải cấm chế, bị Hoàng Nguyên một làm rối lên, ngươi vốn là muốn làm chuyện vậy không làm thành chứ. Bắt chặt thời gian đi, thăng tiên thi đấu không có đơn giản như vậy. Có thể tăng cường một phần thực lực là một phần, nếu như thi đấu kết thúc sau này ngươi không gấp trước rời đi, có thể tới động phủ tìm ta. Diệp Thần gật đầu nói, Phàm ca, bảo trọng. Nói xong xoay người đi đăng thiên thành phương hướng đi. Từ đường Trần Chi Phàm sau đó, Diệp Thần trở lại đăng thiên thành, thời khắc vận chuyển tìm linh chân quyết. Tìm linh chân quyết đối với pháp lực tiêu hao cực kỳ nhỏ, một bên ở đăng thiên thành bên trong đi lang thang. Thỉnh thoảng tiến vào cửa hàng bên trong mua một ít trung ý vật phẩm. Đồng thời, Diệp Thần phát hiện, trên đường người mơ hồ đối với mình chỉ chõ chõ, xem ra mình tiêu diệt Hoàng Nguyên, đã ở đăng thiên thành bên trong có chỉ đích danh tiếng. Nửa ngày thời gian, Diệp Thần đi dạo lần gần phân nửa đăng thiên thành, vẫn không có cảm ứng được luân hồi huyền bia hơi thở, không khỏi có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, vật này nếu là như vậy dễ dàng phát hiện. Cũng sẽ không như vậy nghịch thiên. Đây là, đột nhiên một tiếng gầm lên truyền khắp toàn bộ đăng thiên thành. Là ai giết Hoàng Nguyên? Tới, Hoàng Sán rốt cuộc đã tới. Đăng thiên thành tuy nói là cử hành thăng thiên thi đấu chi địa, có thể ở linh võ đại lục thật ra thì chỉ là một thành nhỏ, chủ yếu thế lực chính là thăng thiên các, mà Hoàng Sán có hợp đạo cảnh tầng 3 thực lực,
đã là trong thành một trong cường giả. Nếu như ngày thường, Hoàng Sán khẳng định sẽ càng phách lối hơn tìm sát hại Hoàng Nguyên người, nhưng lúc này trong thành tới rất nhiều xem thi đấu thế lực, tùy tiện kia một thế lực đều không phải là Hoàng Sán chọc nổi, vì tránh cho đá gậy sắt tình huống, hắn vẫn là khá là khắc chế. Diệp Thần hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lướt qua, căn bản lười để ý hắn, tiếp tục tự nhiên đi dạo phố. Hoàng Sán gặp không có ai đáp lại, chỉ coi là đối phương sợ, lòng an tâm một chút, nếu như những đại thế lực kia người, vì tông môn uy nghiêm, căn bản không sẽ đối với hắn quát hỏi không làm đáp lại. Hắn lúc này mới bắt đầu biết rõ Hoàng Nguyên bị giết đi qua, thật ra thì mới vừa rồi nếu thật có thế lực lớn người lên tiếng đáp lại, Hoàng Sán căn bản không sẽ hưng sư vấn tội, ngược lại sẽ hướng đối phương nói xin lỗi, một tiếng này gầm lên, chỉ là vì bảo toàn hắn ở Đăng Thiên Thành tôn nghiêm. Có thể làm hắn hiểu chuyện đi qua, biết Hoàng Nguyên là bị Diệp Thần cắt đứt tứ chi sau ép được tan vỡ tự sát lúc, không khỏi nổi cơn giận dữ, mắt chừng sắp nứt. Diệp Thần, lại là Diệp Thần. Càng làm hắn khí phải nghĩ muốn hộc máu là, mặc dù Diệp Thần chỉ là một con hắn có thể tùy ý giết chết con kiến hôi, có thể bởi vì linh khế quan hệ, hắn căn bản không cách nào đối với Diệp Thần ra tay. Mình một cái đường đường hợp đạo cảnh võ giả, lại đang một cái thần vương cảnh võ giả trên tay tiếp liền thua thiệt, còn không có biện pháp nào. Làm sao có thể không tức? Thật là bực bội muốn chết. Mà lúc này Diệp Thần nhưng là hồn nhiên không thèm để ý. Hắn đang nghiên cứu Hoàng Nguyên trước sử dụng quy nguyên một đao chém. Hắn không thiếu võ, nhưng ngược lại là đối với vũ kỹ này có chút cảm thấy hứng thú. Cái này quy nguyên một đao chém, tu luyện tới đỉnh cấp, uy lực có thể tùy ý phá vỡ sơn hà, ngược lại là có thể thành tựu bình thường sử dụng chiêu thức. Diệp Thần thiên phú cực cao, chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua liền sơ lược biết quy nguyên một đao chém bí quyết chỗ, hắn có lòng tin ở thăng thiên thi đấu trước đem môn vũ kỹ này tu luyện tới nhập môn. Đồng thời, hắn vậy thầm mắng cái này Hoàng Nguyên thật là một ngốc nghếch, quy nguyên một đao chém căn bản không thích hợp lấy phi đao hình thức thi triển, nếu không uy lực đem sẽ giảm bớt nhiều. Bất quá Diệp Thần không biết là, nếu không phải dựa vào chuôi này phi đao, Hoàng Nguyên căn bản không cách nào thi triển môn vũ kỹ này. Mà Hoàng Nguyên chuôi này phi đao, bởi vì là Hoàng Nguyên bổn mạng linh khí quan hệ, hắn không cách nào sử dụng, chỉ có thể lần nữa dung luyện đúc một chuôi vũ khí mới. Dưới mắt thăng thiên thi đấu sắp tới, hắn nhưng không chờ được lâu như vậy. Hắn ở luân hồi mộ địa tìm một vòng, không có phát hiện thích hợp nhất vũ kỹ này vũ khí. Bất quá hắn luân hồi mộ địa vật liệu không thiếu, ngược lại là có thể tự mình luyện chế. Chỉ là, chế tạo binh khí yêu cầu điều kiện rất nhiều. Dưới mắt phải tìm một cửa hàng vũ khí cũng hoặc là có thể chế tạo vũ khí địa phương mới được. Diệp Thần nhớ lại Trần Chi Phàm cho hắn trong ngọc giản nội dung, đi tới Đăng Thiên Thành bên trong một nhà tên là thần binh cửa hàng vũ khí bên trong, hướng về phía một người trong tiệm nhân viên nói. Người tốt, xin hỏi Ngô Lão Bản có ở đó hay không? Vũ khí này trải Ngô Lão Bản và Trần Chi Phàm có chút giao tình, Trần Chi Phàm ở trong ngọc giản nói cho Diệp Thần, nếu như cần vũ khí có thể tới nơi này tìm Ngô Lão Bản. Tên kia nhân viên nghe vậy cũng không trả lời, mà là từ trên xuống dưới quan sát Diệp Thần hai mắt. Gặp Diệp Thần ăn mặc phổ thông, lại là chỉ có thần vương cảnh tu vi, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, không mặn không lạt mở miệng nói, Ngô Lão Bản không có ở đây. Ngay tại lúc này, Diệp Thần sau lưng đi tới một người quần áo hoa lệ người tuổi trẻ, vậy nhân viên lúc này hai mắt sáng lên, vượt qua Diệp Thần mặt tươi cười nghênh đón nói, cái vị công tử này ngài cần gì không? Tới tới tới, bên này xem. Diệp Thần khẽ cau mày, nhưng không có nói gì, tùy ý xem dậy trong tiệm các loại linh khí và tiên khí, hắn còn chưa đến nỗi và một người làm vậy kiến thức. Không nghĩ tới sau lưng hắn tên kia hoa phục thanh niên lại xem đều không xem cái này nhân viên một mắt, ngược lại thẳng hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần cảm ứng được có người đến gần mình, hơi kinh ngạc nhìn người thanh niên này. Đối phương nhìn qua 21-22 tuổi, khá là anh tuấn, tu vi ở hợp đạo cảnh sơ kỳ. Hơi thở trầm ngưng. Người này hiển nhiên là thực đánh thực tu luyện ra được cảnh giới, và Hoàng Nguyên cái loại đó mượn ngoại lực đống đi lên tu vi là khác xa lắc xa lơ, nếu là thật đang động tới tay, ở những thứ khác điều kiện giống nhau dưới tình huống, thanh niên này một người ít nhất có thể đánh 5 cái Hoàng Nguyên cái loại đó mặt hàng. Thanh niên kia ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, đột nhiên mở miệng nói,
vị đạo hữu này, ta kêu Tiêu Thiên Thần, xin hỏi, là ngươi giết Hoàng Nguyên? Tiêu Thiên Thần lời vừa nói ra, cửa hàng vũ khí bên trong mọi người rối rít liếc mắt, nghị luận Đăng Thiên Thành Tiêu gia. Cái đó đứng sau Thăng Thiên các thế lực. Nghe nói Tiêu gia đại công tử Tiêu Thiên Thần, lại là kinh tài tuyệt diễm, ước chừng 21 tuổi liền tu luyện đến hợp đạo cảnh sơ kỳ, càng đáng quý chính là, hoàn toàn không có dựa vào đan dược các ngoại lực. Diệp Thần nhìn cái này Tiêu Thiên Thần, sắc mặt khá là không vui, cái này Tiêu Thiên Thần trong lúc nói chuyện mơ hồ thả ra uy áp đè hướng mình, mặc dù đối với Diệp Thần không có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng như vậy hành vi hiển nhiên đã xúc phạm đến hắn, đối với loại này đi lên liền lấy thế đè người người, Diệp Thần từ trước đến giờ không có cảm tình gì. Có phải hay không và ngươi có quan hệ thế nào? Diệp Thần thuận miệng đáp, liền xoay người tiếp tục tra xem linh khí, cầm Tiêu Thiên Thần lượng ở một bên. Mọi người vây xem thấy vậy, tất cả mặt lộ vẻ kinh dị, người này chính là cái đó trong tin đồn bước cảnh giới giết Hoàng Nguyên Thần Vương cảnh võ giả. Có tin đồn nói hắn là con kiến hôi chi địa mà đến Thăng Thiên giả, tên là Diệp Thần. Tiêu Thiên Thần thấy Diệp Thần phản ứng cũng là mặt hiện vẻ kinh ngạc, hắn hơi thở hồn dày vô cùng, cho dù đối với giống vậy cùng cấp võ giả thả ra, đối phương cũng sẽ mơ hồ cảm thấy áp lực. Nhưng mà, cái này thần vương cảnh võ giả có thể hoàn toàn không thấy mình uy áp hành động, quả nhiên có chút con đường. Bất quá, hắn Tiêu Thiên Thần còn không coi vào đâu. Bước cấp tiêu diệt Hoàng Nguyên, xem Hoàng Nguyên loại phế vật đó, mình cũng có thể tiện tay bóp chết. Nếu như có người cầm hắn và Hoàng Nguyên làm cùng tiêu chuẩn đối đãi, người kia khẳng định sẽ chết rất thảm. Mọi người thấy Tiêu Thiên Thần sắc mặt dần dần âm trầm, không khỏi có chút nhìn có chút hả hê nhìn về phía đang tra xem vũ khí Diệp Thần. Khách hàng bên trong có người lắc đầu nói, người trẻ tuổi này mặc dù thực lực không tệ, nhưng trải qua phải trả là quá thiếu, tâm tính không đủ. Hắn lấy là giết Hoàng Nguyên sau liền vô địch thiên hạ sao? Mặc dù Tiêu Thiên Thần và Hoàng Nguyên đều là hợp đạo cảnh, nhưng hai người thực lực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn dùng loại thái độ này đối đãi Tiêu Thiên Thần, liền phải trả giá thật lớn. Này, thằng nhóc, bổn công tử đang cùng ngươi nói chuyện đây. Tiêu Thiên Thần lạnh lùng thốt, nếu như ngày thường, hắn Tiêu Thiên Thần cũng sớm đã ra tay dạy bảo tiểu tử này, hắn sở dĩ không ra tay, cũng không phải là bởi vì Diệp Thần thực lực, mà là bởi vì Hoàng Sán. Diệp Thần tư liệu hắn đã tra được rõ ràng, cái này Thăng Thiên giả ở Linh Võ Đại Lục hẳn không có bối cảnh gì mới là, nhưng mà, Hoàng Sán vì sao đến bây giờ còn không có đối với hắn ra tay đâu. Diệp Thần trong mắt bốc lên một đạo lửa giận, nhưng hắn vẫn là áp chế xuống, nơi này, là Ngô lão bản cửa tiệm, Ngô lão bản là Trần Chi Phàm bằng hữu, mà Trần Chi Phàm, là hắn Diệp Thần huynh đệ. Hắn không muốn ở Ngô lão bản trong cửa hàng và người động thủ, vì, chỉ là không phụ lòng Trần Chi Phàm, cho nên hắn còn không có bùng nổ. Diệp Thần xoay người, mặt không cảm giác nhìn Tiêu Thiên Thần nói, rốt cuộc chuyện gì? Tiêu Thiên Thần gặp Diệp Thần đáp lời. Trong lòng cười lạnh nói, coi là thằng nhóc ngươi thức thời. Hoàng Nguyên dùng chuôi này phi đao, ở trên tay ngươi chứ. Tiêu Thiên Thần nhìn chằm chằm Diệp Thần con ngươi đen nhánh, vô cùng nghiêm túc. Vật kia đối với ngươi vô dụng, bổn công tử thu, yên tâm, Tiêu gia chúng ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi có thể tùy ý ra giá, ta muốn mua trong tay ngươi chuôi này đã bị tổn thương phi đao. Tiêu Thiên Thần tự tin nhìn Diệp Thần, hắn tin tưởng. Diệp Thần sẽ không ngu xuẩn đến ở Đăng Thiên Thành cự tuyệt mình, đặc biệt là ở mình mở ra như vậy ưu việt điều kiện sau đó. Mọi người nghe vậy tất cả giật mình, người Tiêu gia quả nhiên ra tay rộng rãi à. Đây chính là tùy ý ra giá à. Không bán, ngươi có thể đi. Diệp Thần không nhịn được nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại chỗ cũng trợn mắt hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần sẽ cự tuyệt. Đây chính là Tiêu Thiên Thần à. Đó là có thể tùy tiện cự tuyệt sao? Coi như cái này phi đao còn có chỗ đặc thù gì, cũng không phải ngươi có thể có à? Thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý ở nơi nào đều giống nhau, huống chi Tiêu Thiên Thần mở ra điều kiện tốt như vậy, nói không chừng còn có thể mượn cái này cơ hội leo lên Tiêu gia, nói thế nào cũng chưa tính là thua thiệt. Có thể Diệp Thần đâu? Không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, một chút mặt mũi cũng không cho Tiêu Thiên Thần lưu. Đây chính là sẽ đưa tới hắn lửa giận à. Thật tốt cơ hội tốt biến thành tai nạn, tất cả mọi người là hắn cảm thấy đáng tiếc,
xem kẻ ngu như nhau nhìn đang thử một chuôi linh đao Diệp Thần. Diệp Thần đối với chuôi này phi đao ngược lại là không ý tưởng gì, vốn là cũng phải cần bán đi, nhưng mà, hắn sẽ không bán cho Tiêu Thiên Thần, không là những thứ khác, chỉ vì là hắn không ưa Tiêu Thiên Thần làm người. Mình không thích, lý do này là đủ rồi. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi có bán hay không? Tiêu Thiên Thần sắc mặt âm trầm được dường như muốn ăn Diệp Thần, cuồng bạo uy áp hoàn toàn phóng thích, ùn ùn kéo tới hướng Diệp Thần vọt tới, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Khí thế thật là mạnh. Trong cửa hàng những khách cũ đều là mặt liền biến sắc, cho dù cùng là hợp đạo cảnh người tu hành cũng hơi biến sắc, cảm giác chặn một cái tường cao hướng mình ngã xuống. Cái này Tiêu Thiên Thần thực lực lại vượt xa cùng cấp. Cho dù là phổ thông hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh võ giả đối mặt hắn, phỏng đoán cũng không có phần thắng. Thật là một cái kinh khủng thiên tài. Phải biết, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh trở lên, mỗi một cái cảnh giới nhỏ, đều có to lớn thực lực sai biệt. Mọi người vốn cho là gặp được Diệp Thần hộc máu bị thương một màn, nhưng mà, Diệp Thần lần nữa ngoài bọn họ ý liệu. Chỉ gặp Diệp Thần mặt đầy sắc giận xoay người hướng về phía Tiêu Thiên Thần gầm hét lên, người mẹ hắn có phiền hay không à? Muốn lão tử nói mấy lần ngươi mới nghe hiểu được. Lão tử nói không bán. Bảo ngươi cút à, có đủ lớn hay không tiếng? Nghe rõ chưa? Không có nghe rõ ta nói lại lần nữa, bảo ngươi cút. Yên tĩnh như chết. Loảng xoảng một tiếng, một khách hàng trong tay linh khí rớt xuống đất, nhưng hắn không để ý tới sẽ. Chỉ là ngơ ngác nhìn tức giận bộc phát Diệp Thần. Không người nào có thể nghĩ đến Diệp Thần chống cự Tiêu Thiên Thần uy áp không chỉ có không có sao, ngược lại hướng về phía Tiêu Thiên Thần tức miệng mắng to. Một cái thần vương cảnh võ giả. Bọn họ là đang nằm mơ sao? Những người này mặc dù biết Diệp Thần đánh bại Hoàng Nguyên, nhưng dẫu sao chỉ là nói nghe đồn đãi, cũng không nhìn thấy Diệp Thần đạp bể Hoàng Nguyên tứ chi vậy tàn bạo tà dị một màn. Trong lòng rung động xa xa thấp hơn lúc ấy tại chỗ người xem, chỉ coi là Hoàng Nguyên quá yếu mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ nhớ, Diệp Thần biểu hiện bọn họ muốn không nhớ đều khó. Liền liền Tiêu Thiên Thần đều bị mắng được hơi có vẻ đờ đẫn, hắn đi nhìn chung quanh xem, phát hiện cũng không có người đứng bên cạnh sau đó, mới chỉ mình, khó có thể tin hỏi, ngươi là đang cùng ta nói chuyện. Con mẹ nó ngu si. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tiện tay buông xuống chuôi này vũ khí, xoay người liền muốn rời đi linh khí trải, theo năng lực thấp trao đổi quá tốn sức, bị Tiêu Thiên Thần như thế một làm rối lên, hắn cũng không có tâm tình lại tiếp tục cùng Ngô lão bản. Làm Diệp Thần mau muốn đi ra cửa tiệm lúc, Tiêu Thiên Thần mới phản ứng được. Cái này thần vương cảnh kỳ rác dưới lại dám kêu ta cút. Còn mắng ta ngu si. Tiêu Thiên Thần mặt lập tức tăng đến đỏ bừng, huyết khí cuồn cuộn. Cặp mắt phủ đầy tia máu, đó là hắn lửa giận. Hắn Tiêu Thiên Thần lúc nào bị qua cái này cùng khuất nhục. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên ra tay. Một cái chớp mắt, mưa gió biến sắc. Vô biên hào hùng thiên địa linh khí khoảnh khắc tụ tập ở trong lòng bàn tay của hắn. Một đạo tản ra vô cùng là khí tức kinh khủng trưởng ấn xông về mới vừa bước ra cửa tiệm Diệp Thần. Lại là Tiêu gia tất sát kỹ, thiên địa hỗn nguyên trưởng. Có người kêu lên một tiếng. Hơn nữa, xem hắn xuất thủ uy thế, đã tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Thiên tài à, cái này Diệp Thần xong rồi. Tiêu Thiên Thần lần nữa mang cho bọn họ rung động, như vậy vũ khí cường đại, nhập môn còn dễ nói, ở Tiêu Thiên Thần cái tuổi này có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, ở nơi này đăng thiên thành bên trong. Tuyệt đối là xứng đáng không thẹn thiên tài, thậm chí ở toàn bộ linh võ đại lục, cũng có thể coi như ưu tú. Diệp Thần xoay người, ra quyền, ở ra quyền nháy mắt, thân hình rút lên, một đạo chữ vương ban văn hiện lên trán hắn, tản mát ra giống như hồng hoang cự thú vậy khí tức kinh khủng. Hắn không định dùng những vũ kỹ khác, lại càng không định dùng thần vương đạo tới chiến. Sẽ dùng luyện hóa giọt kia viễn cổ hung thú máu tươi lực lượng. Thịt quyền cùng trưởng ấn đánh nhau, tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần sẽ ở trong nháy mắt bị đánh thành một đoàn xương máu, nổ tung. Nhưng là, bạo liệt, đúng là Tiêu Thiên Thần trưởng ấn. Âm một tiếng vang thật lớn, trưởng ấn nổ tung, kinh khủng dư âm trào hướng bốn phía, cửa tiệm bên trong linh quang chớp động, cấm chế kích hoạt, một tầng màn sáng hiện lên, một kiện kiện linh khí vậy tản mát ra linh quang,
ngăn cản cái này cường đại năng lượng. Diệp Thần lại tiếp nhận Tiêu Thiên Thần một trường. Hơn nữa, còn lộ vẻ được không tốn sức chút nào. Là Tiêu Thiên Thần nhường sao? Tuyệt đối không phải, trong tiệm những khách cũ cũng cảm nhận được một kích này khủng bố. Cho dù có cấm chế bảo vệ, ở dư âm dưới sự xung kích, tất cả mọi người cảm thấy khí huyết chấn động. Tiêu Thiên Thần giống vậy không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Đây chính là hắn một kích toàn lực à, lại bị một cái thần vương cảnh võ giả chặn lại. Diệp Thần thi triển Thiên Sát Hổ Ma Biến sau đó, cả người khí chất lập tức đổi được tà dị đứng lên, hắn hơi có vẻ hưng phấn nhìn một cái Tiêu Thiên Thần nói, không sai, có mấy phần lực lượng, hẳn có thể chịu đựng ta mấy quyền, nếu ngươi xuất thủ qua, bây giờ đến phiên ta. Hổ Thần Sát. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, đầu tiên thi triển thần niệm công kích, vô cùng sát khí theo dâng trào thần niệm trào hướng Tiêu Thiên Thần thức hải, Diệp Thần không khỏi khẽ cau mày. Cái này Tiêu Thiên Thần thần niệm lại so Hoàng Nguyên mạnh gấp mấy lần, chỉ so với mình kém một chút một nước, nếu không phải hắn thần niệm không bằng mình tinh thuần, cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự, mặc dù miễn cưỡng xâm lược, nhưng Tiêu Thiên Thần trong óc giống vậy có một đạo không thuộc về hắn bản thân thần niệm phòng ngự, rất nhanh đem hổ sát chấn áp. Nhưng, mặc dù chỉ là xâm lấn chốc lát, Tiêu Thiên Thần vẫn là bị ảnh hưởng, hắn trên mặt thoáng qua một đạo không bình thường đỏ thẫm, cả người hơi thở loạn lên, mà đang ở cái này phiến khắc thời gian, Diệp Thần động. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Thần dưới chân đường phố chợt văng tung tóe ra một đạo mạng nhện vậy vết rách, một bóng người xuất hiện ở Tiêu Thiên Thần trước mặt, một quyền hướng hắn đánh tới. Bàn về luyện thể, bàn về lực lượng, hắn không thua bất kỳ linh võ đại lục thiên tài. Chỉ là chốc lát hơi thở rối loạn, liền bị Diệp Thần chiếm hết ra tay trước. Bất quá Tiêu Thiên Thần hiển nhiên và Hoàng Nguyên như vậy cỏ bao bất đồng, kinh nghiệm chiến đấu khá là phong phú, lâm nguy không loạn, điều chỉnh hơi thở, lần nữa thi triển thiên địa hỗn nguyên trưởng hướng Diệp Thần vỗ tới. Đồng thời trong lòng cười nhạt, thằng nhóc, ngươi lấy là mới vừa rồi vậy đạo trưởng ấn chính là trời hỗn nguyên trưởng uy lực chân chính. Lại lựa chọn cùng ta gần người sáp lá cà. Thiên địa hỗn nguyên trưởng, sáp lá cả mạnh hơn. Oanh! Quyền trưởng chạm nhau, sức trùng kích to lớn lan truyền hướng bốn phía, cấm chế tan vỡ, hai người quanh thân linh khí cùng ánh sáng ảm đạm. Cái này quyền trưởng chạm nhau, Tiêu Thiên Thần, lui. Hơn nữa, hắn cùng Diệp Thần va chạm cái bàn tay kia, lại ứ máu sưng đỏ tựa như móng heo vậy. Điều này sao có thể? Giao thủ một cái, Tiêu Thiên Thần liền rơi vào hạ phong. Hơn nữa còn bị tổn thương. Bây giờ, mọi người rốt cuộc đối với Diệp Thần khủng bố, có đại khái biết. Lúc này Diệp Thần gặp Tiêu Thiên Thần tiếp nhận mình 70% lực lượng một quyền, không khỏi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tuét miệng cười nói, rất tốt, lại tới. Phải biết, bàn về thực lực chân chính, hắn có thể không như vậy dễ dàng. Thậm chí chật vật là hắn. Nhưng là bàn về sáp lá cà. Hắn nhưng mà luyện hóa một đầu viễn cổ hung thú máu tươi à. Loài người võ giả và hung thú so lực lượng, so sáp lá cà. Đây không phải là tự tìm cái chết. Mà Tiêu Thiên Thần, lúc này nhìn Diệp Thần ánh mắt vô cùng là phức tạp, có khiếp sợ, không hề rõ ràng, nhưng càng nhiều hơn, là kiêng kỵ. Diệp Thần thực lực mạnh, đã để cho Tiêu Thiên Thần cảm thấy sợ hãi. Quyền thứ hai, 80% lực lượng, đánh phía Tiêu Thiên Thần. Không thể nào, Tiêu Thiên Thần chợt quát một tiếng, cả người chân khí kích động, vượt qua cực hạn vận chuyển, giơ lên khác một con hoàn hảo bàn tay, toàn lực thi triển thiên địa hỗn nguyên trưởng, nghênh hướng Diệp Thần. Lại là một tiếng vang thật lớn. Tiêu Thiên Thần liên tiếp lui về phía sau, miệng phun máu tươi, đánh ra tay trái đã biến hình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 78.